User joined the channel. Cari ma. Thằng nhá. Dùng lấy xe à? Biết. Ô đích kìa. Bạn à? Xuống ngồi vào xe rồi đợi nó vào lấy. Tệ, nó té rồi. Phát hình ơi. No. Có đi à? Đây bây giờ đấy anh này, ôi đây mày anh khắc lùn thì mày Viking không? Tị máy lùn. Đấy em thì anh đang bị anh hoạt, đéo hoạt hình. Anh đéo vào rồi hoạt hình luôn. Hết rồi. Để cấu anh thấp thôi đỡ hoạt hình. Vay lâu mà. Ơ có thằng đi con chó có xe ghẻ kìa. Hai con luôn ạ. Hai xe luôn ạ, cẩn thận quá. Bấm coi kìa. Thịt con mẹ mấy thằng lượi này. Mấy thằng mẹ chiêu người này. Đâm. Nó lên Savani hết rồi. Kia đừng im ăn lộn à? Con mẹ tí mà mày mà như vừa lẫy tao xiêm mày luôn. Biết ai trên ai? Lợn nhựa này. Cái chỉnh ấy đó. Toàn bảo anh Toàn định đấm mày này, bia. Ra một này. Bia. Đi. Toàn dọa đấm mày này. Toàn dọa dọa anh có làm đâu. À, đúng rồi, đúng rồi. Nó bảo là anh Toàn chỉ biết dọa thôi, đéo có bao giờ dám làm đâu. Đấy. Ghê. Xong rồi. Đây sang khu bên kia đi. Thằng bia bị hóa trang. Anh lút rồi, anh lút rồi. Sang chấm vàng nghe. Cái vòng này là nó bo đi đâu ấy nhở? Gắt cao bo trên kia, dưới. Hoặc ở dưới gần Faribay. Ông suy nghĩ hơi tiện cận rồi đấy ông. Ôi, hai anh kia chờ đói ạ, à. Nhanh vậy. Hai anh đấy rồi á. Toàn chờ đói ạ. Bây giờ anh em đi thẳng đấy chứ. Bên này có xe này. Toàn chờ đói. Nhớ nhá, tí nữa ạ, phải có một ông tài xế nhá, đi mẹ đéo phải cứ lao lên bắn bọn tôi. Cho bia tài xế không nói chuyện riêng luôn. Em đừng làm gì cả. Lút để bọn anh lút thôi, tí bọn anh chia. Nhưng mà thằng bia tài xế mà đâm chết mẹ anh em thì sao? Đéo biết. Kia có cái UAT hay sao ấy. Kia ở đây à? Ê đây. Thằng hết xui vẽ lều. Tay trong ấy chưa đủ xịn thì ra lấy UAT nữa. Ê đây nhá. Anh Toàn e bóp luôn ạ. À nhầm. Anh Toàn e bóp luôn á. Bố mày đang bảo vệ mày cái bố mày đang bảo vệ. Bia vừa xuống nhau, mở cửa ra có thấy anh Toàn luôn thì thôi. Bia đâu rồi Bia ơi? Hai con béo à? Lút có một cái nhà mà lâu vãi. Vậy xe đó chó. Xuống Bia. Đủ má không có ba lô không? Ui, tăng 3 luôn ạ. Mạnh quá. Con chó đi xe qua đây. Hai ông kia. Ui, lại ra bà Kim ơi. Đâu, nhà em lôi lại ra bà.
hiểu. Hồi bao đạn xịn luôn, ok. Sao mà nhìn mẹ mày chơi đua sọt lăn như kiểu gân rét hồi xưa rồi. Anh thế à? Anh là một sáu gân và một kiếm. Nó nhỏ luôn đi. Tầng ở dưới không? Trên tầng 2. Trong cái phòng nhỏ. À, cho các có đạn. Có cả ngắm. Mấy cái nhà trên này anh lút được không? Ờ, bỏ sang con mẹ bên cái đường luôn kìa. Toàn chó đói mà anh em lại gì? Địt các bạn. Ơ, hai anh em kia có xe rồi không? Ờ, có đa xe của ai á? Mới Toanh à? Của anh em mình. Toanh á, thì đây mới. Ai? Tối nữa luôn. Bóc không đèn nó khỏi cửa sổ à? Thề đéo có cửa sổ biển luôn ạ. Thua. Thao. Đây, tí anh bước cho khẩu AK lên. Chẳng có cười ạ, mày vãi rồi. Mày có con thừa súng không Bia? Có. Có anh cho anh một khẩu đấy. Có. Có cao nhóc. Có đạn nó leo súng à. Đây. Ở đây. Cháu trông chờ lụt. Ờ đúng súng ấy đi à ra xin. Đây lại lút đốt mấy nhà anh sang. Lao. Vãi lều. Thua. Mà em đi rồi. Trêu nó. Ê. Áo mất máu ra. Bố mày không mất máu đấy. Bố mày cho con đết này đi sẽ. Đưa phân đết rồi, tệ. Tôi chẳng thật cái ạ. Này, súng này, xin. Thằng Bia đéo nó làm cái lồn gì hết. Đéo bắn. Bia nó bị óc chó à. Đấy, sẽ. Có đạn xanh thì tay cầm không cho anh ý đây. Không có gì cả. Đấy luôn. Có ấy, đùa, đưa anh, đây cho. Thằng Bia thì tệ đi bộ ấy, đi xe làm gì. Tốn chỗ. Gimme. AK này, đạn 7 này, 9 viên. Ơ, đạn cho đạn này. Đạn xanh không? Có đạn xanh không? Đạn đây này con. Có gì đạn xanh? Súng không có, lấy là đạn xanh. Lên xe chí. À quên. Mình phải đi thằng Bia. Lê chỉ thoát khỏi Bia nhưng mà Bia nhắc nhở. Chạy đâu? Phải nhớ với cội nguồn. Phải nhớ với cội nguồn. Tôi xem này anh em, tôi xem bạn phần xuống à? Ơ, bọn anh nói này thì bọn Steam nghe thấy không? Có. Có á? Có. Có á? Có. Chúa nghe kiểu lồn gì? Em. Ơ, chúa nghe kiểu lồn gì ạ? Hỏi chúng nó. Thế thì 500 thằng ra bắn đi thôi, chịu. Đéo quá hay. Ngày đôi khi có K98, K98. Ba lô 2 này xin đây. Ba lô 2 rồi ông nhỏ ấy. À nhầm, Bia ơi. Có chưa? Luôn trong nhà luôn. K98. Có đôi giày rồi em ạ. Thôi anh em đi nhé, anh không bọc kia bỏ lên luôn đấy. Đi. Đôi giày. Anh em phải lên trước. Vâng, đến đâu tôi đều quan tâm. Tôi đi chỗ khác mà. Tôi vào vòng, trong vòng. Mày mất. Lũ đi xin Bia. Ấy, đang chạy đi. Đang thấy ngồi trên xe đi mẹ. Mở cửa mới lít. Hay. Mẹ. Ủa. Cái gì vậy? Nhắn nhau vãi. Đùa. Là F12K. Fuck. Hay quá là hay luôn. Ôi sao vui quá xa là vui. Sao chuột chậm ấy nhỉ? Hay cả. Hát chuột chậm. Có cái UAS nữa con ơi. Bom này đéo nhặt à? Thôi có quả rồi ném. Vãi luôn một quả ném đi đéo được. Có tay cầm không Bia? Có. Xin cái. Ông có. Xin cắm em, tôi vừa đưa một cái rồi. Xin cái nữa. Nghiện tay cầm à? Giọng lấy chỉ hơi giống tay Đức nhỉ? Tiếp tầm. Khác quá. Có ca à, anh có bullet loot này. Mít của lấy chỉ có bị vọng. Tay của anh đều. Chào ơi. Vọng à. Chào thì anh kêu.
Có vọng luôn anh em. Ờ có vọng. Có mà. Nó thật công ty không phải nói dối với đi. Vọng kiểu là vọng tiếng của em á. Ờ đúng rồi. Mẹ. Ủa cái ông Lê Chí ở lái xe lại lần ạ. Thế là Aura đi ở bia đấy. Ở bia là bị cái tai nạn mà. Thế hôm qua anh chở được tin cứ làm sao. Đi ngoài đời có ai dám đi với bia đâu. Ờ nó sẽ đi mình thôi. Mẹ. Lại rồi thua. Ơ sao không thể tính chơi à. Ờ suốt thời gian máy bay dưới rồi. Bay mẹ chỗ nào đấy. Anh em vào tham quan Pochiki không? Thôi, thì mẹ mày bay qua đấy. Thế hứ? Vào mất ảnh luôn đấy. Thế hứ? Mày sao? Ôi, kìa. Khứa vậy hả? Mẹ. Đi chào ấy mà, ôi, đi đâu? Nó đi xe máy nhanh lắm đuổi mà. Số kẻ. Gọi ấy, gọi nó. Ôi. Bạn nhanh quá. Lao như chó điên. Bạn từ vừa đây về mà. Rồi, rồi ờ nó vừa từ đấy về mà. Yeah. Hướng luôn. Đi rồi là xí. Đây đây, ra đây đi. Đường. Đồ có người lút rồi ạ, vãi lòn. Đây rồi. Anh toàn gặp địch ở đây không đây? Em thế, chắc em đang gặp địch ở đây thì đó. Sợ, sợ vãi luôn. Hai chó này shipper. À nhầm, đây nhà trên này mới đúng. Chấm vàng này mới đúng này. Nhầm. Ông gần ship đi hết xăng rồi đấy. Thì mẹ không ship với có ship cũng thế, sắp đến chỗ kia rồi. Có vong, có bằng súng của M4 không? Ai bắn không? Có gì có mà. Anh có rồi, anh có rồi. Anh còn chưa có súng luôn. Chưa có súng không? Sợ anh đang cầm. Cú trước mặt thì anh rồi nhỉ? Biết được. Anh em vào công cú trước mặt. Bãi lều! À! Bãi lều! Mẹ khai! Ra cứ đâm vào hàng rào để mất lái luôn á. Mẹ đang cái đà. Hết mẹ xăng rồi. Em. Hết xăng rồi. Hết xăng, help me, help xăng me thì vào đây, ra đây mà lấy. Đi bộ đi anh. Cái lồn hay lắm. Đéo cho nước nữa thì mẹ. Thấy con xe bên trái này. Xem vào đây, xem vào khu kia xin. Đó. Không, đéo phải nó đi rồi. Đi xe máy 3 đi mình ở thôi, ơ lôn ạ. Xăng này à. Quát đằng sau bên cạnh ấy kìa. Quát. Nghe tiếng quát chưa? Chưa. Thôi. Không nghe tiếng quát. Kìa, quát kìa, trên núi kìa. Sao đây? Con này. Đây đây anh con này. Đâu đây đằng sau này. Có nó nhặt thất. Cầm em. Hay. Này cho check pass này xin. Đâu em giảm thanh mà. Ồ K98 cái gì? Em có check pass mà. Thế là giảm thanh mà. Giảm thanh mà ông nhói. K98 có cái đéo gì đâu mà. Ui đi. X8. Toàn máu á. Anh có tay cầm, anh em có thấy cái tay cầm nào không? Em có tay cầm ấy. Tay cầm đây ấy. Cho xin cái. Xin lắm nhỉ, mẹ. Ăn tay cầm à? Ăn vã. Tôi nhỏ bia đâu nhỉ, chưa nhìn tên ở đây rồi. Nó lùn lại tay tam giác ạ. Làm sao? Không bắn để tay tròn thế, thích để tay tròn thế. Cho xin tay tròn. Tam giác được. Các em làm mơ làm phước cho anh xin cái tay tròn cho. Sao đâu nè, ra đây. Đâu đâu bị tại. Tả cái tay tam giác thôi. Mẹ em vẫn chưa ai chết kìa, vẫn bảy mấy thằng kìa anh em. Best. Ờ tay tròn đâu, what the. Đây. Địt mẹ thằng Biên. Nói chuyện cả một thằng cứ xong cái thằng Biên. Ờ sao còn bảy mấy thằng anh Quân ơi. Nó hiểu, nếu ai chết. Bắn lồn đi, này đi rồi. Điệu có người mất. Có hay là vào cái nhà hồi xưa team anh gặp team mày bị bắn chết. Nhà hồi xưa. Đen hồng.
đi 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 không đâu à. Ờ. Logo logo logo. Lego. Này đâu á, chỗ hộp sao phải đông á? Ờ này có một đống nó phi thế này. Ờ thấy có đống kia đây rồi. Ai có thử hộp súng không? Đâu. Ủa, không giữa đông ạ. Anh đi ăn đấy thôi. Thôi đi thôi đi. Còn đâu thôi rồi? Cái gì? Ăn đi. Thôi ghê lắm. Mình đang stream mà. Mình phải mẹ thể hiện cho khán giả thấy là mình là người hiểu không? Không phải chết. Ôi, qua đây. Con nổ xe à? Ờ đúng rồi. Em bán rồi vậy. Em sợ nhà họ bị đen ấy. Em đừng nhặt để người khác nhặt. Để anh nhặt thử bác. Thôi tiên vì em sẽ không bị đen nữa. Kìa nhặt hòm kìa, tới có 10 thứ rồi anh, nhanh quấn. Ê, xe này. Tá ba này. Tá ba rồi. 12 thì có chiếc mát này. Có chiếc mát rồi. Cô té nhá anh em ơi, có K98 rồi. Té. Có tá ba nhặt chưa? Chuyển đồ nhanh nhé. Săn. Tí đưa cho nó cái X8 nhá. Có giáp 3 mà. Chỉ có X8. Không biết là. Có giáp 3 không ai nhặt à? Thôi, đi nhặt đéo rồi. Bắn cái đã. Đấy thấy chưa? Thì anh chạm vào hộp hết chưa? Em vào nó ha. Sáng vừa bắt đầu thằng này. Thôi, thằng bên đừng bắn bên đây. Bố ơi không ấn mày bắn vào đầu tao. Quay anh đi đâu đây? Giờ anh em đi đâu đây? Tìm cho em một khẩu súng to. Thế anh hiện lên nó vào thẳng. Ở đây ấy rồi. Lút gì nữa là kiếm chỗ mà quay thôi. Em cầm một khẩu súng to. Em có X2 thôi. Ờ, kêu ổn định cái rồi, kêu ổn định chưa? Có 6 thằng ấy, ở đâu chỗ nào có đích thôi, đứng im một chỗ ấy. Đúng. Đừng ngay. Chỗ này có nhà 2 tầng à. Không đừng mấy cái bộ trường à. Con này, vào nhà nào đưa cho anh cái khẩu AK của em ấy. Thế em bắn khẩu gì? Bắn khẩu M24 ấy, để anh bắn một lúc ấy tí. Ok. Bắn một lúc xong rồi hết đạn luôn. Còn đạn anh còn 4 mấy. Một đứa dưới tầng 1 cùng ấy, ở ngoài đường cùng ấy. Thì có xe vào thì sấy. Ê, có 200 viên Uzi à? Only 124 ạ, what the fuck? Game kiểu gì ấy? Thằng kia bị nổ chết kìa. Dead outside. Hai thằng outside luôn. Mấy thằng bị nổ chết kiểu mấy thằng loser ấy nhỉ? Mẹ. Thất bại quá em. Hey loser. Tài chứ ai. Lên núi đây không? Lên núi Kochiki không? Không. Lên đây bắn được mà. Ủa. Cái xe bị đổ ạ. Cái xe bom nổ à? Xe mình á? Cái xe nhà vệ sinh luôn ấy, mấy cái có người ấy bị bom nổ cháy. Nhìn ngút ạ. Anh em lên núi Pochiki kem được mà. Đợt bom nữa đấy. Kem nó hay nó kem mình? Mình kem nó chắc chắn. Nó 64 thằng đấy ông ạ. Lại bom mà. 64 chứ. Ờ, hai đợt mà. Lại bom mà. Xuống tầng 1 đi bia. Ngồi đêm đéo đi. Bắn nổ xe. Em bắn Uzi thì bắn cái lồn đấy. Cứ ngồi đi, chắc cú. 200 viên Uzi ạ. Tao còn đạn 7 của anh xin ít cho anh xin một băng. À. 8 viên này, còn thừa 8 viên này. Đi ra ngoài lại chết, nổ với xe thì khỏi cứu rồi. Cái ông này là đi xe ạ. Fuck. Thôi. Đổ cái là khỏi cứu ấy. Trời ơi, đây chỉ bị làm sao thế, 62 thằng đây. Đi kìa. 255. Nó đi xe mà anh. Thế không? Nó vào xe qua gì á. Đây một lúc mà thấy bao địch. Nó đừng có bắn nhau kìa. Ơi đừng bắn vội, đít mẹ. Ô, trúng ạ. Đúng một viên kìa, đã luôn. Yếu rồi. Đây nó cũng sắp nổ cơ. Trong 361 thằng ạ. Chịu. Chéo hiểu. Mẹ em dân Việt Nam sợ quá. Anh nghĩ đâu đang ở trong Pochinki vậy thì mẹ em 10 team ở trong đấy. Có thằng chạy, mấy thằng chạy được rồi. Hướng. Hướng lưu. Khó quá, X2. À thấy rồi, X8 đâu. Sao bảo với các bạn có X8 rồi. Một viên cơ. Hai viên. Ra ra để nhảy xuống ngã. Rồi. Đang cứu kìa. Thôi, nằm một thằng thôi.
đến kìa. Qua rồi. Ủa, đi rồi. Còn bằng nữa, còn bằng nữa. Rồi. Còn bằng nữa gốc cây, còn bằng nữa sau gốc cây chạy cơ. Còn chạy gốc cây đó. Đâu rồi, nó con mẹ đâu rồi. Khuất rồi, khuất rồi. Thôi thôi, bỏ rồi anh em đi. Còn nó mới bỏ trên đùi bắn rồi, sướng rồi. Cái gì nữa là chạy vào đây, bo kìa. Nó đang ở ngoài bo mà. Ồ, sát. Vào nhà anh em. Nghèo quá, tệ. Chả lấy súng tỉa bắn. À là chả lấy súng lục bắn. Vừa lấy anh vừa đổi hết cả súng của anh. Bọn trên đồi nó có bắn nhiệt đấy nhỉ. Nhà ấy, cái khu nhà trên đồi ấy. Để cái thằng kia đi, để cái thằng kia đi. Không nhìn được, bị khuất, bị khuất mái. Kìa, nó cho chạy lên đồi kìa. Hướng hướng W luôn, gốc cây W. Thấy đấy, thấy chưa? Khuất cây, nó đang ngoài bo nhá. Chết rồi gì đã? Chết đồng chết. Đã hiện tên đồng chết. Ơ, có tô ngoài bo đi vào. Thôi hả? Nó chạy tụt kẹt ngoài bo, ôi bo chiến kỳ kìa. Vào bo chiến kỳ đây. Có kiểu tô ngoài bo đâu nhá. Tiếng cái nhà là Mojiki đây, đi đây. Kìa, nó chạy kìa. Hướng 285, à 240, 255. Sao đổi rồi? Ê, ở hai thằng kìa, xin ơi, hai thằng này. Sao đá sau cây. 240, à đây là LW rồi. Rồi thấy, LW. ok. Đứng chỗ đá sau cây. Đây, đứng đây, nhìn thấy, đấy. Đá hai thằng luôn. Thằng nằm chưa? Hay là nó đang nằm? Nó đang nằm. Sao đá này? Nó bỏ rồi. Một viên rồi. Đi. Một kin. Thôi ra kia không chứ. À. Đi rồi. Sao cây đi rồi. Nông ao mới nông ao thôi. Còn nằm nữa. Sẽ sau đá anh ấy. 5 mấy giây rồi, chuẩn bị chạy. Đi. Ngắm thằng ở đấy, lấy trí đi. Đây, thằng em ơi. Một viên rồi. Sao lại yếu, một viên rồi. Tao đá hai thằng, vãi lều, hai thằng. Cứu. Em lấy xe. Ok. Anh em có súng tỉa không, nhà hộ cái. Đấy, nhặt cho. 29 giây này. Nhặt cả máu, súng tỉa các thứ nhá. Lấy xe đi luôn này, em. Có nhiều đạn xanh không, cho xin ít đạn xanh nhá. Thằng đạn 7, thằng này có AK98 mà, ai bắn thì bắn đi. AK98. Nha, để em bắn đâu. Có AK này, thằng chó ở đây rồi. Thằng chó đâu vào đây rồi. AK98 2 khẩu rồi. Nhà đây, AK98 có thứ đấy, em lên xe đi luôn rồi. Lên xe. Đâu rồi. Thằng kia. Lên, thằng kia. Và thảo một chiếc kia nhá. Anh nhặt súng cho em mà. Nhặt nhanh lên, nhặt gì lâu ấy. Đau ấy. Em đều có máu, đều có súng rồi. Đều có ngắm luôn. Đều có gì. Có ngắm 4 cho em ấy, anh nhặt rồi. Bọn nó không có ngắm táo à? Có. Anh không nhìn thấy, anh chỉ tìm mỗi hai thằng thôi. Từ cây nhá. Lên hẳn trên đồi chấm vàng ấy. Không thì đừng có dừng ở lưng trường này. Không thì vào hẳn của chiếc kia. Sợ người thôi. Thả sợ đi ấy. Dừng đây nhá. Dừng lại chưa? Kìa. Cái đầu mình á. Một viên. Từ đi một nữa thì mẹ rút một súng á. Tới đổi anh. Thằng kia chết chưa? Chưa, em nhìn thấy có còn không? Còn. Bọn vệ sinh rừng kìa. Bọn vệ sinh đằng sau. Rồi em lên đẩy lên máu á. À vào bo chiki kìa. Nào đó. Có vệ sinh đang ngắm kìa. Hay. Rồi chết rồi. Có đây. AK của em này. Đấy. Không có cao rồi. Ra sau cây cứu, ra sau cây ấy, ra sau cây cứu. Nhà vệ sinh có người. Nhanh.
ra sau cây này này, ra chỗ anh này này. Kìa chết rồi. Chết. Ờ kìa 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 luôn kìa. Đâu rồi? Bò lên đi bia, bò lên đi bia đánh. Ê bò ok. Xong hết rồi, clear nhá, clear nhá. Còn dưới dưới kia thôi. Lùi lùi đằng sau anh cắn máu ấy, sao anh em đi luôn. Có xe đây rồi, anh đẩy xe lên rồi, anh đẩy xe lên rồi đấy. Okay. Em ngắm để cho anh chạy ra ngoài này. Ừ, có ngắm 4 với tao luôn đấy. Ờ, có ngắm 8 đấy, có ngắm 8 đấy. Ờ, ok, ok. Cầm ngắm 8 đấy tí không? Để tao bắn nhá. Ờ, tí được rồi. Đưa đi anh cái thằng thanh quân đây. Vẫn dâm 2. Rồi em đây này, chạy luôn đi Kim, chạy luôn đi Kim. Ờ. Chứ mặt bắn à? Thế bộ à? Thế bộ cái gì ấy? Giả thanh kìa, đâu? Ngăn tám. Ngăn 4 tao đấy. Vứt rồi đấy, ơ. Em ném anh giảm thanh. Ơ lồn, chạy ra đây, chết à, ngoài bom mà, tí chạy rụt đồng, chết đấy. Có đạn 7 không? Ôi, tao vứt rồi, dùng mấy không? Đây, 13 viên không, còn 13 viên nữa, vứt đấy. Ừ, thế mà không lấy xe khắn. Xe, một cái xe hướng này có à, mấy cái xe hướng 6 người à. Chạy riêng nhà vệ sinh hỏng, nhà vệ sinh hỏng. Nhà vệ sinh có không? Chạy ép hẳn xuống bên này đi, ép hẳn xuống bên này đi, ép hẳn sang bên phải đi. Chạy đi. Hướng 60 có người. Ơ có thằng ngay trước mặt hướng cây, hướng 75 này. Cây 75, ôi. Ừ. Bóc quả, bị bóc quả. Bóc đâu? Cứu được, nó ở giữa. Không ngoài chạy. Ngoài, nó đang chạy ngoài bo kìa. Cứu ông chạy luôn đi, em tự ăn máu. À, biết ngay mà, biết thì lấy xe vào Bojinki đi. Đéo kìu rồi. Ba viên đéo chết ạ. Đéo kìu rồi, Chết hết rồi. Kìa. Nhà vệ sinh ngay bên trái kìa. Chết hết rồi. Nếu đủ ăn máu rồi. Địt con mẹ em ấy, vãi lồn hầm thế, biết thế lấy ô tô đi. Sao cục đá ấy, kim. Anh hất dịch ô tô lên rồi để chạy rồi mà anh em ấy. Ơ, ngay trong lại thì sao cục đá cái kim. Sao cục đá. Nó đã biết. Ăn máu đi, ăn máu luôn đi. Vãi lồn, vào vào đắn. Nhảy. Đấy, bên ngay bo chinh kì mà, bỏ vào bo chinh kì. Thì có ai bên trái đâu. Cẩn thận mấy thằng đằng sau ấy. Đó, ăn máu rồi. Một kỳ đoán đã nổ xe. Tức mẹ nhiều nhà mà sợ đéo gì. Anh sai không ra lấy xe đi, bọn em đang bị bắn. Ơ xe ở ngay dưới đấy mà, thì lúc đấy quả đấy là cứu xong nhảy lên xe phi luôn được. Cả ai lên, chạy bộ chứ. Anh đã dịch cái xe lên rồi mà. Chứ anh phải vào xe anh lấy chứ, chứ bọn em đang ăn máu à, bọn em còn đang bị bắn nữa, đéo đi. Mà ông đang lút thoải mái vậy đấy, bọn tôi bị bắn xong ăn vừa máu. Vừa cứu anh cũng vừa cứu ông bia xong mà. Không, tôi thấy bọn ông đang lút mà, đi vẽ hai ông đang ngồi lút, thích vãi luôn. Vãi luôn. Có smoke ném thẳng trước mặt. Nó chạy rồi, giữa đồng này nó bắn chết. Chạy cơ. Mai uống nước không? Không thì không bị. 19 thằng ạ, vãi lồn. Đông vãi, vậy. Đã thiên bị bọn nhà vệ sinh gạt giò ạ. Đông quá, em bảo đông quá mà. Một là vào vòng trước, hai là lúc nào cũng phải có cái xe trong bên người đấy. Đúng rồi. Nhà vệ sinh gạt gò đâu, bắn chết là mấy ông kia được không? Vệ sinh nó có bắn mình đâu mà, nó đi mà. Anh chuyển xin rồi. Ờ, chuyển về xin, xin mô đi. Xin có cái trò giống các mô của VUG lại đi. Các mô hả? Nhiều. Nó cũng giống double ấy, nhưng mà của VUG. Nó bu lên cho là ung thư. Đó. Đây đi. Bia. Đây.
Súng cái xem đã giảm. Không có quần đùi à? Toàn ơi. Toàn. Toàn ơi. Mấy bé trà sữa vừa lấy bảo gì ấy? Mấy bé trà sữa vừa lấy bảo gì ấy? Bia. Nhanh lên. Ấy là cái gì? Đơ mẹ rồi. Cho ghi vào lại đi, nhóc. Vẫn chưa mua máy à, Bia? Ờ. Chưa, thằng Bia đã đi đâu? Chó khẻ Bia. Ôn dài. Nhanh lên, chó khẻ. Bái lùn. Cái gì? Căn phòng ấy tìm anh như thắt lại tôi nghỉ mà nó chỉ là mơ vì anh còn yêu em rất nhiều giọt buồn làm người đi sau cơn mưa hoa cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia em khóc cho cuộc tình chúng mình cớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau. Vì anh đã sai hay bởi vì bên em có ai kia? Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng cho tiêu một người vô ta. Từng lời hứa như vẻ sao lạnh lùng cắn thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về sau. Thời gian qua chúng ta liều sống tốt hơn hay cứ mãi sôi lửa. Nhìn người mình thương ngớt nhòe mi cay khiến tim này càng thêm đau. Người từng khiến anh thay đổi là em đã mãi xa rồi. Thôi giấc mơ khép lại ký ức. Không bạn ơi, nhìn bạn kêu bây giờ vui hơn, không phải xin vui hơn. Bây giờ anh em lâu luôn. Lâu giờ được không? Đâu.
rau dưa rắc rưởi. Anh em vào trường học gặp nhau đi. Chờ. Ôi, đến giờ mới xin con mì. Tù ơi. Đâu không? Đâu. Hôm nay năm 5 tháng 9 mà các bạn về trường khai giảng đông. Vừa lại đi ngoài đường đông cực. À, bây giờ tí vào trong. Bây giờ bọn học sinh giàu vãi toàn đi xe máy á. Ờ, dịch kít ạ. Hồi xưa đạp xe cong cả đít lên. Đây rồi. Các bạn về trường khai giảng rồi, đây rồi. Kéo lại hoạt hình ạ, chết rồi. Hoạt hình một tí thôi, anh xuống là hết luôn. Em xuống một tí mới hết. Anh em cần cover. À, anh hết rồi à? Đi backup. Đi backup. Tìm đi à? Chút. Đâu em, địch đâu? À, trên mái. Em trốn đây. Em bị hoạt hình. Bleed. Hết. Ôi, nó cầm khẩu SK-12 lên đây, nó xiên anh này. Mẹ hình như là máy này là RAM 8GB hay sao ấy. Phạm hoạt hình không? Đây rồi. Một lúc ạ. Cài vào. Có 16 ở kia vào bắn đi. Em bắn shotgun này. Đâu đâu em. Đây, trong phòng này. Khác chị khác. Kê ra. Không? Chết rồi. Bên trên mái hai thằng. Ê, trong ngoài nha. Thôi, đi rồi. Em để em xử tử lấy đạn. Còn nữa. Ơ, cứu anh. Ôi ơi, vãi lời. Đưa. Đấy. Mày đang điều ấy. Help me, bleed. Tôi chết mẹ rồi. Ồ, gòn, một người gòn rồi. Đang bên cạnh nhau, cứ chạy ạ. Tưởng đồng đội đi mẹ. Anh ở tầng mấy đấy? Ở mình. Nó tầng 2 nó có súng M4 ấy. Nó cầu thang tầng 2. Ở chỗ bên nhà giảng đường ấy. À, đèn thế. Bên trái gần em ấy con ơi. Nó nhảy trên xuống à? Ờ đấy. Có máu ở bia. Anh em ở tầng 1 à? Cứ tưởng anh em tầng 2. Ai có máu cho anh ấy. Ngồi đâu rồi? Trong đấy thôi. Có vòng bắn hết bên này kia mày. Trốn đây, trốn trong này. Rồi, ăn băng nét tạm đi. Chắc nó ở trên tầng 3. Mẹ, nãy anh bị thằng phơ phát 2 viên P92 vào đầu chết luôn ạ. Đen vậy. Nó ở tầng 2 quanh cái chỗ. Lên tầng 3 không kia? Lên ta quanh chỗ ấy giảng đường ấy. Đầu. Đấy, thôi, thịt mẹ. Nó vào. Tầng cái nhà to dưới đường ấy. Giảng đường ấy, cái nhà cạnh giảng đường ấy. Ôi kìa. Từ đi ơi, đi ở đâu ấy? Có thằng bạn nó đứng ngay dạng đường này. Đợi, trong hỏa đường á? À, không, đúng không, ở ngoài ở trên cái chỗ bắn bắn nó ấy, trên là tầng 2 này. À. Lỗi ạ. Ê. À. Ai bên phải bắn từ từ thôi. Thịt mẹ ăn chó ấy, vừa giết mình. Qua luôn. Xong hết chưa? Xong hết chưa? Xong hết rồi. Anh bảo mấy thằng chung cư bắn thằng này ấy. Ờ, em bị bảo chung cư bắn mà. Thế bơi đéo hiểu nhau hiểu. Thôi anh cắn máu á, đéo sao. Năm đấy nhặt à? Nhiều năm vãi rồi. Để đánh nhặt.
Mấy anh chung cư đâu nhỉ? Tôi vừa vào thang đây mà. Ừ, anh bảo là có cái gì cho anh ạ. Có, nó xin cầm rồi. Chết. Đưa anh quét đấy, quét đây. À, giữa đường à? Ba à? Cạnh anh à? Ba thằng mấy á? Cạnh anh luôn. Hai. Em đang ở thằng Quân mà, em ở cạnh bia mà. Thằng hai. Chúng cứ chết một nhá, nhưng nó bắn nhau còn một đội nữa. Quậy lấy Skyline. Em hết này. Ăn bắn đến của em cho đỡ tốn này. Có một mồm mồm xịn đấy. Ai bắn không? Đưa anh, đưa anh. À, dưới... Tránh anh. Dưới giảm đường này, mồm mồm xịn. Anh sang này bắn nhau đi. Bắn chung cư bắn nhau đi. Còn thừa đạn 5 không đưa anh? Có. Bắn rồi, nhặt được khẩu 16 bắn rồi. Đó, anh em sang chung cư bắn nhau. Kéo quá sao, đúng rồi được. Đạn 5 này. Đâu, còn thừa ngắm không cho anh ít. X4 này. Thế hiểu, tụi chung cư bắn nhau lúc nào nhỉ? Bảo anh hoàn rồi. Rút rồi. Tôi có anh Hải mà. Trên đầu ấy. Tao chết thằng nhà này rồi. Tao chết thằng nhà này rồi. Ơ, anh đâu có giáp. Quên. Chạy giữa đường. Quân anh bảo cứ đứng ở trên này mà nhìn này. Đứng trên cái tầng trên này mà nhìn này. Tầng ai đẻ? Em lỡ tay lần nhau. Anh dở hơi à? Lỡ tay hơi luôn. Cái hôi viên bị ngào đấy. Anh em lên đúng không quả nào? Anh nhìn nó rồi. Một viên vào đầu rồi. Tầng nào ấy? À, nhà ngoài cùng ấy, bên trái. 120. Nó nhìn thấy mình rồi nhá. Bỏ ấy. Lên đúng không bắn nhau cho dễ. Đứng đây bắn nhau bị quay về lắm. Thấy không? Nhà bên trái này. Lùi. Đều ăn kéo được rồi. Nhà bên trái không có ngoài cùng. Mấy cái cửa sổ ấy. Tầng 3 kìa. Nó để cả nhạc nền mà anh. Mệt mỏi á. Tầng 2. Cửa sổ tầng 2. 3 cửa sổ tầng 2 bên trái. Mẹ. Thôi em chạy thẳng về trường học. Chắc để bắn được. Đi kêu à? Nhảy cửa sổ vào ra. Ơ anh treo máy rồi. Ít con mẹ rồi. Gì phải. Chạy ơi. Mày em đéo lát. Đéo bị âm sao luôn. Chơi như máy Viking luôn. Mày em còn đéo bị hoàn hình luôn. Nhảy xuống chưa cần nhảy xuống đã hết hoàn hình. Bản thân máy bé thỏ thì không. Em đi ôm lồn đi, anh hỏi mọi người à. Đi bia, anh em đi bản thân ơi. Chết chưa Quân? Chưa. Ai bảo anh đâu mà chết. Ai hóa cả thế, tự nhiên rụt vào. Trời ơi. Mẹ Mai, Mai có tập không? Góc nó mở hết cửa ấy bây giờ. Rụt lên mua... đỉnh ha. Mua mấy bộ váy cánh. Tụi ơi làm gì á? Nhà này mà chưa mở, thấy hiểu. Và ông nhỏ này. Ở rồi. Ơ Quân ơi, nó công nhà anh, nó công nhà anh. Thật á? Nó cứu rồi đấy. Quậy cứu rồi. Đi con đánh rồi à?
Một thằng ở ngoài chơi cái gì lòi lòi. Sao anh biết được câu nhà anh? Tôi mở cửa dưới nhà anh. Anh ngồi im đi. Nó biết anh trên nhà chưa? Không biết gì không. Ngồi im mà. Vừa thấy em lỗi bọn em chạy ra ngoài mà. Em phải nhìn ngoài anh cửa nhà anh có ai không? Chưa. Bên này hai đứa ai? Hai đứa ở đâu ấy? Đang ở từ hồ lốp chạy vào từ cái phía trước học chạy vào ấy. Ở cửa bên phải không nhìn thấy được. Ngoài chạy cái gì à? Hai kim lẫn à? À đúng rồi. Vâng. Nhà kia là anh giấu rồi. Em đeo màu đỏ cho em đỏ. Từ đấy mà. Nó vừa chạy từ ngoài nhà vào nhà đấy. Hình như hai thằng khác nhau mà. Ai một thằng nó chạy ra ngoài. Thằng sau giữa đường này. Giữa đường này. Nó đang đứng cửa sau kìa. Vẫn nhìn vào nhà anh này. Nó xuất ngăn ạ, hình áo à. Chạy thẳng rồi. Bắn đây. Nó hãy trốn rồi. Ai buồn cười quá. Ai bắn kìa? Em bắn nó. Ôi, chúng nó bắn nhau kìa. Chúng nó hận nhau kìa. Tợn đấy. Chạy à. Ủa đông đi rồi. Chạy. Cái thằng nhà ngay bên cạnh ấy. Đây này. Ôi, chúng nó là hai đội khác nhau ấy. Hai đội khác nhau ấy. Có thằng chó nó cứ bắn em, mệt vãi. Tợn đó, cái nhà kia hình như chưa biết người. Ơ, có thằng ra nhặt đồ ấy. Ờ, thấy rồi. Cầm. Chúng ta công nhà nhau rồi. Bắn chết thằng ấy ơi con ơi. Đầu chọc lại bắn ra nhặt đồ ạ. Chết luôn này. Chết luôn không? Không ai bắn. Để kêu bắn thằng. Em bắn hàng khác à? Bắn khác, bắn khác. Chết một thằng khác rồi. Vừa có 120 ấy. Đúng rồi, đi lên. Ai? Clear. Lấy xe ô tô vào đi cứ xin. Thầm ấy. Kệ thì ra. Đến giờ đâu phải đi 2 phút cơ mà. Lấy luôn đi. Xe em gần mà em lấy xe thì anh em đi. Lấy luôn đi tí để vừa đi thôi, lút xong. Anh có đấy. Anh có em mới đến à? Có là anh Hải mới đến á. Ai Nam Hải? Bị ai bắn kìa. Có tiếng ca ở đâu anh? Bắn bóng khác. Không ai. Có cả đây này, có ai lấy không? Chưa. Chơi squad guy. Chơi cả bia, kim. Ô, xe. Xe rồi. Tay kìa, mạnh ngon vãi lồn, lại gặp shipper. Bọn em bắn nhau vào lại. Ôi, em bắn thằng mẹ giờ đâu rồi. Lấy băng đạn nối dài, băng đạn nối dài kìa. Có lấy gỗ này. Cho tao có X4 rồi. Bắn X4 rồi. Đấy. Khó rồi em. Lâu hơn nữa. Có AK ấy, có ai lấy. Lấy rồi. Lấy rồi. Em có nhiều nước không? Chưa AK 98 à? Chưa. Anh em có nhiều nước không? Không, anh có mỗi bình. X4 kìa, X4 giữa đường ai kho nhặt à? Có rồi, không muốn nhắc nữa. Xe hả? Super này, super này. Đi rồi, super này. Uột. Nấp. Xin không uống cái nào đúng không? Xin không uống đâu. Em có mà. Áo à? Không, xin không uống. Nhìn cho anh. Hai super mang đồ. Ê, hai thằng nằm luôn rồi. Còn hai con đồ nữa. Còn hai thằng nữa, thì mẹ nó chỉ nó vào thôi. Còn hai thằng ngang qua thì sướng thế. Đường còi ấy. Đừng lút. Có lút ở Việt Nam ấy. Nãy giờ chơi mới nhận cấp 1 rồi. Sau kìa. Sau kìa, không phải không? 210 này. Đúng luôn. Ui vãi lều.
Cứu, cứu, cứu anh em ơi, nó yếu rồi, anh bò vào đây được không? Khá nhiều rồi. Nó yếu rồi, hai thằng đều yếu, mỗi thằng phải chúng hai miệng. Phát nữa là chết. Mẹ. Đi ơi, đừng có loot, bắn đi đã. Em hồi máu đã. Nó vẫn ở đấy đấy, xin đi. Đấy, móc móc đấy. Đi đi vòng bên nhà bên kia, đi vòng qua nhà bên kia. Đấy, đúng không? Được. Nhá, đừng ghim nhá, đừng ghim nhá, đừng ghim để anh bắn nó. Còn thằng nữa, còn thằng nữa. Ui, ghim dễ vãi lồn em ơi. Ăn máu em. Con ơi, quà này. Đặt, đặt, anh lấy xe đi đi. Đặt máu ấy con ơi, à thằng đưa kia. Ủa, quà nhớ ạ, xịt vãi lồn ạ. Thế rồi, mấy thằng này không có gì đâu. Có cái gì, có giảm thanh AR hả? Có cả K hả? Đây. Cái xe đấy mày, UAT kìa. Cái xe đấy. Tao đi trước đây. Alo. Chưa có nhà để đâu. Biết rồi, chưa có nhà. No, no, tổng đô. Có ít táo không? Anh em. Không, anh có ít 4 thôi. Em có ít 4 rồi. Xe lột cổ rồi thua. Thao. Bọn đấy đồ 22 thằng em biết đồ xịn quân. Hai đấy cũng đồ xịn. Hai thằng bọn anh biết đồ xịn. Hai thằng bọn anh biết đồ xịn. Cuộc đời của Zimbang đúng không? Hỏng gần hết mẹ rồi. Thế thì hỏng. Cái giáp ba của anh còn nguyên này. Em hỏng rồi, em của em nửa mẹ. Cái mũ hai của anh thì gần hỏng rồi. Ok. Cái gì thế này? Còn thừa thì cho em không thì thôi, tí em mua. Chắc 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 chắc. Anh uống, anh uống, anh uống. Sợ rồi. Ở đây súng em ơi. Đây, vào nhà cho đỡ 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 không? Ơ, nhiều đạn quá. Anh bắn AK hay bắn khẩu gì ấy ở kim? Anh bắn M4, 214 viên rồi. Anh chưa có cái đầu của M4 đâu. Cho em à. cho em ít đạn bắn 5 với. Có. K này, à, đầu M4 này. Đầu M4 đấy này. Em ở đâu ấy? Trong nhà đấy. Em ở sau anh ấy. Giả anh X4 đấy. Em có X4 rồi. Rồi thì giả anh X4 khác. Tắt quẹ không ấy. Cái đâu cắm này à tù. Đâu, ngon được, ngon ghẻ cho. Nhiều đạn quá. Ở bên này thử khẩu AK ai biết. Có rồi, có đấy. Có đạn 5 cho bọn anh thôi. Anh nhiều đạn 5 lắm à? 210 mấy viên ý, đấy. Tớ phải cho một kia là hết. Em thử cái mũi kia. Ơ, nhầm 8 này, nhầm 8 này. Anh có rồi mà, anh có rồi. Thế nào, đi mẹ xong rồi. Đi rồi. Nổ mẹ xe rồi. Không, nổ. Con lên nổ. Đi, xe hả? Bom lên đổ lại xe ạ. Ê, X8 ấy, X8 ấy. Đi khỏe. Chờ chê quá. Đi bộ thôi. Đi bộ chơi kia sợ hẹo quá. Chữ làm nào. Chắc phải đi luôn đấy mấy bé. Chéo chéo thì. Mấy nhóc chơi kia này nguy hiểm ạ. Thế như anh em chứng giữa đồng mà dễ hiểu tầm ấy luôn. Vào nhà này đẹp này. Chạy cái này á mẹ màu đỏ là cái lồn gì đấy, thằng nào thích ấy. Có xe thằng đi tao của gì bỏ là em thích tao vào của gì đi bộ làm gì có xe bị bom nổ chết rồi chị ơi. Lều đen. Con nổ thẳng vào xe, nổ luôn xe cơ, đéo hiểu. Tại ông đấy chứ, ông chết đéo phục vụ nhẹ thôi. 4 đứa ô tô, đi ô tô nổ chết con mẹ cả 4 nữa. Nó nổ một phát đầu tiên 2 người rồi, thằng bia ra thì nổ phát ra chết con mẹ hàng luôn. Nổ lên con nữa chết con mẹ hàng luôn. Để trước em bị nổ 2 lần. Em chưa bao giờ thấy cái vòng vừa nổ 7 luôn. 70 mấy thằng. Đầu tiên chơi cả bia mới bị cái đấy. Ơ, xe này.
Ờ đi đây đi đây đi qua không đéo nhìn ạ. Đéo để ý đang nhìn xung quanh, đang nhảy nhảy chết. À có cả xe thồ ấy, đi xe thồ. Nhìn đâu rồi lần đấy. À nhìn đi cả. Ta cho mày cơ hội bấm rồi mà mày không bấm. Nhanh 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 nhanh. Em vừa bắn giờ tí. Đột lên bị đài. Ông kia kiếm được cái xe lồn rồi đấy. Ok, giữa đường. Đái quá. Có thể đổi hướng tâm đi nhá. Đó ảnh hưởng đến mình. Có xe rồi. Cái khu nhà đấy là khu nhà lúc anh em thủ ấy. Mày vớ đâu được cái xe đấy. Quay, nhà là đường. Sợ chờ trong mày có người rồi ấy. Không thôi. Cái đồi có người à? Đồi hướng đầu ấy. Cái vừa bắn trượt rồi hả? Mẹ. Đó rồi. Xong chưa? Tiêu em có bao nhiêu viên đạn? 5 đấy. 90 viên. 90 viên. 90 viên nữa, thế mà còn xin. Đi không được nhạc được. Giống được. Có xe rồi. Ủa, đang bắn nhau. Thấy á? Ờ. Còn bắn nhau à? Không đi ở lại mà hốt được. Rằng nhà to rồi. Bác rồi. Bảo. Nhà to bảo. Trên tầng 2 của nó. Bi ơi, vào cái nhà đỏ trước mặt em ấy. Từ nhà ơi, đỏ từ ơi, từ ơi. Thằng cái nhà to tầng 2. Vậy ở đâu bắn ấy? Ở sau ấy. MK-14. Bắn đâu ấy? Rồi, một thằng 2 nằm rồi. Một thằng nhà đỏ bên cạnh này. Từ ơi. Nhà đỏ bên cạnh có à? Ờ, nhà đỏ bên cạnh ngay bên trái. Thở móc sau lưng cái kim. Trong nhà em. Ừ đúng không. Cửa móc sau lưng kim. Ôi chưa chưa. Mẹ e. Đâu ấy. Anh bắn lỗi trong đấy tất 3 thằng ạ. Trong nhà đỏ ấy. Bảo mà bảo. Anh lỡ tay lỡ tay. Anh lỡ tay. Ôi quá. Vậy anh ngoài đây có một thằng này. À đéo phải. Không phải, hai cái thằng nhà phòng bên phải quân ạ. Đây á? Có một thằng đứng ở... Không, phòng bên phải em nữa thôi. Phải nữa. Phải nữa đây bây giờ á? Đâu kìa. Đó. Bia hay rồi, bia hay rồi á. Nhà có người không? Không có, không có. Chỉ nhà to, nhà đỏ thôi. Hai team. Ở đây là ba team mẹ rồi. Ở đâu bắn kìa? Đâu một kẻ. Quá mất tường kìa, what the fuck. Thằng đéo có bom nó trả rồi. Kìa. Ai đi bộ. Giữa vòng. Em nét là vào đây không nhỉ? Không. Nhiều đá. Ông cha cho nhiều đá. Nhiều đá. Ốm rồi. Chưa rồi buồn cái này. Ờ anh thế. Công cha. Mẹ lại đang đi mẹ uống. Em đang vừa cắm vừa hút mà nó vào bắn luôn thì em vừa vào bắn cái thì bịt phải đá hết quần luôn. Trà với cả sữa đi mẹ mấy ông này xuất cái trà sữa mệt vãi rồi. Trà sữa ban lẩu mà đi sở thích của các anh niên tìm xem vẫn tốt. Ta tự nhiên vừa lấy mình ấy đi bảo cái hái nhở. Bảo ra rồi. Tưởng mới đâu đây. Tưởng có mỗi thằng anh cứ nghĩ là có mỗi thằng vừa cửa thấy đúng một thằng thật. Thằng này ngồi im em nào. Không vào ngã lẩu đi. Khôn vậy. Xong rồi tới hai ông tướng luôn đang giao cấu ở trong cái phòng găm trong cùng. Con nào đi mẹ đang bắn nhau. Nó đi xe à mẹ. Không xuống anh ấy. Nó trốn mẹ rồi. Bo ở đây tí bo xuống dưới này đấy. Này. Bo xuống đằng sau thằng này. Nhảy nhót này. Nhảy nhót này. Mình kết kết lại. Mẹ. Lúc căn di chuyển rồi đéo đi cơ. Quân ơi, tí vòng sẽ bo ra cái chỗ mà em đang nhìn thẳng đấy. Ờ.
ngồi xuống này đã bị thấy. Nó chạy khôn quá. Wow. Chả nhìn cái mẹ gì ạ. Kia mệt thế em. Em thử chạy ra hỏi xem có còn bao nhiêu cái mũ nữa. Em bắn nhiều thì Tí ơi, tao có ấy này. Thế lúc đầu tao lúc đầu anh đã bắn dụng giảm thanh, có giảm thanh mà lấy không? Kéo em đằng nào chẳng biết trong này rồi thôi. Ờ thế. Chê ạ, chó chết cứt. Bắn ai đây bia? Bắn kiểu gì đấy? Thế nó vào đầu nó bên nữa. Bố ạ. Em bắn cho nó dụng mũ thì bắn nó đang. Dạ. Dạ. Mẹ. Thì mẹ mày bắn trượt thì nhận con mẹ mày đi là bắn trượt lại còn em bắn được nó dụng mũ hạng tồn. Hôn tế quê bố mày đầy. Em luôn quê. Tao biết đứng ở đâu ờ. Nhìn được không? Bảo tao. Tao mới bảo là Hà Nội đầy những thằng khôn như thế. Có trong nhà đỏ này, tầng 2 này. Nếu vòng đeo thu được khu nhà này thì phải chúng mày chết. Mấy thằng nửa tỷ thằng sau lưng nó chờ. Ông mấy cái nhà trắng đéo có đâu, điên à? Liều chết để nó giết cái chúng mày. Trên này có một đội nó phải đợi sẵn rồi trong vòng rồi. Thua. Mình trong vòng chắc nó đéo rồi. Nhưng mà cái đội mà thì nó sẽ bo về cái chỗ thằng quân vừa lấy nhìn thẳng. Một bọn công một cái nhà đấy rồi. Đéo quả nết rồi ném con mẹ vào đây. Có thì ném sẽ bốc vào nhà nó. Xong rồi tí chúng nó tự công nhà nhau. Đấy, tạ tích. Fake à? Fake. Bom sai. Xong rồi bo nhanh nhở? Ôi lúc anh nhìn gần ấy, thì cái vòng chạy nhanh bèo 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 em né mặt rồi à đây những cái mấy thằng láo ạ, mấy thằng chó chạy xuống đây mấy nhóc cái nhà này đấy không sao anh chết đấy thằng bia con mẹ bia mu ăn máu đi đâu ấy con nhà đỏ luôn đi tao free fire luôn này free fire này quan tướng phục rồi tiền thế thượng phong free fire luôn ạ. Free Fire này. Nó vào à? Chết luôn. Chết luôn á? Free Fire. Nó vào, nó vào. Nó chết làm sao được luôn. Còn 3 thằng nữa trong đấy. Nó còn Free Fire em á. Một viên đầu luôn. Lào. Đây rồi. Thôi tao để bắn cho đội cháy không? Đi mẹ đội này mệt vãi luôn. Ơ, dùng mũ rồi, xa đấy. Bắn cái bọn thì đổi. Thằng bắn bỏ mẹ đi. Thôi anh ơi, nó cứu rồi. Không thằng gần gần đâu ấy, bia. Thế cứu xong rồi đéo phải cắn máu à đi mẹ ơi. Quân em thấy con trai của con không? Cũng được. Ơ một viên à? Đạn thế. Vậy là cứ lách 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 khó chịu ấy nhỉ? Đúng không? Thu ở chỗ nó mà. Mẹ lại bắn nhau ạ. Kia cứ địt mẹ mày. Trao đổi chiêu thức với cả chúng nó. Cho bắn qua khe. Tung con mẹ ulti đi. Ok. Nó chạy qua. Mà nó này kiểu kia kiểu CS. Ờ, đấy là kiểu CF con mẹ ơi, S cái lồn. Ơ, nó công nhà chứ. Ơ, có thằng công nhà đỏ ấy. Công nhà anh em gì cơ? Mấy thằng kia đó. Có nhà đỏ cơ, nhà mấy anh em đó. Cắm sai con, cắm cái lỗi đấy. Cái gì em ăn được thằng. Trông ấy vãi lồn. Xôm không? Trông ấy tử chiến đó. Sang giờ địt mẹ chúng nó ăn đấy, chúng nó hốt hốt anh em mình luôn đấy, bỏ nó sau là ai mẹ. Thôi. Bỏ sau đâu nhỉ? Từ mày ơi. Thế mà bỏ sau đâu ấy? Nguy hiểm vãi lì. Thế rồi, tao mất dấu vào đằng sau rồi mày. Ê ơi, một thằng đá. Mẹ. Đá một, đá hướng S. Đá hướng S. Ơ, vào tường ạ, địt mẹ. Ôi, bạn bắt thằng 5 nhớ. Đầu luôn, trời ơi. Trên đầu nó nữa, hai thằng này đi rồi. Nó bị bắn trên đầu vừa bắn, bóc kia kìa. Phải bắn sao? Bên phải nhà 210 á. Mày vừa bắn chết luôn cái đội trên rồi. Đội chết rồi. Bên phải thằng còn. Ờ cái đội bên phải vừa bắn hàng đấy. Thằng cây có phải là em bắn đâu. Trong nhà. Thằng cây em bắn qua thằng đá thì em đéo biết. Ờ đá bị bên phải 210. Áp sát kìa. Sao lại container hướng 195 cái container, xong mấy cái container. Xong mấy container nhá, một thằng. Bố ăn nước, đéo quan tâm. Tôn nhiều nước quá à? Không bình nhưng mà đi. Ăn đéo bình nào. À, ra chia, vậy.
Thằng nghèo. Mẹ thằng nhà nghèo. Ôi rồi cho đúng một bình ạ. Bố mày cũng chỉ có thế thôi. Mẹ mày mày có biết mấy thằng giàu là hay kỳ không? Container nó vẫn nấp. Nó đẹp, bọn mày về phải chạy ra sang phải. Cái nhà đỏ ấy còn ghê ấy luôn, giờ chạy cái đéo nữa. Ghê ghê container bao nhiêu. Đây. Đi luôn, container chết. Đi luôn, bây giờ anh bảo nhá. Ờ hay. Đâu ấy. Nhà đỏ à? Nhà đỏ một cười ấy luôn, sập một thằng rồi. Ê. Bây giờ còn trong nhà đỏ với cả nhà ấy thôi. Đi phải nhà đấy thôi. Đi phải nhà đấy. Không sợ cái nhà bên trên kia bắn à? Đồng đội không phải chết rồi. Ê, đi 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 với tao rồi. Tao chạy vào nhà á, đi cơ xong rồi. Ngon ngon, thế này hay rồi. Đóng cửa vào. Đi bờ tường nhá. Cái bao áo đéo đéo gõ cửa thôi còn đéo đóng. Thu rồi, không thu bờ tường liền. Uống cái bình xăng lên, lấy xăng uống. Trong cái nhà to ấy, cái nhà mày ném xi mốc ấy. Mình ngoài vòng mà đéo quan tâm. Đi đi ra nữa, cứ đi ngoài. Vào trong nhà tao rồi chơi này. Đấy, trong giữa vòng rồi. Quên rồi, quên rồi. Anh bảo, có cái rào, có cái rào sắt bên phải ấy hả? Trong vòng không? Rào sắt bên phải em. Hai nhà phải, một trong đấy, đấy, đấy. À đúng rồi. Đẹp phết, đẹp vãi luôn ra, ra đây. Thôi, đứng đây. Ơ, có xe nữa ấy. Ui, đẹp vãi. Chưa anh bảo. Ơ, thằng này, thằng trước mặt đấy. Ơ, đi sau cái này. Ngó lên, ngó lên, bắn chết. Ôi, đẹp cực. Ơ, hai thằng, không? Hai thằng ở sau tường nhà. Thật đấy. Thằng mắt em ấy, bia. Đấy, sau sau cái tường đấy. Thằng Quân đang nhìn rồi. Em nhìn vào bên trái ấy. Ném cái lùn đi ấy. Đằng sau có cái rào ấy, ra thế là đẹp ấy. Một cái rào gần này, một cái rào gần. Một thằng nữa, ba thằng. Hai team rồi. Ờ, nó bắn nhau, đúng không? Hai, ở trên bắn em ạ. Bỏ vào đây, bỏ vào đây. Bỏ được, bỏ được, bỏ được. Ném xong tốt được không? Vì nó đang bắn nhau, nó đang bắn nhau, nó đang bắn nhau. Hai team, một team ở trên nhà. Ơ, nên, nên, nên. Bên trái có gọi bên trái, nên, nên kìa. Ta thế rồi, em ăn quả nết rồi. Ôi, bỏ quân đi, bỏ quân đi. Nào đi. Ăn thắng hết. Ăn máu, nấp, nằm xuống ăn máu. Nó còn. Ở vòng cơ chứ. Vòng mất tí máu rồi. Rồi. Trong vòng, bọn cái chết, một viên chết, biểu vòng rồi cái chắc. Chỉ bắn vào bên trái thôi. Vào bên trái thôi. Oh my god. Hai thằng này à? Đang đứng cái vòng cái tường kia đẹp ạ. Mày đừng đuổi bọn đấy làm gì, mày đang đứng cái tường đẹp mà. Nó đang bắn nhau, bọn trên nhà bắn nhau, bọn dưới nhà. Để chúng nó bắn nhau hết, mày clear bên trái. Em thấy một thằng này xuống rồi, đéo hiểu, mẹ có. Thằng nhảy xuống bị mấy thằng ở dưới bắn chết mà. Thằng ở trên bắn chết em tiếp, thằng trên nữa. Chui bọn nó đang bắn nhau thì em mới chui vào. Cứ nhìn thấy thằng nào nó bắn, nó đéo biết là thằng nào đâu. Sao kia em chạy vào cái xe này làm gì? Em ở sau cái nhà đấy. Đại sau nhà. Ở sau nhà đấy xong rồi. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Tao ăn chết thằng trên nhà rồi. Chết trên nhà cái chỗ này đứng tù quá. Ờ, đang đứng ở sau tường đẹp. Ờ, sau cái nhà, sau bức tường là đẹp rồi. Đọc không mình, mình mấy kill. Đấy không mình 11 kill. 1 kill. Bắn, em cứ bắn cái thằng nhà đỏ nằm liên tục. Mẹ bên hiện đứng ở chỗ tường kia đang đẹp ạ. Đứng kia đang đẹp tự nhiên chạy ra. Trong cái nhà tao cũng đẹp. Nếu ai bắn được. Ông mà bảo có cái xe ạ, địch bạn kêu đúng không? Ừ, có cái xe đẹp mà. Không, xe đẹp đẹp. Xe không đẹp. Cái tường nhà em đứng đẹp. Đứng nó đẹp. Tại vì tường đầu em đứng chọn đẹp vãi luôn. Bên trái clear. Ok. Bên trái sát phòng. Bên phải nó nhìn được hết. Bên phải là mở cửa ra bắn chết luôn. Cả ba bóng man đẹp phải bắn góc nhìn thứ nhất, cả thứ ba. Mẹ mà chơi góc nhìn thứ nhất thì mẹ bỏ chơi luôn. Chơi gì nhất rồi? Anh giải cá thôi. Không nhìn nhất đây. Còn ai chơi đấy đi bảo vệ. Xưa tao toàn bắn góc nhìn ba suốt. Thì lạ gì đâu. Có chỉ là đi vậy. Nó không dễ như góc nhìn thứ nhất thôi. Ừ. Góc nhìn thứ ba bắn cũng thoải mái. Cái này làm gì ấy anh ạ? Chống cách âm. Chống ồn. Chống ồn. Cách âm. Ừ. Bắn này được. Em vừa bị chúng nó bảo là thằng Kim là thằng phản bội Ultimate. Cười vãi lắm. Phản bội chó ghẻ. Ai bảo? Người xem bảo. Ờ, điều vãi rồi nó bảo là ơ thằng Kim ngày xưa thấy ở Ultimate cơ mà bây giờ lại chuyển sang tao giúp phản bội à.
bật kèm quá bị kích. Ờ xong rồi chú bảo em bật kèm quá bị thằng bị kích ra này cho đi vào. Đúng rồi, đúng rồi. Thế là thế. Tụi gì? Bỏ game luôn ấy. Sủi mà léo giác rồi. Vào game mấy chị? Mẹ, như này. Có mấy thằng cầm súng gì đặc hình này. Ui, anh đây à. Ui, mấy thằng đấm vào không không khí này. Ui, đấm không khí ạ. Ê, chơi lại ê, tao quyết tâm thẳng. Em sao tí em vừa lấy mình ấy, chạy ra cái nhà đấy á. Thờ ru. Thờ ru vãi lồn, bạn. Đâu game mình. Ai bảo chạy ra đấy đấy? Ờ, em chạy ra đấy. Em tự nhiên chạy ra thôi, kéo hiểu. Gì anh? Đấy ngoài bò thì em chạy ra đấy cả thôi. Cả Lê Chí. Kéo đi đấy. Trường nhá. Trường không? Có chưa bắn nhau? Trường nhưng mà sợ dụng đấy. Mấy ông kia đấy biết bắn. Dụng chết luôn à, dụng anh em thoát luôn. Được, hết gì? Nhau anh. Ơi mà tí mẹ. Em không thoát được, quên mất rồi, em không thoát được trường. Sao? Mấy ít ra quá là không thoát được trường. Gì anh? Thoát luôn rồi. Tuấn Anh lẩu đó. Nhà hình. Dạ. À, dây ạ. Anh đéo ở bị luôn. Này, anh hết rồi này. Bẹ. Chỉ tháo nút mấy cái dây kia ra được. Nhìn đúng không nhỉ? Ơ, chưa học đéo quay. Máy anh xịn lắm, máy anh xịn lắm. Chưa học đéo quay. Rook phải 3 độ. Hứa, chưa học đéo quay. Đừng làm anh buồn. Trời ơi, em vẫn đang đeo cái bao dù sau lưng. Thế à, anh chưa xuống, anh đã nhìn thấy hết mọi người. Mẹ có thằng bay giữa đường này. Chạy cái nhà bên trái này. Lấy súng đi anh em, bắn chỉ thiên đi. Đi con mẹ mày bắn như kiểu bọn IS đấy. Bắn chỉ thiên như bọn IS anh. Đúng em ơi, đừng lắc nữa. Giống như kiểu bọn IS ấy, thì con mẹ nó chiếm được đâu cái nó bắn lên trời ấy. Đúng rồi. Kiểu địa bàn bố mới rồi đấy. Đại loại là thế thôi. Thế cái mái luôn đi Đức học, sợ chứ học. Đéo nào lắm nhỉ, chứ học. Thì điên xuống không không cao ông đúng lắm à đúng lắm đúng ba độ anh em mình lúc xong anh lúc lúc nhanh lúc nhanh còn đái đầu địch cứ mày để luôn á rồi đái đầu địch rồi em lúc để bơi không lên đái đầu địch no mẹ còn đang đốt ạ. Anh em nào thiếu ngắm không? Bảo một câu câu thôi hồi á. Có ai của nó họ nhìn khốn nạn vậy. Đồ xong lọc. Anaconda cao bồi. Ê, anh lên Rosop luôn này, anh đủ đồ rồi. Được, đây đây. Có em... laptop M4 với cả X4 rồi. Ờ, bắn đi. Lên bắn đi, em có Anaconda, ca bùi. K98 mà ấy, không thể. Mang đấy, đi luôn đây, quân đây. Em bảo được, đi luôn đây, anh đưa cho X4 không? Anh có phải check mát này. À, trường học còn đéo có ai thì chơi cái đéo này. Làm gì? Hôm nay khai giảng mà đéo ai đi, em nhảy xuống. Ờ nhờ hôm nay khai giảng mà đi đéo tao đi học. Chân là chạy thử thôi. Ủa lỗi đâu mà lụt. Khai giảng. Nè, ca luôn này. Khai giảng nếu đi học toàn đi chơi điện tử. Chạy hết trong rồi giúp đi chơi điện tử rồi. Đây rồi, đi con mẹ mày. Khai. Đấy. Vứt mẹ hóa hơn, để Anaconda để bắn phòng trường hợp. Khai giảng. Ép gần. Hôm nay ngày khai giảng đéo nào chịu đi học. Cầm mình xong rồi. Ơ, khi bắn súng gì ấy? Lấy xăng không? Em có xăng rồi, em lấy rồi. Bắn đi. Nhìn thấy ai không Kim? Lên cái tháp ấy, ngồi nhìn để xin đỏ lên tháp cho. Tranh nhau. Đây, có nhìn thấy. Nó đang sang bên đường à? Hai thằng 300.
Nhìn chưa? Hai thằng đang sang cái đường này. Quân đâu? Quân đâu? Có X4 chưa mà đã điên đấy. X2 mà, bắn được. Xuống, 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 xuống. Nó ngồi trên đầu tôi hết bắn. Đưa đây Redot đây, đưa Redot đây. Ai check pass này, check pass này, check pass này. Đưa X2 đi, đưa X2. Check pass đâu? Bỏ chết có mẹ hết rồi, bắn nhau đông lắm mà. Đây, một thằng đang chạy vào nhà đây. Có trốn trong nhà. Đạn 7 mà, đạn 7 này xin đây. Anh nhiều đạn 7 rồi, thưa thôi. Hướng ấy. Cái nhà, mấy cái nhà gần nhất này, đánh dấu rồi. Đây là đây, một thằng ở 15 nữa này. Kệ đó, mình giết mấy, 3 thằng bên này ở thằng bên kia. Chắc bọn này clear cả group rồi. Đâu, đây thằng nữa rồi. Bắn nhau rồi. Đâu, nhà ngay dưới rồi. Nhà ngay dưới rồi. Nhà đỏ, nhà đỏ gần luôn. Kìa ơi. Ở trong có nhà 2 tầng à. Ôi, còn 2 team, còn 2 team. Đây ai, anh nhìn thấy lung tung rồi này. Ôi, thôi. Con mở bát đi. Thôi, từ anh ấy. Mở bát từ từ. Team ơi xuống tay không? Em nghĩ trong cái nhà đỏ 2 tầng ngay gần này. Ừ, nhưng mà bên trái mình bên có trái, một đội nữa mà em. Bên trái, cái nhà to đùng ấy có mà, điên à. Ôi, thằng kia của mình nó giết 4 tầng rồi. Nó từng bao ấy. Nó từng bao hướng không 15 một tầng. Cái cây ấy. Rồi, nó bị bắn kia đi, mẹ. Nó bị đi rồi. Đây cái thằng nhà đỏ nữa này. Nhiều quá. Nó đang bắn nhau kìa. Bên đấy mấy team à, đang ở hướng 30 này. 15 này. 30 15 này với cả 60. Tường mà hướng N nó chạy sang này. Bị bắn kìa. Hai bắn kìa. Ủa. Sao nó cứ chạy kìa. Tông vãi lìn. Xuống ra đi. Không chết. Bên trái mình có ai không? Chúng là đéo chết ạ, ít mẹ em. Ăn là tầng 2, tầng 2 nhà đỏ đấy. Tầng 1 rồi. Chết luôn. Em chết nào ấy. Em đéo biết, em nó vào này nó bị bắn chết mẹ luôn rồi. Ơ, thế một đội xíu tỏa một đội chết rồi. Trong nhà này có một đội nhá. Trong nhà này có đội, trong nhà này con. Hoặc là sau lưng nhà. Trong nhà này còn một thằng nữa. Trong cái nhà đỏ. Chạy sang kìa. Tao bảo ta. Bây giờ thì tất cả quy tụ vào một cái nhà này. 15. Em xuống đi, em đang sau căn lại. 15, sau nhà đỏ. Giấu à? Kia đâu ra đây lấy đạn này. Thắng. Thằng đang nằm này. Chết mẹ rồi, thằng đang bò. Mấy cái thằng nữa sang đường bên trái mình rồi. Bùi lại thêm thằng nữa chạy. Thằng nữa, em hướng đỏ, vẫn chạy sẽ bên đường rồi sao? Tất cả hội tụ vào đi. Đây, cái nhà hàng đấy. Bên này là bên lùn nào. 15-30. Kìa nhà đỏ. Hai thằng. Hai viên rồi, hai viên đấy. Cái máu rồi. Hai viên rồi. Nhà đấy ba thằng rồi. Sau hàng rào này, sau hướng N này. Nó viên mẹ. Cái lồn. Cái đầu rồi. Bia cũng yếu. Để lên cứu đi nhìn nhá. Không biết vẹo rồi. Biến lúc nào chứ. Sau hàng rào ấy. Máu với thằng lồn. Có rồi. Tồn đi vậy đồng đội chửi là thằng lồn. Lột chơi với lột. Ơ kìa, trúng ạ. Đi tăng lên này. Sau nhà đỏ hay sau hàng rào. Ai tăng lên cơ? Tấp vào thẳng vào đầu ạ. Đi mẹ. Nó tăng gần cái hàng rào sắt rồi. Đến hàng rào sắt rồi. Sắt bên kia đường ấy. Thẳng mặt anh em mình cái gì đấy chứ. Ở đấy. Tìm một thế nó cùng tìm ta bỏ. Tăng ra này, tăng lên được này. Chết. Bắn chết cụ đi. Ngu quá. Ngu vãi lồn. Đúng là mấy thằng chết. Chưa hết đâu. Hai thằng nữa. Ở đấy luôn á. Sau nhà này. Sao nhà đỏ hứng em đánh dấu đấy. Đéo là được thằng kia một mình thì đúng nhỉ. Trong khi chương thì anh hùng lao động trong tình huống đấy. Một mình chạy đường thì các bạn phải như thật giữa đường luôn ạ. Ngu. Không hiểu. Nó bắt ở sau nhà đỏ đấy đúng không? Chắc thế. Ờ đúng rồi. Trong nhà cũng còn nhá, vừa đấy ở thấy ở tầng 2 không biết bây giờ. Đây rồi. Hàng rào. Bên trái. Rào bên trái nhà đỏ. Một viên. Thấy không? Cái cây to đúng không? Cái cây cạnh cây. Chết rồi, chết luôn. Chết luôn. Công nhà đi, trong nhiều team lắm, đéo biết thế nào mà lần. Tao xin gì đã. Cẩn thận vẫn còn công, đấy. Công vào clear cái nhà đỏ ấy đã. Xin cỡ trên này thôi, xin đây. Đấy, nhìn nó trong chỗ đó đây. Sợi móc vãi thế. Nó lộn ông mày chả có gì cũng nhồng thế. Ai cơ? Chết cả sau lưng bên hướng này thì clear không? À bảo thằng địch cái này. Bọn ngớ vẩn này có mấy thằng chó con. Tốt cho mình hay là... Lưng thôi. Góc nhìn thứ ba là cái tầm nhìn rộng. Quý tám này, hello. Tu. Nhà đấy, nhà đồ đấy, tao không có đồ đâu chứ. Đạn AK này. Ôi, ông mày nghèo ấy.
có mấy có sát mấy thằng nó chúng nó chưa lút đâu anh ơi. Mấy ngoài kiểu giao chiến nhiều quá. Xui nhá, em đéo. Mày đi tất không đi giày à? Hả? Sao anh? Sao mày đi tất lại không đi giày? Sao thế? Dạ, chân mày có đi giày không? Em đéo biết, chắc là giày nó thế. À AK này đây, có AK với K8 này. Đâu để em, để em. Cho nhà AK đâu, nhà này. Phải tầm hơn 200 viên đạn AK. Con mẹ này, cho này để em bắn K. Một đội shipper cho chỉ việc. Đứng lên tao lấy cái xe 4 chỗ này. X8 này. Shipper lắm. Mười mấy shipper nhỉ? Đưa đây X4 đấy quá. Mười mấy shipper nhỉ? Mày đưa đông với scope là không cho xin cái. Đừng ra. Em có cái dot holo, thích lấy cái nào thì lấy. Không bắn AK. Đạn xanh ngay bắn không có nhiều mày. Có. Có đạn có AK. Chứ tao ngay. M4 á. Anh em có khó AK không? Chưa không? Có. Chết xác thằng lồn chết thứ hai. Nãy giờ không có khó AK. Đống xác à mẹ. Đây X4 cho anh. Đâu, anh đâu. Nhặt ca chưa? Nhặt ca các thứ chưa? Trên tầng 2 á. Chắc đấy em nhặt không? Thôi em. Em ở dưới tầng 1. Kiểu đạn 7 đấy, đi mẹ. Đấy bảo đưa nhặt không? Lát hai đơ các thứ. Trong viên ạ. Bia. Vừa đến kìa. Đồng đội. Rất cả mình. Tại. Lộn đây là đạn 7 nữa này. Bên ngoài này còn 2 xác này. Ôi anh ơi, nhiều lắm, nhiều á. Bắn đạn đen xịt lấy không? Nếu bắn có, bắn Red Dot hay bắn cái này à? Red Dot. Red Dot sướng hơn nhiều. Ừ. Mày nghe tiếng súng đang sấy ở đâu không? Em thấy nó cũng như nhau. Không, Red Dot còn sướng dễ hơn nhiều. Red Dot bắn dễ hơn một. Có bắn đạn đen không anh em? Đây, bắn đạn đen xịt này. Bọn top player nó toàn là Red Dot. Ít khi bắn holo. Này, đây đọc xong. Red Dot nó bỏ holo ngay. Còn ông ta tìm kỹ em có bác đại em xịn đâu đưa xin ở 1, 2 này 3, 4, 5, 6 mới có 6 thằng đủ linh phụ kiện này trận này mới đéo có chết linh tinh rồi trận này mới đéo top 1 này đếm thôi nhá đếm quay quanh đây thôi nhìn mẹ đấy chúng nó vừa đập nhau ở đây xong đúng rồi 7 thằng trên kia 7 ở đây đúng rồi không còn thiếu đâu đủ rồi ngoài đường có một thằng mà. Nhiều shipper thật đấy shipper làm việc rất anh em ra mai sơn không để nó giữ vòng cái đi đi sớm ấy. Cái đấy gọi là cái gì nhỉ? Không ra Mai Sơn đâu, ra đây này. Một trong hai cái nhà này. Đây là khu nhà này này. Đây là khu gỗ. Chấm vàng ấy, ra chấm vàng, chấm vàng. Và khu gỗ à? Nhầm chấm vàng. Ơi chú ấy nhảy lên. Anh còn nước không? Người mới chui qua cái thành đấy. Anh còn nước không? Nhà vào nhà đây là ấy. Nhà đấy khó thủ lắm. Chỉ nhà đấy là nhà khó thủ, nhà đấy mới là nhà dễ thủ. Mà nhà đấy kiểu xung quanh ơ sao có cái cây ở trong xe mình ấy? Đâu, nhà đấy chỉ bị ở đằng hơi tí đằng sau thôi. Sao mình lại có cái cây lái ở trong xe đẹp mà xe thế mà lái thôi chỉ ngồi chồng đúng ghế vô lăng mà lái xe đi đâu rồi xin ơ mọi người mua hai xin vừa mới chồng cả thế giới rồi đẹp này thế giới đây đẹp này thế giới ơi hai thế giới rồi thì tại nó mất con mẹ rồi đi trong xe tầm rộng mua hai ai có cái tay cầm hay là nước thì cho anh xin đi xin đây bảo Bomben tao lốt trận vào đây tao ra Viking ghế. Cái ngày chơi Bomben chơi không? Chơi ở nhà ấy. Bomben không chơi rồi. Bánh Toàn. Toàn đang bận bắn chết rồi. Người sao máy thằng kia chơi. Máy thỏ. Cho cái bia nó lên Viking. Trời. Bia không đi học à? Học sáng à? Bia thất học mà. Để thất học. thằng làm sao như ông làm vậy? Nhà bé đấy. Nhưng mà xung quanh là ở dưới nó ở trên cao trên đồi. Anh em ra chặt cầu. Năm mấy nghìn. Có cầu cốt to thì năm mấy đẹp đấy. Cậu được á? Cậu được. Được. Anh em lý lãi đồ ra. Anh em ra thu thuế. Sở trường vãi lộn. Bọn em sở trường vãi lộn, bọn em cứ ở đây là bọn em thắng luôn. Không phải chứ không được biết. Anh em ra sấy xe cho nó, mẹ tầm này. Sao ở đây nhiều xe này, có Razia mới này, đổi xe không? Thôi. Đổi em sợi xăng đấy. Đúng rồi, em có bình xăng mà. Ờ, được, hết xí. Đừng đi qua Mita. Vãi lộn. Qua đây đường gập ghềnh vãi lộn. Ê,
rẽ trái luôn đấy, đi ra đường cái, đừng đi qua gần khu nhà trước mặt đấy. Đấy, bảo đi ra đường, đang đi đường cái đây thì không phải đi cái là đi kiểu đi ra là đéo đi được. Đi gọn gọn ra là cánh đường cánh đồng rồi. Mi tha của ai đâu mà cứt thì anh. Ta chạm sang thôi. Mới đang trượt ván ạ. Bên đây là mũ bảo hiểm thì còn may. Đúng đây, mũ bảo hiểm luôn. Dừng đây, dừng nhà này, dừng nhà này. Cái nhà này thủ sướng kì. Rồi bây giờ nhưng mà cái nhà này bọn mày phải đứng hai thằng ở hai bên ý. Hai thằng đứng nhà bên đối diện, hai thằng đứng nhà bên này. Đi chọn sướng cực kỳ luôn. Phải đâu? Em thích bố thằng đứng đây, em thấy nổ xe. Bận đi đâu? Hai thằng hai nhà. Nhà chơi, nhà chơi. Ta chẳng thằng nhà. Nó công nhà này thì nhà bên kia bắn, hiểu chưa? Còn nó công nhà bên kia bên này bắn ngược ra. Bây giờ tầm nhìn chúng mày rộng, chúng mày không bị lo, bị móc. Đấy, mỗi thằng chơi được một nửa. Em để hai con xe giữa cầu cho một giáo bài. Trước tao là đô la thử như này top 1 rồi. Đéo chết ai luôn. Bốn thằng mặt đéo chết ai luôn. Top 1 dễ vậy thôi. Hai thằng hai nhà. Thằng Viên đi mình luôn ạ, gấu quá. Ai đây? Thằng Viên đi mình rồi. Đi thiếu ai Viên? Đi chặn cầu à? Có. Cầu đi chặn cầu Viên. Đứng ở đây chặn nó. Ra cầu tí nó bắn sấp mặt. Ôi, con bong thế. Hả? Sợ. Đi em. Đéo scope to nhỉ? Tám Polo à nhà nào? Cục to chứ tầm. Đồ AK thế đi. Mẹ, hai bình xăng. Ủa. Có X2, à có mua 2 cho em. Mua 2 giáp 2. Phải mua mua 1 ạ, ông lại. Ông lại mua 1 ạ. À, kịp mua 2. Rồi sao dặn cầu đi nào. Biết biết biết. Để cái theo giữa đường ấy. Ra bên phải ấy. Ra bên trái ấy. Đấy để nó thành cái xe default ấy. Đấy để đấy để đấy. Đấy để đấy. Chuyển được cái này. Chuyển được cái này. Giờ tao cắt hết luôn. Làm banner xong sớm rồi gửi tao. Bắn thì đéo được. Cái sao của mẹ. Mẹ lúc đó tao là mình. Mẹ bắn giúp từ mấy thằng đi thuyền này. Mẹ bắn chai UK luôn. Đéo tới luôn ạ. Đéo tới. Tôi đấy ra đấy phải khoảng 300-400 mét. Lượn. Phục. Chạy ra tít đi ra bờ. Ở đây có cái lỗ hay vãi lồn đi ơi. Biết rồi, lỗ rách đúng không? Chạy ra, ở đó mà chạy ra video rồi. Rồi chắc đéo ai dám qua cầu đó thôi. Thật đấy. Kiên à, phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn đi mẹ em lần trước thằng Drake cứ bảo là đi không có ai đâu á thứ. Anh với cả Fuji kiểu có ánh sáng niềm tin và hy vọng bọn anh đứng chờ cho lúc mà bị vòng đốt đi nửa máu có thằng đi qua có đội đi qua dầu vãi luôn. Nó chơi game trận giết một đội dầu vãi đá gì á. Ờ nhưng mà đéo. Nhưng mà bọn anh chờ lâu lắm. Chờ 3 lần vòng liền để chờ hội ý qua. Đội em lút cả bay cả Novo luôn. Thằng nào dầu như chó. Thế này thì nó qua cầu sao cũng được. Cần gì thôi. Em sợ nó ở giữa cầu bên kia. Chưa qua đâu. 2 phút nữa. Ủa rồi, nó đéo qua rồi. Rồi giờ nó chắc nó đéo qua cầu. Ờ. Chỗ này đẹp vậy. Lúc vòng rồi xem lúc cái vòng có xem tí nữa. Anh em cửa đây đâu. Đéo qua đâu. Chỗ đẹp mà về đây. Thôi về đây đi, về đây đi. Bỏ đi, bỏ đi. Về đây, về đây. Tầm này nó mới nhảy xuống sông, nó tắm sông còn hơn. Qua còn đéo hơn nữa. Lên đầu, chọt ra, chết luôn. Em nai à. Đi con mẹ, mày có thích đánh vọng không? Thằng nào cũng mũ 1 ạ, địt con mẹ. Địt mày nhìn như ES nhỉ. Ờ, tao mũ 1. Bảo xe, cho mày đéo làm nhưng bảo xe bán tải nữa nhỉ. Địt con mẹ anh em ngồi sau thì mẹ mày ES luôn. Như bọn đấy, như kiểu như kiểu xe dùng địt mẹ. Xuống, không nhận cho mày phải lên quả xe bán tải nữa. Ngồi hai nhà ấy, mỗi ông hai nhà địt mẹ luôn thì không bị móc lốp. Có làm cái xe đi phao luôn. Bọn nhau sửa, rồi nó đi thứ 3 thì nhà bắt được. Kẹp hai nhà nó chịu hơn mấy cái thằng mà nó công nhà bọn mày ấy lại bị bên kia nó bắn ấy sợ đi con mẹ nhà mày chạy chân ngon luôn từ một lại nhảy lên tầng ba đấy bị xuống mở cửa tí là nó công nhà nhảy xuống bắn đây rồi mở sẵn tám hai ngàn bốn đi đâu với tao có cái giáp hai này ơ hai có ai lấy không có em đâu mũ 1 này mà AK bắn một viên vào đầu thì tao vào trong cửa gần đây ạ. Thấy. Cần tay cầm nữa không? Tay cầm á? Không. Có cái giảm dần của AK. Ở đây có 3 khẩu AK. Không có.
A khẩu AK. Tao thích bắn cái giảm giật đơn giảm ánh sáng. Giảm giật đơn sườn. Giáp 2 này. Đây rồi. Thế mà mèo lắm tay cầm thế, nhà 5 cái cạnh nhau. Tao kim như này rồi, kim như này rồi. Mẹ tao nó lút kiểu lồn gì đấy. Nó bảo em có giáp 2 hay sang đấy mà. Có xe. Ờ đây có mấy cái xe đang đến đây. Ờ 300. Nhanh. Đợi quên. Sấy. Đến này nó đến kia nó đang đến đây. Sấy. Cô đến rồi. Anu, chúng nó bị bắp ra. Sao bắn? Đã sao bắn? Bắn nổ tôi đi. Rồi hay. Đã sao bắn anh em ơi. Sao tự nhiên ông Lê Chí ở đấy á? Xịt con mẹ. Lê Chí. Đã sao bắn anh em ơi. Ở đấy á? Tầng 2 ở đấy mà. Em đồn đấy. Đang chạy về thì con mẹ à? Chứ nó lại mắc bắt bắt xe ở cái cạnh à, đúng không? Thôi tí kích lên Chí. Thằng bịa lại kích tốt. Cái lồn gì đây? Nó ao luôn thằng lồn đấy à? Địt con mẹ vãi lồn bắn mông lốc. Địt mẹ chúng mày. Còn thằng nữa ở sau gốc cây. Thằng hóa vàng. Chỗ khu nhà ngu thế. Gốc cây kìa đấy. Ở một mình địt mẹ một tim. Ở một mình một khúc. Đầu thằng rồi. Cái đồng đội một thằng nữa rồi. Cứu nhau nhanh đi là địt con mẹ. Còn hết rồi đéo ai chết à? Chết con mẹ à mày đi. Sao cây đấy à? Xong hết rồi. Trời hướng NE. Ơ sao một cái chết vẫn còn mà. Chết rồi. Vẫn đang bò này. Đang bò kìa. Con mẹ vào sau à? Con máu anh em ơi, con máu. Phải giết mấy tên super kia mà nhặt đồ. Phải xong cái nhà rồi em ơi. Có hết đồ rồi. Có hết được. Thôi. Lột xác anh nhiều máu lắm, vừa ra kia nhặt được. Anh ấy giết thằng nào ấy kim? Còn một thằng nữa chạy vào trong cái nhà đỏ ấy. Em là tính kill một rồi, em là tính kill rồi. Ba đang chết rồi. Với còn một thằng cuối cùng ở trong nhà rồi. Em ơi, hướng W có một đội chạy sang. Một thằng nữa thôi sao? Bắn trúng một viên rồi. Em xuống bắt được shipper đi. Mà em bị thằng sau móc bắn này, thằng bọn móc bắn này bia. Bọn móc bắn này đứng sau cái thành. Đứng lùi hẳn ra, đứng lùi hẳn ra. Đứng lùi hẳn đây, nhảy nhảy. Máy nhà ấy, đấy. Lùi hẳn ra chỗ máy nhà bắn đây. Tôi xuống mà shipper. Thì anh em trong vòng đều có tâm. Mọi em phải lấy đủ máu, mọi mày yếu máu á. Hết mẹ đồ. Anh em đều có máu. Thì mẹ nhặt được anh em mình. Trong người nó có 6 cái phất e đấy. Mẹ rồi, ông có 6 con đây, ông đéo chia không? Ông chết vừa mới nhặt được ở nhà đấy đấy, đang chạy về. Thôi ông mẹ. Ơi. Đi lẻ. Ông bớt đi. Vãi lòn. Em lút đồ ấy ạ. Sao bắn bắn chết. Còn một thằng thôi, không bọn mẹ sao. Đang thiếu máu vừa gần nhà đấy, chúng lút được. Ôi chúng mày. Nó chết rồi. Chết luôn ạ. Mẹ mày nhìn nhìn. Ở đâu đã chết đâu. Chưa tính kịp cơ. Nó bò. Đông vãi cả lờ. Thì con mẹ sao chúng nó phi xe chúng lại mất vấp nhờ địt cụ. Bên đội bên kia chết hết chưa? Chết hết chưa? Ở mấy nhà bán đôi kia chắc còn một thằng nữa sao? Một thằng nữa. Kim máu á? Kim giết luôn này. Hòm à? Đoạn chỗ cái hòm à? Bia liều ra nhận máu đi bia. Ở đây rồi anh nhìn nó rồi. Nhà. Thằng nó đang định chạy sang. Liều nhận máu đi bia. Một viên lột. Còn một thằng thôi bảo xin kê cho xong chạy ra. Em sang kia lút đồ chưa? Chưa. Một con mẹ. Lút mẹ bắn bắn đâu ấy. Tao bảo mày xuống được 2 mới là tưởng tượng gì. Hết máu rồi mà. Bỏ cái nhà hướng. Nhà trên đồi kìa. Xe đồ kìa. Xe đến kìa. Hai thằng kia xong. Xe đến. Xe đến. Chuẩn bị xây xe kìa. Không có bạn. Đều bắn được không? Đều bắn được. Có 2 kia cơ. Nó vào thật đấy. Có 2 nhà mình này. Có dưới chân chúng ta nhà mày ấy. Xây. Nó bị cái thằng nhà kia bắn. Chết hết chưa? Mình lúc mà. Thằng bia bắn ở dưới mà. Chết luôn đúng không? Chết một thằng không? Nhưng mày bắn lúc ao nó trước hay thế nào? Mày bắn lúc ao nó trước rồi, ý hiểu. Một thằng nó nằm dưới cỏ mà. Thằng sắp chết mẹ rồi sao? Chết rồi. Không, sao bụi dơm, sao bụi dơm. Nằm ở gần này. Nhưng mà chắc cũng sắp chết rồi. Tao hết con mẹ máu rồi bia. Hết máu rồi. Thằng bia thằng nào? Cảm tử ra ngoài đi mẹ mày nhặt đồ đi. Đó, ta còn một băng hết. Chết rồi, thằng ấy là chết cái mẹ rồi. Em ơi, bây giờ quay sang bắn cái bọn ở tròi nhá. Tròi nữa em vừa lấy. Mẹ ở dưới đây, em hết máu. Đứa ta vứt cho. Đấy, sang đây anh đưa cho. Đỏ rồi. Thôi, không sao đâu, em chó bắn anh à. Bắn đi, bắn đi đâu. Ai tao mấy viên mấy mấy lồn đến này. Một viên này. Yes. Ui giời ơi, lại shipper ạ, địt. Chuột à.
chạy ra lúc sát, chạy lúc sát, chạy lúc sát nhanh em biết. Một chạy ra lúc sát mới đi xong ngoài đâu. Chạy đi. Thằng này à, Kim nhìn ra rồi mà. Đấy nhìn nó rồi. Ơ không, lúc sát hai thằng đằng sau ấy, ở ngoài đường mà. Xin có hơi ngoài đường ạ. Thấy rồi mày. Đấy đấy, hai thằng đấy. Kê nhá. Nó bị còn thu. Kê kê đi. Một viên. Thằng kê bọn NE đông á. Chết máu tí. Còn thằng kia, còn thằng nữa. Bọn NE đông lắm nhá. Còn thằng trước mặt kìa. Nhanh nhanh nhanh. Rút nhanh lên bia nhá. Rút máu với nước thôi. Tôi cho xin máu ăn đi mẹ. Lút máu ơi, xong vào luôn. Chỉ rút máu thôi. Rút máu. Đấy, rút mà, rút máu à. Thắng thắng nhá. Cứ máu với nước còn dã. Đâu rồi? Nghe kìa. Sao mấy cái nhà kìa đang chạy. Sao mấy cái tròi, mấy cái tròi. Chết luôn, chết luôn, headshot rồi. Máu dưới chân á. Ơ kìa một thằng ở dưới. Chết luôn. Bắn thằng nó nằm với con đấy, nằm ở cái tròi kìa. Chết rồi. Chết rồi, 7 kill rồi, 7 kill rồi. Máu dưới chân xin ơi. À rồi, nhờ. Kia vứt máu con xin. Con đây bảo, sang cái nhà ấy không? Sang cái nhà bên kia. Cái nhà mà có một thằng lẻ ấy, sang nhà đấy. Này. Hay này. Nhà đấy có tìm mẹ rồi, lấy đâu ra chỗ cho ông. Anh em có đi giữa đường thôi, chỗ nhà em nó trong phòng mà. Đây anh nhìn thấy một đội nữa này. Ở hướng nờ. Một viên này. Hướng nờ. Ngoài đồi hay là trong nhà? Ngoài đồi. Ngoài đồi, xa lắm. Bên đây không nhìn thấy đâu. Anh em còn chúng nó một viên rồi, nó trốn phân mạnh rồi. Lồn đi đây. Lồn biển nhà đi, mẹ medic. Bây giờ chuyển làm medic. Một viên kìa, cái máu vãi lồn kìa. Kinh thiếu máu em vứt cho mày. Khó mà. Sao hỏi bắn được ạ? Này, tao chia tiếp ạ. Em mà thăng sống cây à. Ờ, máu này, máu này cu. Này làm dây nhá, nhìn đằng sau, nhìn đằng sau. Bò sau cây thế. Nước kìa, nước kìa. Vẫn còn một thằng lẻ nhà. Anh bảo có một cái nhà, có một thằng lẻ sau cái nhà mà vừa lấy cái bắn lộ trong cây ấy. Trong vòng trên cây sau lưng thì phải bọn ở bọn Mita nó sẽ chạy vào mỗi phải đấy, chỗ đấy còn một đội. Bọn này chết rồi sao ấy? Bọn đấy còn đội kìa. Bọn đấy còn một cái. Bắn xong hết con mẹ rồi. Chết rồi, chết rồi, chết chết rồi. Anh bắn dụng mẹ rồi. Ở đâu ấy? Đằng sau kìa. Bên đồi bắn. Tôi bắn là đồi đáo ở hướng nào? Hướng nơi ấy. Nó bắn phập một phát là cột bên này mà, mặt cột bên này. À ừ, là cái bọn mà vừa lấy anh em mình bắn dụng hai thằng ấy Quân. Anh vừa bắn một thằng ở bên đấy rồi, em bắn dụng một thằng. Đấy, vào bo ở đây, ngồi đây thôi. Kìa, có một thằng chạy. Đúng không? Đúng nào? Không, từ. À, chỗ đằng bia. Phải. Cánh đồng lúa kiểu đồn có đi đấy, trước mặt này. Trước mặt. Hướng nào? Hướng ngoài bia, biển. 255 anh nhìn thấy một thằng nước qua là địt mẹ. Trước qua thôi chứ có. Không thì rõ đâu. Ờ không thì rõ. Ở đây sao địt con mẹ từ. Đây này 55 con chó này. Đó hướng nào? NW. 55 luôn rồi. 255. W 25 gần W nhất, gần chữ W. Gần chữ W. Có dưới rất. Đấy đúng rồi, đấy chỗ mấy cái bụi cỏ ấy, mấy cái bụi cỏ ấy. Mỗi một cái cây mà. Đâu ở đâu ấy, nhớ hiểu. Em ơi, đi phe đây này. Không sao quá. Bắn. Có viên này. Hai đâu vào rồi. Đâu? Hướng 285 sau cây. Sau bụi rơm 285. Nó đi rồi. Bắt em mày ngóc lên đây. Ngắm trong nhà thử cái đi. Ngắm bọn hai thằng trong cái nhà trong bò kìa. Trong ngoài không à, còn cái đường mà chạy. Trong bò á. Ở nhà anh trong bò kìa. Anh bảo lại có thằng chạy vào trong cái nhà. Ủa, một viên. Kia đấy. Đi ạ. Sau cây à, sau bụi rơm hướng 285. Em dần. Ừ, chạy dần rồi. Anh, em dần ăn dần thôi. 285 sau bụi nhá, rơm nhá. Bụi rơm ở ngoài bo rồi, chạy sang bên đồi bên kia, chạy bên đường đi. Chạy bên đường anh em ơi. Chạy bên đường. Bên này ngoài bo hết rồi. 20 giây thì mẹ nó trong vòng. À có cái thằng vừa lấy mũ 1 đấy. Kìa. Đấy, trong nhà mà anh biết ngay mà mạnh. Kệ đi, từ từ thôi. Ơ sao nhà này? Ờ nó ở dưới, Tách nó ra đi, một thằng chạy thằng bắn thôi. Đấy, nó chạy ra bên trái rồi. Một viên này. Lùi, bo rồi, kịp, bo rồi. Bên phải, cái tòa nhà bên phải. Chạy. Tòa nhà bên phải. Đi xe. Đi ạ. Giữa đồng có. Đấy chú ấy đẹp này. Giữa đồng đang chạy lùi ra đây. Ngoài nhà vệ sinh ngoài bo nhá. Đi xuống cái bờ. Xe kìa.
kia bên trái chưa? Thế sắp nổ đấy. Đi phải ốp ạ. Đứng đứng. Ui ấy. Cái đường dưới. Ốp kìa, ốp kìa. Đường dưới. Ở ngoài bó kìa, ngoài bó kìa, ngoài bó kìa. Bố chết luôn rồi. Đấy, cô ấy rãnh lên ra thì tao nằm ở cái chỗ xe ô tô hai thằng đấy. Đấy, xuống anh, xuống anh, xuống chỗ anh, xuống chỗ anh. Có cái rãnh này. Xuống chỗ kim kìa, có rãnh kìa. Đấy. Ở chỗ ô tô hai thằng ấy. Em đi, em dần đi. Em theo rãnh ấy, nằm theo rãnh ấy. Còn 2 team, 3 team. Chạy tôi xin. Mày có ốp không nhỉ? Mày ốp đúng không? Ngồi xuống mà chạy vào là đến nơi chứ làm sao đâu. Đéo có máu, à, đéo có... Đéo con nít để ném. Đây đây anh cho, anh cho. Anh có anh tạp quả. Kìa kìa, nó 5 người đen xí kìa. Kìa kìa kìa. Một viên. Bom. Ném hết vào. Em nét vào chỗ bụi rồi. Chết. Chỗ mặt chạy này. Nằm rồi. Ô, ném hết vào. Được. Con mẹ bia. Cứu nhanh, cứu. Cứu nhanh, cứu nhanh, cứu nhanh, 16 giây kịp. Dậy ăn máu luôn. Đang bắn phải chạy qua rồi. Qua đây anh cho em mấy kit à? Kìa kìa, hướng 210, 210. 195, 210 sau đống rơm to. Đấy, 195, 210. 3v3 đấy nhá. Sống không? Sống không? Để sống không hả? Có. Kìa kìa. Kim. Đấy, ở trong đống rơm 12 thằng. Chả nhìn thấy đâu cả. Kìa đống rơm trước mặt đấy. Không phải, không phải, bắt đầu thôi. Một kia này. Yếu, yếu, một thằng yếu. Em sang rơm bên cạnh đi, em sang rơm bên cạnh đi. Kim thôi, anh em đứng. Trên thảo bắn này, ở gần này, ở gần này. Gần bắn xả thanh này. Ơ, đường hướng trước mặt này. Bên trái, bên trái. 195 bia. Bên trái 195. Bên trái có 195 một thằng này. Đường rơm bên trái. Mày đứng im đi, đó bắn nó, đứng im đi. Nó còn hình như là... Mẹ có thằng thanh. Nó 2 team, 2 team. Địt mẹ nó trong bo kìa, vãi lồn. Địt mẹ rồi. Cái thằng đống rơm. Rồi, còn 2 thằng đống rơm. Đây, 2 đống rơm, 2 đống rơm. 2 đống rơm. Còn đây đâu, còn đây đâu, đưa đây đây. Đống rơm trước mặt rồi anh em. Còn đây không biết. Smoke ra, em smoke nhiều nhiều ra, di chuyển. Thằng bia còn đéo nét, đéo cầm nét ạ, hơn dư. Smoke này, rộng rộng, xe cái đống rơm, đi mà áp sát vào bắn. Tới rồi. Đổi bắn. Rồi, một thằng nam thôi, một thằng nam thôi. Em lên. Ôi giời, sao nó tự chết đây. Kill. Đi phải đi cơ bản. Đói quá. Tao lấy viên kinh ngã. Ai qua mày chơi không? Chơi nghe có một số đồ ví thôi. Đi tại lên chỉ. Bảo toàn béo chơi không? Thằng bia lên viên kinh rồi. Toàn béo, thằng béo đang bắn. Xeo luôn đi bia, lip lỗ bài đi. Ô, em out game rồi. Không ăn được cát hả? Hộ gái, ta có ý thức gì cả. Bạn giết chó. Em giết bao người á? Em giết 8 à? Anh giết 9 mà, để hoài khen anh. Tám hay mấy à? Trời ơi, em thôi thôi. Bảo, ông ấy hỏi là anh mua chuột không? Xong rồi đi mẹ, ông phải đéo cho anh thử chuột ạ. Đi mẹ, vẫn là FK1 thử cái lôn đi. Nhưng mà nó dài hơn nữa, nó không bắn được. Alo bài đi. Tao ra vào đi, em ra để in vai tao vẫn bán. Ôi, anh nên giờ đi ở thằng bia đéo chịu. Đừng nói đi bạn ảo tưởng. Trắng vãi lồn anh nhìn này. Trắng vãi lồn ạ. Bố đang đói vãi lồn này. Ăn gì? Ăn cái lồn. Ngon ngon. Đói không ăn à? Mày đi không? Nắng vãi lồn. Đi, em có trong nắng hả? Đéo, tao đéo có. Lái xe ấn nút gì thế? Lái xe là nút tiến bạn ơi. chicken soup ạ, mời nhầm mồi nô. Yên nút gì? Nó tao nút tên tên là nút gì? Nút tiền. Không biết là ao rồi. Không biết ao rồi. À, chỉ cứ xúc là ai? Chết rồi, mời nhầm rồi. Mời nhầm rồi, tao bi, mời nhầm rồi. Chỉ cứ xúc là thằng áo. Để mời bọn khán, ừ, mời khán giả chơi á. À, mời thằng bạn đi lúc. Ôi, còn mời lại chơi. Tao có kim luôn nhỉ? Chỉnh máy được cái này thôi. 38. Bên này có bao nhiêu người xem? Xin thỏa mọi người xem online vào mà chơi. Đang có bao nhiêu người xem? Ủa, 115 người. Ủa,
Còn ai bắn không hay bắn 3? 3 tôi ra bắn đua. Phải 3 thôi. Thôi rồi bắn đua đấy. Không anh em gọi hết được mà kiểu gì. À có bác khun này, đi mẹ. Em ơi, mày bị kêu rồi. Nhưng mà em bắn hay quá anh ạ, mà không ai khen em, cứ khen xin thỏ. Em giết nhiều người xin thỏ. Alo, 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 alo. Mày có linh cam, mày có linh cam đâu. Cho em linh cam với. Hun đây, hun đây, hun đây. Có 2 cam chứ hả? Đấy, đúng rồi. Mày ngã xin đất để mê tên. Do anh người chứ. Ơ, mê thỏ, có quái thỏ anh? Đâu. Mê thỏ nhà không có tang rồi. Chơi ạ. Chơi không ít vai này, thua. Thua. Đưa anh thỏ vào anh em chơi. Được. Ơ, em ở ấy đâu, thu webcam đâu. Em đổi chi rồi. Em vừa tắt đi à? Em đổi chi rồi. Để kiếm một webcam mà mẹ có dây lan gì đấy. Sao đi không? Em tưởng không để cái như này rồi. Em phải đuổi Sky sang bên này. Chưa set up. Thì set up mất thêm một ngày rồi. Em ngày nào có thể stream cho anh. Không thành vấn đề, nếu anh để 2k em nguyện xin chết luôn. Ơ nhưng mà nếu mà không, nếu mà stream bên kia thì địt mẹ. Phải lộn game FPS có thể làm game thủ tiêu như là chơi bị kinh thích cực. Địt mẹ. Xuống phát tỉnh luôn. Tại sao cặc như đây. Anh vào cái thằng ở bên NE ấy, thằng ấy đang bay. Vào đầu luôn. Em bắn knock out không rồi, đéo chết. Anh toàn bắn. Em toàn bắn knock out, nó cứu được mà. Anh toàn bắn dính một viên vào người thôi. Thằng chó ở trò nhìn đều một viên mặt luôn. Mày đấy, vừa lấy anh bảo cái thằng ở trong nhà ấy, mẹ chó lại bắn ngu ấy, không thì anh em đi mẹ em chạy giữa đường. Mấy thằng đằng sau còn kéo không anh em chết rồi. Thằng kia bắn ngu vào chưa anh? Chưa thì nó trả lời thì anh gọi điện luôn. Xem. Thì để xem. Không muốn gì. Đang đợi. Đây là server gì nhỉ? Để tao vào. Hả? Cái gì? Tao bảo kịp. Em có được chơi không? Mày chơi được, sang máy với thỏ mà chơi. Lô. Hả? Có 3 người. Vào team Speak đi, mạng anh em. Anh chơi không? Vào team Speak đi. Anh Toàn chơi không? Anh Toàn. Anh Toàn chơi để sẵn. Không, để bảo. Tao bắn squad với xin này. Tao bắn squad thì... Đi con mãi là anh em phát một nhá. Ôi mời thằng mười tặng là đấy. Mời bác Hun ngu rồi đấy. Đấy vừa gọi nó rồi để nó. Mời bác Hun rồi đấy. Mày không mời anh em mày. Rồi, các bạn khán giả giấu tên yêu cầu biết sử dụng team speak đùa rồi chat rồi ông nào nhưng mà em rủ đùa rồi rủ đùa gì ok thì thôi ít vai này thì chỉ mời các bạn khán giả giấu tên nào yêu cầu khả năng là ngu và biết chém gió tin nữa không biết hết nói nó yêu cầu vấn đề biết mà thì yêu cầu đơn giản là Xin ơi, vào chơi double trên PUBG đi. Vào PUBG.blut đi xin. Đi đi, đi. Chờ lâu đấy. PU thiếu Kim chưa vào với cả. Kim đâu? Bác Hun. Kim đang đang đây. Nhưng mà còn một thằng nữa. Đợi nó vào ấy, anh vào. Bây giờ mở hộp ra váy ấy. Mở hộp ra váy ấy. Mở hộp ra váy. Mở đi. Mở ra váy á. Thách.
Người cái áo này đi. Cứt đi. Em mua. Ơ, thế mày cái này là cái gì? Mày cái này cũng mấy chục đô đấy. Để biết nhưng mà ra vậy. Đi. Thua. Thao. Đi, có vẻ hai cô giống nhau ạ. Thật á? Ờ. Lừa vãi. Vãi trò lừa đảo vãi. Khác đéo thì mở key của CSGO. Nhưng ngớ vật. Đủ. Ba xanh liền, đủ. Ơ, à, bật mic rồi mà. Mic tắt rồi này. Em bật rồi, lúc em tắt. Gọi đi chị ơi. Gọi rồi mẹ thằng em mời khán giả vào chơi. Láo ấy. Real Gaming à. Ba luôn. Cháu Hiệp đang chát chát ở nhà. Đâu? Ơ sao lại mày lừa cái mình là ai? Vào đi nhanh lên, vào nhanh lên. Ra đánh rửa trận lâu rồi. Vào lộn. Này chúng nó đang đợi hết rồi. Đang live stream nữa chứ. Bắn trước trận đấy. Vào lộn rồi bắn trước là mất slot luôn. Thôi để em rủ em thỏ. Để em gọi em thỏ. Thôi, gọi bán thỏ. Đây gọi bán thỏ. Long Tống là Leopard đúng không? Ờ, Leopard. User joined your channel. Hai cân thịt bò. À, user joined channel rồi kìa. Hello. Bác hút à? Cái số đó rồi. Ki. Đéo biết ai. Đang sửa đánh sửa nó rồi. Good. Đủ số đó rồi. Tao gọi được người. Okay. Gọi được người rồi. Participate. À vào. Đi. Em đi vào bên thỏ rồi. Sexy gun. Kim đâu? Kim vào đi kìa Kim. User joined your channel. Mời bé. Bé thỏ vào chơi bé thỏ. Alo, bé thỏ lên lên tiếng cái. Mời bé. Đây mời mời. Bé thỏ, gái gái. Thôi đừng để tiếng nữa đâu bé thỏ. 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 Nói gì bé thỏ? Alo, nghe không? Chỉnh tiếng bình thường ấy, bẹ. Cháu ở đâu? Tay nghe hỏng đấy. Đã lồn tay nghe hỏng đấy. Chân lâu ấy nhở? Chào.
Mấy thỏ chơi máy nhà anh. À, chỉ có em sẽ lắc thỏ thôi. Nên là ta đây. Mấy thỏ tiếng đấm mình tiếng tiếng rú rồi. Mấy thỏ. Vào lên đây cài cài Google Grab anh ơi. Mấy thỏ lên lên cài Google Grab cho bọn em gái. Bọn em đánh đánh DA gái. Cái này đi mẹ, bây giờ một là ông Trịnh đã biết bình thường, hai là ao. Mấy ông bị hỏng. À mấy cái hỏng á, mấy hỏng thì được mà thì tôi làm đéo chứ, mấy hỏng kiểu đấy. Hỏng cái lồn thì đấy là ông bị Trịnh hỏng lồn kiểu đấy. Lừa. Lừa vậy, hỏng cái lồn thì vẫn nói được cái đây. Cái đất nó bị hỏng. Ôi ông bớt con mẹ đi. Bà đi ra bao rồi đó. Ờ vào đi. Pháp pháp. Đi ra bao rồi, đi ra bao rồi. Nhưng mà mình có K98. Thế đéo đủ đồ cho mấy ông kia đâu. Mẹ sao mày mặc xanh xác rồi nè. Ở bên thỏ, bên thỏ, bên thỏ. Mẹ đéo đi. Cái mẹ mặc xanh xác quá luôn. Bích mẹ mẹ không nghe được cái này luôn gì ấy. Chả nghe được cái gì. Anh té con mẹ đi. Cho ai đủ 4 khẩu súng mà hứa luôn. Cái gì có 4 khẩu. 4 khẩu súng này đéo đồ cho ấy khác ấy. Anh bảo cái mình ghét lên trí ơi. Ôi. Đúng rồi, lên trí ra mấy cái nhà, em thỏ ra mấy cái nhà khác ấy, bọn em vào meta cho. Ê. Cô liên mà lồn địt mẹ bác hùn. Đang giờ chiều đây. Toàn gọi anh bay trận cơ. Trên cao nhà anh. Chủ từ chiều rồi, đéo thấy đâu. Anh còn nhìn thấy xe từ trước cơ. Đây là Viking rồi. Em đang đứng có mẹ hình rồi. Anh thích quá. Đi. Đã quá. Đi. Ý ơi, hôm nay lên top 10 được không Chí? No. Được. Tí nữa nốt game này. No. Anh ra anh mua hộp mì anh what ăn. What the fuck? Đã ăn mì. Sao rồi, em kẹt rồi. Bắt đầu vui rồi. Vui rồi. Nhà vui rồi anh ơi. Sao? Cho đứng dậy cái. Cho đứng dậy cái. Nhảy vào cái khe đúng không? Ừ. Hỏi lên. Lát rồi, để anh bắn này cho. Thôi, đừng, 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 lên được, lên được, lên được. Tuổi gì? Thế phải gãy gãy chân ạ. Chân thì vào đây anh cho cái first aid. Được được được. Gãy chân cho nước thôi. Cộng cộng 1 respect. Gãy chân cho nước thôi, đừng cho first aid. Chuyện vượt của ông à? Chuyện của ông. Dê 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 ra bắn nhau. Sao 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 sao. Cái lộn gì? Sao sao sao. Ra đây ra đây. Cái gì tại biết sao cho mầm bây giờ. Ra đây ra đây. Ơ, anh lướt hết tầm 1 giờ kia. Ờ, anh xong con mẹ rồi. Anh bảo anh bị lag mà, em không hiểu ạ. Ôi. Gì ơi. Anh có F12K giảm thanh này. Lố ái. Thật á, lố ái lố. Anh có khoảng 14 rồi ấy. Ôi, khoảng. Thế rồi, em có mẹ Hoàng Kim Giáp. Ôi, chặn cầu xin ơi. Ý, chết à. Cô kêu dùng đi. Đấy, em có long bào áo choàng này. Phi phong cấp 1. Kiếm súng trận cầu em ơi. Kim loot chest tầng 2 đúng không? Ê. Được lại đi, được lại. Đấy, bên ra thế. Anh loot tầng 2 cho Kim. Ờ em, 8. User joined your channel. Ủa? Hello. Ai đấy? Ê, Phi nào? Ê. Ê, Phi. Ơ, có khẩu M4 xịn ra quân này. Hay. Em ở đâu? Có chứ, có chứ. Kim khẩu M4 xịn đấy. Không, không. Giam 2 này, giam 2 này. Ê, please. Đâu, bước đồng khẩu ra. Ôi, ông này 2 khẩu M4 xịn luôn ạ. Cẩn thận đấy. Có ngắm không? Đấy, anh em chơi game hay vãi. Ai giọng giọng của ai ấy nhở? Khi nào? Nào, ai nghe quen ấy nhở? Anh chào Kim, anh chào Kim. Ừ, Kim chào anh. Nghe giọng cam em ấy lột. Em chào ông. Chào ba rồi. Nào, ai bánh mì bơ chảy không nào? Xin thể nào? Không. No thank you. Ơ, có ngắm ghẻ không Kim? Không, anh có mỗi ít muốn thôi bé. Thôi, ra mấy nhà lúc dạo. Lúc dạo ấy, bây giờ chỉ cần ngắm ghẻ thôi, tí anh em xấy xe mà. Còn xa lắm đâu, sợ gì. Ở đâu cơ? Chạy cầu cái chỗ Úc của anh em ấy, cái chỗ Úc đấy. Đéo sợ xa à? Không. Đéo. Lúc xong rồi đi. Chắc có đấy vui 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 mà.
Mình có rất nhiều phớt e nè, mình có nhiều phớt e nè. Phớt e là cái gì á? Phớt. Chỗ này là ai loot đấy? Bên thỏ loot ở bên thỏ. Ôi. Đéo gì đây? Cẩn thận. Ơi, đợi 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 đợi. Chết là chết, anh tới đây. Chết đó. Con mẹ. Kìa. Tình nó à? Ờ, đi mình là thằng ấy đi lẻ, khó đẻ ấy. Nó đi luôn à, nó đi luôn à? Không, 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 không. Nó có độ. Mẹ, đi lẻ khó đẻ ngay. Kéo chào ai lại còn bôi nước vào người tao, thằng chó này. Anh. Đấy, chứ phải được không? Đi lẻ. Đi lẻ. Ông ơi. Đi lẻ khó đẻ rồi, chết rồi. Con mẹ đồ ở đâu anh ơi, sợ quá. Trời ơi, sợ quá nhỉ. Đây mà, nhà đã lút đâu. Con này. Tui gì. Cover. I need cover back up. Chạy. Ở cạnh em mà. Chạy. Xe á, có cái xe máy á. Lấy xe máy chủ ơi. Sợ quá. Bà nó chắc trong nhà máy rồi, bao nhiêu nhà máy. Anh cũng nghĩ là nó đang ở trong nhà máy. Là kỳ kỳ thôi. Ôi tè tè ở đây em sợ quá. Bé thỏ lúc này, bé thỏ sao không nói gì ạ, sao lúc đầu đồ ngon rồi. Bé ơi. Anh nhìn cầm khẩu K98. Bé thỏ AFK. Bé ơi, thỏ bói chịu rồi. Bé thỏ AFK rồi. Bắn FK không xin. Ôi đây, anh nhìn thấy một cái Kia Morning. Bên thỏ oh, phân hết ạ. Bên thỏ AFK anh em. Bên thỏ AFK no. Đây rồi, tỉnh rồi. Xiên luôn. Đây, ở đây có cái Kia Morning hả? Có giáp hạ, có ba lô 2 chưa? Ba lô 3 anh em, em giết thằng kia ba lô 3. Ờ, nhưng mà ra đây anh em lấy cái Kia Morning. Được. Ai bắn SKS không? Ai bắn SKS không? Bên thỏ ra anh em đi xe. Trời ơi, tụt kinh quá, 40 rùi. Em có cái anh về tay cầm không? Em chưa. Cho em tay cầm tam giác không? Ờ đây. Mày anh thỏ. Em mai lấy đồ không ra đây đi, full ba lô rồi. Bên thỏ có giảm thanh kìa. Đi. Vòng, sắp đuổi. Nhặt nhiều đạn 5 về đây nhá. Thế chí. Nếu có đạn 5 có đạn 7 thôi. Bên thỏ mạnh. Ờ, bên thỏ. Bên thỏ cứ đơ ạ, đi có vẻ đi phải lồn ạ. Xia ơi. Đi rồi đây. Đi, ra đón cái nào. Mày hỏi điều nói gì cơ. Mày hỏi đi con mẹ luôn. Ê, Kim ơi, lút cho ai đây. Lút đây để em đón chí. Ờ, đi. Ờ, chỗ ai lút rồi con đây. Mày lút rồi hả? Ờ. Em sợ nó vào viết lên chí ấy, chí đâu rồi. Ở đâu, chỗ đây anh lút đi chứ. Dạ. Bảo chứ. Phải hết căn này. Đây, ra đây, xong rồi hết rồi. Ekes này. Anh đâu? Đây, anh đây, ở đấy. Ơ, gì ấy? Nhiều ngắm thương vào cho bọn em nhá. Đây. Cho anh ngắm thương cái. Ekes này. Đã quân ra đây lấy x4. Cả cái báng. À, anh cũng có ngắm thường. Tại băng đạn là đen này. Hết. Có ngắm không? Mẹ không. Đi thôi. Từ, wait. Thôi rồi. Không thu. Cái xe anh em. Xe này là ai? Xe này em béo rồi. Cứ đi, thu chúng ta đây tí. Ơ, ở đây rồi. Kim ơi, đi thôi. Lên chặn cầu à? Ờ. Chặn cái lồn thế, chặn ở đâu? Cầu nào? Cầu vừa lấy á? Cầu này á? Ờ. Ờ, đi đi mẹ. Ngắm bên ten sang ghế nhỏ đi bên ten cho đỡ lật xe. Ten sao không nói gì ấy? Không nghe. Các mic học đơ con mẹ rồi. Thì vậy sao mà im con mẹ đi, con mẹ cái gì đấy. Nếu mà nói xong rồi thì im con mẹ đi. Khó nghe mấy thỏ. Ơ, có con ta xe gì á? Bên thỏ ơi, anh
Mấy thôi em bảo nếu mà cái mặt của anh ấy mà nói cái giọng đấy thật ngoài đời ấy thì hay. Thì hay vãi luôn. Tao hỏng thật mà. Vãi luôn. Đang ấy quá rồi. Giọng nghe trong mệt đó. Cực mệt. Pin máy ở nhà sẽ khắc lùn đồng rác. Pin máy ở nhà bây giờ khắc lùn đồng rác nghe rồi. Lôi máy ở trên này về đi. Không thì phải ít nhất phải lên đây thu thuế mấy ông này. Lên cầm xanh thu thuế. Ai cũng thích dùng máy của anh ấy bên thỏ. Có mỗi em mà đéo thích ngồi thôi. Anh bắt được mà 5.000 lượt thôi. Em biết bắt mà. Không chỉ mang lên được rác. Cái bát đấy của anh đéo ai biết đấy. À bọn em đổi bát rồi, bọn em để bát là hà tiêu kim. Vãi luôn. Đổi bát là yêu uyên. Không à gì bát ngồi thì mẹ ơi. Mẹ ở nhà mình cũng con lừa 43. Thôi con lấy macro mà. Không nhưng con này là của đây thôi. Đà, điệp cụ đó. Điệp cụ đó. Đâu đấy, macro thích đấy. Đi đại hệ điện à? Từ 43 của Razer. Mẹ 3 lít. Thế thôi. Bạn tàu vãi. Vào lúc nhà này đi. Nó sang luôn ạ. Lên đây nó vừa á. Cứu gì nữa. Tí này, bây giờ đây. Anh nghĩa bây giờ có một cuộc trao đổi. Sao anh đưa cho em X4 và đi mẹ cái đạn súng này. Em đưa cho anh mượn cái giặt anh một lúc. Em ăn cái gì là được. Let's go anh em, let's go. X4. Mẹ cái đợi con này. Để của em ơi. Đưa cái ngắm của em ơi. Em làm gì có ngắm. Đéo có một cái nét đốt hay cái lồn gì á? Anh đéo có luôn. Thì bắn nó thẳng vào xe thôi. Bắn gần mà không phải lo. Ê có ai thừa cái nét đốt hay cái gì không? Không có mỗi cái. Thế anh cho em một cái ngoài nhé. 5 sớm lít. Bãi lều. Đéo. Thôi thì anh em riêng. Anh em bắn vào xe chú nó nổ là anh em có đồ ấy mà. Thì mẹ chen chúc ạ. Không phải thừa mấy thằng ngu ấy. Ok xuống dưới ạ. Cục vãi. Tông Ben 10 đồ giống mình nhở. Em mặc đồ đôi. Anh em chụp đầu vào nhau. À, để em bỏ. Vãi luôn. Em có này, em có phi không này. À, áo choàng phi không. Không, cục vãi, vứt luôn quần áo. Mà có cái áo choàng nhìn ghét quá. Trông biến thái với lều ấy thề. Cái tâm rùi là bắt cũng được. Không sao. M4 bắn tâm rùi được mà. Quên thế, địt con mẹ. Phải nghe giọng có chịu ấy lèo cái tí. Không nhưng mà cái tưởng Hảo. Tượng cái giọng đấy mà mặt Ben thỏ thì nói rất là hợp, công nhận luôn. Thích hả? Nhưng mà ví dụ mà to như thằng Phốc ấy mà bắn cái giọng đấy thì ghét vãi luôn. Cây đám. Mày đang nghe là đau chứ. Kiểu chơi ông Quang để giải trí à? Hả? Đúng kiểu nó chơi ông Quang để. Ghét vãi luôn. Cái lồn thì mà cứ rô rắc luôn đấy. Có xe bên hướng cây xăng hướng NE30. Đi qua. Đi qua cầu. Nam lên. Kiểu gì chúng nó phải đi qua cái cầu này đúng không? Kiểu gì cũng phải đi qua cầu này. Vậy chắc chắn luôn. Biết à, đi qua cầu rô rắc. Đúng. Thế mẹ cầu ấy hiếm khi chúng nó đi lắm. Tại vì đi qua bao nhiêu nhà nó sấy cho tụt lồn. Cầu ấy chắc gì có hàng đi. Ở rốt lốc rồi đi qua luôn. Mẹ như thằng biến thái đùa mặc cái áo choàng. Thì mẹ đi đôi giày. Thái thì làm sao đi mẹ trong cái lobby này đã có bằng 2 thằng BD không mẹ rồi. 3 thằng chứ. Em xin thỏ với cả Ben thỏ. BD hết mà. Căng. Hỏi Ben thỏ xem cưới Linh Xù thì cái gì. Em giấu rồi. Đúng rồi. Nhưng mà Ben thỏ ơi, nếu mà nhà mà như ấy thì 3 năm tới là không được cưới đúng không? Biết à. Chạy đi qua đó. Anh cũng đó. Ai bảo thế, mất nhà có người mất gì. Ờ không đúng mà. Rồi, phải 3 năm chuẩn mẹ yeah. Rồi. Đâu, điên à, ngày xưa ông ngoại em mất ấy. Anh trai em của 1-2 tuần sau là lấy luôn, chả sao. Ngoại. Bà nhưng mà không bên là bên em với ngoại bên nội. Ngoại. Quả
ngoại, sợ bên nội chứ. Không được mặc váy cô dâu thôi, áo dài thôi. Bên thổ chắc lùn mặc được. Chứ nó nhìn anh bay đi, chứ được có 1m6 lơ lửng này. Bên thổ làm cưới, làm chú rể vẫn mặc áo phông quần đùi thì vãi luôn thua. Đi cái con được, đi cái Z Cross nữa. Ờ đi cái Z Cross nữa thua. Vâng, bé thỏ ấy thì ra em đi bê chăn. Ờ cho người đít, cho người đít, cho người đít. Cho người đít, người đít bê chăn. Thôi cho lên lên đi bê chăn. Nhưng mà bọn em bê chăn bọn em vẫn lấy tiền mà, có phải free đâu mà hay. Thế thôi, không cả đâu, anh điểm người bê chăn, anh tự bê luôn. Cho kệ. Tự bê luôn đi các bạn. Anh nó là con chó. Go go. Đéo ai chạy nhờ. Một cười vãi luôn. Thế đâu, chạy con mẹ chúng mày lừa. Ít mẹ, Lê Chí lừa. Đéo ai đấy. Lê Chí ít mẹ mẹ. Đi luôn, Lê Chí nào. Bằng tay ở đây mà đéo ai. Anh ăn đạn chắc luôn. Mà hôm qua bọn em ở đây giết 3 team liền. Ơ đi con mẹ. Hôm qua là chuyện hôm qua. Ăn mày quá khứ à. Thôi đừng đấm mất máu đi mẹ. Mình có chảo đấy. Ơ nằm đéo đập được chảo à? Thôi đừng đập, phẹ. Đập mà đi cái là. Đây rồi, đây rồi. Đâu? Từ nằm xuống. Đéo đi qua đây ạ, thịt phẹ. Đâu. Ê đây, đéo đi qua đây rồi. Đấy, trời ơi, xe tỏ đi cầu kia. Bỏ cho ai gu đi cầu kia, chết mẹ chúng mày. Quẹ đi, đi cầu này thì sống thịt mẹ. Quẹ đi. Ở cầu kia đang bắn nhau à? Ừ, quẹ đi anh em. Quay đi, believe. No, why? Anh nó nhìn thấy hai cái xe của chúng mày. Nhìn đéo được. Cất chào anh cả. Kinh vãi lồn kìa. Cãi luôn. Đến mẹ chắc chúng nó chết nhiều, chúng có biết rồi đi mẹ. Vãi lồn. Đâu. Học về. Lên cầu bắn mày bắn nhá, lên cầu mày bắn nhá. Để là thứ hai lên cầu bắn. Rồi, bắn đây anh em. Bắn lên. Rồi, hai nắm rồi. Rồi, ba nắm. Hello. Chuyên ngành cơ động 1-1 đây rồi. Bố mày xin. Bốn kim luôn, kim ơi. Con mẹ. Đeo ngắm à. Kim ơi. Máu đây, nhiều máu nước các mày. Máu á. Hay rồi, kịp mẹ. Hello. Alo, chưa alo. Chưa alo. Đá đúng kia con ơi. N15. Chạm xăng hay sao ấy? Đúng rồi, N15 mà. Em thấy đó này. Máu nước này. Đá kìa, đá hướng 15 nơi kìa. Để đứng lên, bắn chết thơ. Đấy, N15 à. SKS này. Đầy súng đi con mẹ, đây còn hai xác nữa đầy máu này, ra nhặt đi này. Nhặt đi. Em có 2 medkit 4 cho hết rồi, thiếu gì nữa. Nước nôi không? Lấy nước nôi không? Có, lấy đi, dồn đi. Rồi đây. Tụi mẹ phun mẹ ba lô rồi. Này ra chia này. Địt mẹ, chó ghẻ, chết đi. Ra chia này. Thảo bắn em ơi. Con mẹ. Anh. Em bắn chết con mẹ rồi, bắn cái lôn đi. Nước này, Ben ở dưới chân. Địt mẹ. Đây, đưa đây. Chó kẻ bé thỏ. Anh có răng ít quá. Hết, địt mẹ. Máu không lấy bắn hết rồi, à phớt đeo. Có anh em mình lấy máu thôi. Có con cáo này. Hả? Ra anh đưa. Đấy, em vào trong vòng em tìm sang kia đó. Có anh bảo cái nhà trước mặt đấy. Nhà trước mặt, nhà 15, nhà hướng đầu là có người đấy. Thằng chó kia đâu rồi? Ở đây rồi, mẹ. Hàng về chắc là X8 với cả SKS đây rồi. Chuẩn luôn, chó ghẻ. Ra anh cho máu này bé. Thôi được ạ, ai bắn đạn mồ đâu. Ra anh. Được. Cái này lên đây. Tao muốn cứ ra ngoài. Lấy ô tô đi à hay là chạy bộ đấy? Chặt đấy ra ấy. Ở đấy là quân. Là gì ấy? Anh lấy ô tô nhá. Một make kit à? 4 binh 1 make kit thôi. Chặt đi. Có cần nước không? Nước không em? Nước có.
mật mà anh nhiều máu đấy. Anh có mỗi một bình thôi. Ờ anh nhiều quá. Đây ô tô phi ra này. Có X4 này, X4 ai rồi không? Có rồi. Ai lấy X4 không? Anh. À cứ tao này. Có X8 à, AK à. Anh cũng chỉ thích bán một khẩu súng thôi. Lên xe anh em ơi, đi thôi. Nhanh, let's go. Yêu, trong vòng rồi yêu. Mẹ trong vòng đéo thì đừng tẩy chết à. Vào cái nhà đỏ chiếm, đi chiếm nhà. Chiếm nhà hay lên núi đái bây giờ nó. Lên núi móc con sấp mặt lờ, chiếm nhà bán cho dễ. Đi công nhà ấy. Gọn ra nhá. 35 đứa ấy. Bên trái có, nhà vệ sinh có, lách ra bên phải đây. Đấy, cái khu nhà ở dưới có, cái khu nhà mà một tầng ấy, có cái thanh sắt xung quanh. Khu này cũng có, khu này chắc chắn có, không phải nói nhiều. Khu này chắc chắn có. Lên núi được. Lên núi đó bắn nhau, hướng nơ bắn nhau. Hướng nơ bắn nhau. Em nhìn thấy mà, sao đeo bắn? Sao lại dừng ở đây, nhà bắn chết sắp bắn được. Nhà bắn được chưa? Bắn được. Đây rồi, dừng, xuống đây này, đây con này. Đây chỉ ngu thật. Lồn, bảo vào nhà, bảo lên núi thì nãy đéo lên. Vào nhà xong lại vòng lên núi, mệt vãi. Anh em. Ơ, trên núi, có người trên núi. Nhà bắn em. Nhà đang bắn em. Có nhìn thấy không? Không, chưa nhìn thấy, 675. Đấy, trên vách đá đấy. Chạy không, nhà nó bắn sấp mặt lờ, lúc em vừa bị nhà bắn mấy viên. Đây, đứng đây anh em mình cầu ở trên đây núi này, trước à. 675 trên núi này, có mà. Cái trên đầu ấy. Kìa, trên đầu kìa, đấy. Nó A1. Đợi, anh em trượt. Ô. Hai thỏ ơi. Ôi, hai. Bẹ, cái thỏ đúng là nhanh như thỏ, rồi cắn trộm ngay. Đấy, còn một thằng đấy. Đâu. Cốc cây trước mặt. Chết luôn. Thịt mẹ mày, đừng. Jeep, mạnh đẹp trai đã giết Lucky K98 này anh em, phải luôn. Đây chỉ có cái gì không ấy? Có máu me các thứ. Đấy vừa nhặt thêm 5 cái phớt e ở. Em bắn đâu ấy? Có 9 cái phớt e tất cả. Nhà bắn lên. Nhà bắn lên đấy. Mẹ. Con mẹ mà cái thằng này anh phải cho nó một viên mới được. Nhiều quá. Mr. Green Z kìa, sợ vãi luôn. Không phải đâu. Không phải. Green được một chữ Z thôi. Trong nhà cái cửa sổ. Rồi, hai thằng rồi, hai nhà. Đấy, kịp. Đấy. Bắn vào đá. Đứng lên. Hai nhà. Nó không nhìn được anh. Alo, bên thỏ nói hết rồi. Mẹ mày dính yếu rồi. Bọn đấy không có ngắm à? Có, ngắm 4. Không, ý anh là ấy cơ, súng ngắm. Thì mẹ nhiều quá. Ơi. Ơ người ta nhảy xuống làm gì cơ? Đi mẹ mày luôn. Anh em đang ngoài bon nha. Thế rồi. Đi bên trái xuống có vẻ an toàn hơn nữa. Tại đi bên trái đang bon nhỏ mà. Anh còn cái gì nữa không ấy? Anh còn cái gì nữa không? Nước nôi không biết nhặt chưa? Em nhặt xong hết rồi. Chỉ có máu hết rồi. Rồi ok. Máu với nước nôi hết rồi. Không có giảm thanh nhặt gì đâu. Rồi, hướng nơ có ống độ ấy. Hướng nơ có ống độ, chứ hiểu. Chạy lên trên này đi, Trong vòng ngoài đẹp vãi, đá này. Đái vào đầu nhà kia được ấy. Đấy, địt mẹ. Ây rồi. Lô nó ngoài nhảy sập bây giờ. Đánh dấu nhà tập luôn này. Thế lộn nó được. Đánh dấu nhà luôn đấy, màu đỏ chứ. Nó chia ra hai đội hai nhà. Hướng bên phải hướng nữa lưu vẫn thấy bắn nhau mà. Ba mấy kia không có gì á? Ờ, không có gì, hiểu. Tên như thật. Mau anh em bị thằng lộn trong nhà móc đít ạ. Lối tổ sư đang lên. Bên thỏ có nhiều nết không? Cho em mấy quả nết. Chưa, bắn phát đâu. Ăn có một bài. Cho em quả nết thì em trả. Xin thỏ cửa sổ ngang kìa. Cửa sổ bên ngang xin thỏ ơi.
Cửa sổ kia đấy, cửa sổ đấy đúng rồi, vừa thấy có thằng đấy. Nó lock hai bên mà. Một thằng nhà bên này, một thằng nhà bên trái nữa là đây à. Ờ kia 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 kia. Ôi tưởng K98 thì mẹ. K đấy. Nó có K, nó có K. Đi. Còn nữa đi có. Em có xe đúng không? Ủa thằng này dưới đây không có một cái lồn gì luôn này. Đấy anh em chạy chạy theo hướng ấy đầy cây mà. Ờ chạy hướng W kìa. Cái thỏ nhưng mà hướng cái thỏ chạy qua bọn nhà. Anh em chạy thẳng hướng này không đéo này không có bọn nhà này. Ờ đừng đừng. Nhưng mà bên chạy đấy có một đấy, đấy chạy bên phải đấy. Chạy bên đấy ngon hơn. Chạy bên L ngon hơn bởi vì bên đấy nhiều cây, đội thì đội chứ. Trên trên núi có kìa, trên núi có kìa. Núi có đội mà, sợ không chạy được qua bên đấy. Kéo về đây này. Ok, dưới đường này qua đây. Hướng. Ờ 225. Kệ đấy, kệ đấy, kệ đấy, chạy chạy chạy. Chạy chạy. Ôi, cả đội nhà chạy trước đi, chạy trước đi. Chạy trước kiếm kiếm view đẹp cái là quay lên chổng đít rồi bọn ở trên núi chạy xuống là xong. Chạy đi, chạy đi hai người kia. Em mua mua em hỏng rồi. Đây. Đi em ơi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chạy vào kiếm view đẹp trước thì mẹ chỉ được đái về đâu đúng không? Nếu như thấy đội nhà chạy đâu. Kia 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 xin được. Ơ, qua đây chẳng vào đây, chẳng vào đây bên phải ấy, bên phải ấy. Em chạy lên cái đá đi, rồi nhìn thấy một cái cây trước mặt không? Ờ. Có à? Có, có. Đây là cây ở đây rồi. Hướng nào? Đấy kia 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 kia. Ơ, đấy nhá, đấy nhá, nhìn thẳng hướng anh không? Thẳng này. Đây, hướng anh thẳng, cái cây màu xanh. Lùi một viên vào đầu viên rồi không đâu. Ngay gần đó. Không, trái trái. Trái 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 đấy đúng rồi, cây trước mặt. Đấy, đúng rồi, cây bên trên. Đấy, đứng từ hướng anh nhìn thẳng đấy, cây đấy đúng rồi. Dưới 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 đây. Ôi, nằm rồi, nằm rồi. Ê, bắn này, bắn này, bắn. Rồi bắn. Ok, ok, ok. Chơi bắn đấy. Chạy dần, chạy dần vô đấy. Chạy thẳng xuống cái hướng 225 này. Nhảy con mẹ xuống đá luôn đấy. Đéo chết được đâu. Rồi. Thì phải ăn bố với cái lồn, ăn được rồi bố mày. Mặt kia, thả mặt kia. Một viên rồi. Cây hướng eo lưu. Bỏ qua thằng đấy luôn đấy đỏ. Đá kia, đá kia. Bú một chắc là đá, bú một chắc là. Cái phải có đội ở bãi rồi. Chưa vào bo kìa ấy, chưa vào bo kìa Kim. Bên phải có đội anh ơi. Ăn máu đi bên đây. Hai viên. Đá hai thằng. Ở đây có một đội nữa này. Xe đằng sau à? Xe đằng sau kìa. Cái gì anh? Đây đây, vật kít, vật kít. Vật kít là ai? Kìa 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 bò ra kìa. Bò. Địt mẹ. Cứu được ạ, địt mẹ mày. Bên phải mình một đội nhá. Đấy con chết con mẹ rồi. Anh bảo cờ liên cái bọn trong trong thẳng mặt đấy. Đá hứng eo lưu một. Đã hứa eo lưu một nữa, móc phải móc. Vào vòng trước đấy. Ơ, chạy ngược bo kìa. Ngay gần này. Đá trước mặt đấy, đá trước mặt có người đấy. Trước mặt em hả? Ờ, đá trước mặt đấy, viên đá đấy. Kê đá cho em để em công. Bên phải, bên phải. Bên phải, bên phải, gốc cây bên phải. Bò bò vào trong bò đi, bò vào trong bò đi. Đừng bò ra đấy đúng rồi. Nó trong bò rồi thì con mẹ nó chứ. Đó. Thịt mẹ thằng bé thỏ. Anh em đâu rồi? Chết rồi. Thịt mẹ thằng bé thỏ. Cây bên phải rồi, có đi không? Ở đây rồi. Bò đến, bò đến, bò đến, bò đến. Bên đây. Vãi luôn, sấy AK vãi luôn. Thịt mẹ bố mới đéo bao giờ sấy AK là như thế. Ờ. Từ hướng hướng con 3, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Con mẹ em là kiếm báo là đá. Ai bảo đá.
Xin thỏ vào đá. Tùng TT đang về quê anh em nhé. Bà bên trái của em té rồi. À, thứ năm Tùng TT về lên cơ. Thế nên anh em cứ từ 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 từ. Đi cụ được mét thỏ. Đá 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 đá. Đi. Thẳng mặt anh đi mét thỏ. Chết rồi. Nhưng mà anh thấy Tùng giáo là mắng con sao. Ờ đi không phải. Ở lồn đâu ấy. Quân ơi, bên trái sao ấy. Thằng ở đá lúc đấy đúng rồi. Có cái trái nó bò trái rồi. Đúng rồi, thấy đi. Chết rồi. Thằng bóng không chịu anh vậy? Tôi anh em. Có ra quân cứu được á. Cứu được cả báo chạy luôn. Cứu được mà. Đấy có thằng này, địt mẹ. Nó như thế mà. Mày đéo có bắn không? Đá hướng 345. Cái lồn bò mất dậy thế. Máu nhá, máu ấy, máu ấy. Có mấy kit luôn mà. Ông có mấy kit luôn mà. Bách đi xin, bách đi xin, bách đi. Không phải nóng đâu. 30 giây, 30 giây. Cắn nước luôn đấy. Có nước cắn đấy. Hay gốc cây dưới chân đồi có này. Đúng rồi. Ngoài vòng. Cái chó mà đá dưới chân có này. Có phải ấy. Một thằng gần quân nhá. Chắc chắn. Đấy, tiếng không? À, đá cái đá cho em được. Cứ nằm xuống cứ ngồi đấy, cứ ngồi im mày đừng đừng nhà bên đá đấy. Nó nhìn thấy đấy. Phải giết được thằng đấy. Không kịp mày đéo chạy luôn. Nó biết mày đây sao. Kìa, bên thỏ kìa. Ơi, thế là đéo nốc kìa. Một thằng gốc cây, một thằng gốc cây, một thằng gốc cây bên trái. Trái, trái, trái. Đây, 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 trước mặt, cây trước mặt. Cây cây có đế kìa, đấy, 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 kia, kia. Bên kia đằng sau. Đấy. Đấy, cái đế, cái đế cây. Đấy, 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 chỗ cái đế đấy. 2v1, 2v1, 2v1. Kìa trước mặt kìa. Thằng mặt kìa. 22, 2 thằng, 22. 22. 23, 23. Em 23. Có. Có quá. Tôi tưởng nó đẹp quá. Trong bò luôn. Tối nào không chết làm sao được, sống cái lồn được khỏi đấy đi mẹ. Tất cả hôm nào chẳng tối mai cả stu cả team đi ngồi trong bò nhậu nhẹt. Ok ok. Thế giờ che cái map lại kiểu gì? Che cái map nào? Chú bảo đá đá map thế là ai đá? Không biết sợ sợ đá map là không, có mấy ông phải lo. Phải lo. Mà đá đá mắt làm sao được, đá, mình cũng có đông người xem đéo đâu mà đá, hiểu chưa? Mấy cả đá đá sao được, tăng ra trở delay đúng không? Delay 15 giây thôi. Nhưng mà thực ra là mình rất ít người xem. Không phải là nghìn người xem đâu mà sợ đá mắt. Đen vãi lồn. Đen đéo gì hai thằng kia bắn kém thật, thì phải để chứ. Còn có hai thằng sống. Kim cho chết sớm đấy. Thì phải chạy ra clear với các ông ấy. Em chạy trước thì các ông ấy clear được cái đoạn đá đấy chứ. Không thì đứng cùng nhau để ăn cứt à? Mày tên bắn kém vãi lồn. Không phải, quả đấy có ông nào ông báo là đá ấy, xong rồi nó ở cái cây bên phải em. Em báo là đá, em rõ ràng nhìn vào một thằng đá, xong rồi em chạy xuống em cứ đây bên phải rồi. Thằng đấy là nó lại ở cây. Nó đi chỗ khác. Thằng bên tên bắn kém vãi luôn. Vẫn đều vào man thôi. Gọi bác Hùn đi anh ơi. Tại gọi bác Hùn à, vào bác Hùn. Thằng bên anh em hạn chế khoảng thời gian như thế nào. Bên tên đi bác Hùn. Đi lấy cưng. Thì mẹ đừng bảo lại đang dở trận lò lò. Lên rồi, được tí em tắt đã. Như hết trận rồi, thuộc mà. Nhìn này. Lấy giờ lắc qua được game, vẫn để đấy ạ. Như kiểu đi chợ. Máy mày có thể bật mày xem được mà. Cháu cho xem nào. Có gì ạ? Cái cung ấy. Mà thằng mày xảy AK kinh vãi luôn. Khóa ca, tao đéo bao giờ tao sấy được kiểu đấy. Tao sấy được cái kiểu địt mẹ mày. Nó sấy như kiểu trong CSGO ạ. Quá luôn. Tao sấy nhưng mà tao cũng không được kiểu nó vẫn giật đi. Sao nó ngó là không thấy đâu rồi anh nhỉ? Không thấy gì? Cái gì? Sửa cam á. Cam gì? Ờ đúng rồi, lúc ấy hình như quên không chuyển cam. Ý, ngồi đi. Ai? Tao rõ ràng có chuyển vào nhỉ? Có. Bên kia xem bình thường mà. Chỉ là đây là cái lúc thỉnh thoảng chuyển sang màn hình game anh ơi này. Ơ anh thử truyền, anh thử tua lại em có không? Có. Vừa rồi nghĩa là đoạn cuối thôi. Đoạn cuối á? Cuối có ai bấm không nhỉ? Không biết mày vừa mới đổi sang màn này nhưng mà nó muốn nhìn cho màn hình game rồi chưa? Lại lại rồi, trong lúc chờ đợi. Thử tua lại cái này biết ngay à? Đó vừa kết thúc, cần gì? Mẹ tao xem bên kia suốt rồi. Tao ngồi kia tao vừa họp vừa xem mày bắn mà. Đang họp à? Vừa lại họp xong. Lát con mẹ luôn ạ. Anh yêu anh em nhất con mẹ. Có nhì được rồi. Tại thằng men thỏ bắn kém mà. Nhì thôi. Không, vừa mình vừa phải họp nên không chơi.
Cái này cũng phải có mấy... Ông ấy chỉ thần chết quả rất là ngu ngốc đấy. Tí nữa cũng phải ra kia xem lại mấy cái demo hôm trước chúng mày bắn xem thế nào đã. À nhưng mà mấy cái bút boom thì mẹ đau để mua về cứ đéo lưu được. Bọn mày cứ tập đi rồi tao đứng xem. Lỗi, tự nhiên bị chuyển sang C-cam á. Có bấm gì đâu nhỉ? Bấm số đã chuyển nhá, 1, 2, 3 là chuyển C. Lỗi em không bấm gì mà tự nhiên... Tay mày ra mồ hôi à? Ờ đúng rồi. Không đấy, đây là nước ấy. Để biết như Tùng VT đâu. Tùng VT nhiều lắm. Tùng VT này đúng không? Cũng nhiều trước cơ thì cơ mẹ là Tùng VT nó ngồi ở cái bàn mà. Cái bàn bình luận ấy. Cùng với cả tao với Hoa Bôn thì để tay này thì phải tí vất lúc xấu như kiểu là thì... Em cũng bị mà không nhiều lắm. Giờ mồ hôi tay. Có nhớ ít. Còn anh chưa ready. Kiểu... À chưa ready làm ăn chán thế nhỉ. Tắc chắc nhờ. Ý thức kém thật. Không chấp nhận nhỉ. Vãi lộn. Mỗi chơi game thôi phải đeo sâu. Vãi lộn. Thì xin bỏ bắn vừa vừa vậy nhá. Bắn kém quá anh em đeo gánh ở đâu. À quên nhầm Ben Ten. Thế nào à? Kém quá tự giác ảo. Kém quá ảo rồi. Sao nói ảo? Đi lấy cơm. Nó bảo đi ăn 1 phút mà. Nó bảo đi lấy cơm với cả máy ở nhà không chơi được. Đổ tại máy nhà, không hiểu. Bảo giỏi lên studio mà chơi. Lúc còn 9 người. Còn 9 người á, chắc là... Tao nick mày nhiều tiền ấy, Quân. Chắc ấn nhầm bằng số rồi. Hồi trước nick tao bảo hơn 100 nghìn cơ, tao mua hết hòm tao bán, lấy đồ rồi. Wow. Tao kể nhiều ấy. 100 nghìn tiền trong này à? Phải luôn. Cái đợt mua hòm mới để bán ra tiền ấy. Bán được bao nhiêu hòm? Được mười mấy đô. Xong tao mở hết toàn chat. Phải luôn, đấy bộ 3 ăn phốt kìa. Bằng con mẹ tiền mua game luôn. Phốt gì ấy? Chửi đít mẹ ấy. Macro á? Không, chửi ấy, chửi người chơi. Bắn ngu các thứ kiểu đấy. Thôi anh em đừng xem, đi ban cho thì xin lỗi. Người ta bắn hay người ta có quyền. Hay hiếc đéo gì. Xem gì? Anh em bắn toàn sấy. Thôi thằng Macro, chấp. Anh em bắn toàn sấy, có rồi táp đâu mà Macro bắn không. Tao anh không dùng thì vẫn mặc tóc. Tao chả, tao ít tao, tao chỉ sấy thôi. Kéo tâm. Tao là single, đéo rồi bắn auto. Tao có để auto. Trừ khối khẩu M16 thì bắn single. Bắn single. Rồi, biết tao bao giờ tiếp à? Tới. Đông đấy, địch mẹ. Đang sang bên khu này rộng hơn, nó rộng hơn trên bản thân thử. Khu nào? Cái nhà máy ấy. Tao đéo quên mặt cái địa hình đấy. Ờ thế cũng được, mà đấy, mà đỏ đấy. Nãy top 2 anh em ạ. Nãy top 2. Nãy thằng Ben Ten bằng cười quá. Ben Ten nãy top tốt tí rồi là thằng rồi. Ben Ten vừa giải thích là hai thằng nào hơi yếu. Clear mấy thằng rồi. Chết. Ê. Bim. Lại như vừa lấy nhá. Ôi thằng là Bác Hùn thay ai đấy? Ôi thay Ben Thỏ có việc. Bác Hùn đây. Mày sang mấy cái nhà bên cạnh ấy, cả Lê Chí đó. Để anh cả thằng Quân vào đây không? Cái nhà là cái nhà đó, vào mấy cái nhà bên cạnh ấy. Rồi, ok. Mà em lại điều lớn ở nhà. Đây có anh mà em lo lồn đi. Được. Một team nhà máy nhá. Được rồi, anh em lúc xong ngoài thì anh em công nhà máy. Một team nhà ngoài đó, cạnh nhà Bác Hùn ấy. Cạnh Bác Hùn đây. Tôi thấy rồi. Chú anh ngoài không? Chú anh ngoài không? Được luôn. Được luôn ạ. Mày chưa biết này. Anh biết cái trò vật tắp lên được. Em luôn đây. Ngon. Em muốn luôn ạ. Hạnh phúc quá. Ngon vãi lồn. Hạnh phúc quá. Nhớ chú sao cover em nhá chú. Em có. Đây mẹ Ben giờ đang chạy vào nhà cover cặp gì tầm này. Em xuống em phơ luôn đấy. Phơ cái lồn gì. Lúc trò nhanh ra đi phơ. Mày mà chết luôn là mày khỏi chơi nhá. Tao lục rồi. Điệt tâm. Em chết. Địt mẹ. Ôi lâu lắm tao không gặp mày ấy, Bác Hùn mày đi rồi mày chết rồi. Tao không bật ở nhà cái top. Red Dot mày đéo ngắm ấy. Top kêu bây giờ. Mày bật lên phải bắn. Top á. Đang hai anh em đang top 2x ở đua. Top bắn gì ship. Kìa. Bắn đi. Em xây. Hai anh em là ai? Lê Chí với Bác Hùn á. Top trên game một cô. Lê Chí bắn như thế mà cũng được. Top 20 á. Vãi lều. Lên xem Kindit 4 chấm ấy kìa. Bắn thế đéo. Kindit ạ. Kindit ạ. Kindit. Bắn vào đít à? Anh có chết những cái quả mà em đéo hiểu gửi. Mẹ ngon. Hai đội có súng to nhá. Em bán luôn. Đây rồi. Anh có mỗi khẩu Uzi này. Hai đội nhà. Kéo phải tỏ à. Đủ rồi. Khu nào? Đây á. Không, cạnh đối diện em ấy, bên kia đường ấy. Sướng vãi. Em có cả bộ quân sĩ này. Đây khu ba nhà đây á. Khu ba nhà gần anh á, hay chỗ nào? Vừa thằng đây chấm cho. Đây nhà máy hiên. Sợ quá. Ok. Chắc thì nó chuẩn cho anh.
ngon. Sao anh bảo sao anh kéo nhà là ông kim này thế với hai hiểu không hiểu thế đi mẹ nhà thôi ăn trộm ăn cắp nhưng mà lại còn không ăn trộm lại còn ăn trộm nó không kỹ càng cơ khổ vãi lồn người ta đi ăn trộm thì nó tham 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 mà sợ là ta kia lúc mẹ mất trên tầng thế lúc vội vội vòng vào lúc người ta gọi là lúc thoáng qua lột cây mọc trong nhà và vậy là Moban lại nói xấu cái lồn thế Moban thì mẹ cứ cướp mất đồ nói xấu ạ sợ thật mẹ ông Mai Nam Hải này cướp mà thế thôi mệt rãi rồi anh em đi 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 đâu rồi à, tăng nhà máy anh em tăng nhà máy nhanh nhá đéo có thời gian đâu nhà máy đi đâu ấy nhà máy sang nhà đỏ rồi bọn nhà máy á quả dày của mày mua bao nhiêu là em mở không? Chắc là 0.9 mấy đi 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 luôn em ơi đéo có thời gian đâu vòng vòng xa vẫn có Pegler này đời sống cao nhỉ mấy thanh niên vào đấy lút đồ bàn xong rồi không chơi đâu em hẹn cho chị ấy tí cho một khẩu súng khóc mẹ thôi cho mẹ đi đồ anh đi dùng thì đời sống giờ lại ngắm bốn giờ lại còn súng này lại còn một cái chung rồi không chia sẻ cả một cái đó cho anh có xe anh em ơi đều có xe anh em ơi đi đâu đây tiền ai người đấy tiêu dọc đây kiểu gì có xe thôi từ đúng rồi xuống cho nó thì tí nữa chúng nó cũng có mời mình ăn cơm thôi cầm đi 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 luôn đi không phải công nhà máy đâu có mời trà sữa free đâu đâu không công á cái tham rồi không được mà 3 phút mà có uát đấy mẹ đi ra công hết xe máy là chị xe máy là chị đi tìm mô tô cho nó dễ công nhà máy á không con mẹ đi sợ lộn đi ra nhà vàng lấy súng á lên bắt shipper nhà vàng anh đút rồi ờ thì thằng nào một thằng đi lấy ô tô ba thằng lại đi vào nhận bắt mấy thằng shipper ở trong nhà máy bắt mấy thằng nhà máy đấy anh em công với đồ đây đâu có còn chạy mấy thằng công nhân này ôi mình đủ đồ luôn ạ đủ đồ mà nhìn đồ mình ngon vãi lộn ơi mấy kia lại không biết đi xe rồi. Tuổi chó. Đi con mẹ xong rồi. Sao? Cái thứ 8 trong nhà máy bán em đã đi mẹ thôi. Thôi xin lỗi. Đấy, trái phải đi. Ờ tuổi lồn. Thế sủi á? Thế sủi đấy được. Sủi ơi. Mấy thằng bắn ngu quá lồn. Ôi lát em. Gặp tao tao cầu. Gặp tao tao cầu hồng. Ôi nhà máy nó phơ cơ. Thôi nhà máy nó có ca mà. Nhìn đúng không? Kì nhìn đi thôi kìa. Ấn nó vào rồi, đây rồi, anh em ơi, đi. Shipper đến, shipper mang K98 đến này. Mà cùng nhau kìa, đây là cơ hội của tao, không có để làm lôn đi nữa. Vào chơi không, chơi không? Shipper ở trong mấy cây này. Shipper mấy cái cây à? Đi, 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 em ra, ra cây em phơ. Đổi vị trí đi. Mẹ hả? Đâu ấy Quân? Mấy cây này. Đổi thì đây. Đấy nhỉ, đây à? Muốn đi vào, cây hướng ngay gần này. Bắn không? Có bắn không hay là gì? Bắn. Sợ đồ dấu. Cây hướng đe rồi. Quanh mấy cây này thôi. Mấy cây này. Shipper đuổi. Nó chạy rồi. Nó chạy vào trong cái ốp thì bắn được cơ. Được giờ bọn mày muốn công thì bọn mày phải đi ô tô đến. Đổ ra nó, cái cửa. Nó vừa tường ấy. Được, thôi, vừa tường gần á. Vừa tường ở trong kia. À, có cây à? Cây, ba thằng cây, à? Cây rồi. Ba thằng cây rồi anh em ơi. Cây. Ờ cây nó đang ép lên này. À shipper đang nó xuống cây. Kim ấy, để nó ép sang đây đi. Đây, để em thủ gần đó. Em có ép 2k. Mẹ, nhìn thấy cái bụi lít đó. Anh bắn chéo với mày này, xin đây, anh bắn chéo với mày này. Vẫn có nào trên nhà máy. Nó hiểu. Nhà máy cắt chít ca. Ở trên cái... Ở cái cây chạy không? Cây chạy phải chạy không? Hai thằng chạy. Chạy hướng 360-75 này. Nhìn từ từ thôi anh em ơi, đừng bắn vội. Đừng để cho ép vào đây đi. Để cho ép vào đây. Quay chúng mày. Chúng nó bắt chúng mày bằng được. Cố bắn đây xe rồi. Quân. Tôi bắn nhau rồi. Hết giờ là chúng mày chết. Giấu xe đi, giấu xe đi, giấu xe đi. Đúng không? Thế thì mẹ bắt mấy shipper bằng được đi. Cái cây tám hướng E à, ngay hướng 75, 60 đến 75 à. Anh có 3 foot E có nhất. Phải chạy xuống biển rồi, chạy xuống biển mẹ rồi. 105 anh em ơi.
Ủa. Con mẹ thằng này. Ôi ra xe phắn luôn thì đi mày chạy mẹ. Phắn đi, phắn đi, phắn đi, phắn đi. Chó đi rồi. Chạy xuống bờ biển lấy thuyền đi rồi. Ủa. Ít mẹ. Không hỏng rồi. Đây 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 đây. Bên trái có bên trái. Trái hướng 15 có. Chúng nó quay chúng mày á. Đi chúng nó quay anh em. Tăng hẳn sang một bên bắn chết một bọn đi. Đi 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 bỏ đây. Đi đẻ. Ở ngoài đi rồi. Đi á. Đi ô tô á. Ừ, mấy mày đi 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 bỏ bỏ đi bỏ đi. Chúng nó đang quay mình đi luôn. Cái mẹ chúng nó là chúng nó chết vởi vòng. Ui trời mấy thằng ngu. Thằng đầu bùi đi vai làm gì kia. Đi làm không cần gì thôi. Thôi xe nó hỏng đến nơi à. Bỏ đi đấy à. Tôi bắn điếu kìa. Bắn nửa máu nữa con ạ. Thôi bỏ xem, đi bộ luôn đéo quan tâm. Xem còn cái xe nào không? Đây lên đi tìm xe. Đi đi lên lên anh em đi tìm xe đéo đâu. Bên trái có một đội ấy. Đội bên phải chắc đéo đéo kịp. Bọn bọn ở ngoài đi hết rồi, nó lấy xe đi. Lên em, lên em. Nổ ấy, lên đi, lên đi, lên đi, lên đi. Lên đi. Nổ. Xe nổ, chết mẹ mày. Mấy thằng đi xe ngu, ô tô ngu vẫn đồn đi mày. Thế là bắn nổ. Ờ. Đợt mày đi sau mày chết. Nói cái gì nó mà chạy vòng. Đợt này có xe chí ơi. Ờ đây anh đang nhìn này. Nó sợ mình ơi, nó chạy là rén. Nó sợ. Mày sao vậy luôn mày đi sao được, bảo là Kim lấy ô tô khác đi. Kim tìm ô tô khác đi Kim ơi. Paul tìm một cái ô tô đi. Tìm máy luôn à. Đấy đấy hết rồi, đấy hết rồi. Hết rồi. Xe máy vừa lại có cái xe máy mà. Tao không đi với ai đấy. Vừa lại có cái xe máy bên đường mà. Anh. Không phải đi rồi. Tạm đi được. Bọn chó kia chắc là đi vậy đang check rồi. Đang tìm. Đang check rồi. Sợ. Tạm đi con ơi. Ờ đi tạm được. Ờ được được được. Ơ sợ anh kéo vào đâm trên đường gặp xe thì làm hết đạn rồi em hết đạn. Ôi anh Meta đéo có ai à? Meta kiểu gì à? Có anh có chuyện không ai. Tao là bắn phát cờ chí thì giữa Meta anh em đổ xe chết à? Meta gara có xe không? Có người lút rồi gara không có xe không có xe không có xe chạy lên cái cây thì không đâm con mẹ ra vào trong cái địch á? Viên ngã xe à? Chứ hiểu xe à? Cái địt con mẹ cái chơi game đây. Tui xe với em. Phải cần luôn. Trước mặt có địch à? Có địch, trước mặt có địch. Trước mặt có địch. Ra xe rồi, ra xe rồi. Địt con mẹ mày ra xe có địch thì phải nói chứ. Có địch mà. Không hiểu. Chúng mày bảo ngã xe bảo có địch địt cụ chúng mày. Bảo có địch mà. Cứu một thằng ra cứu một đường mà ốc mày này. Đồ. Bắn ở đằng sau mà. Bắn được mọi phía. Em hiểu. Vãi lồn cái ông dừng ô tô ở giữa cái chỗ này. Dạ, chứ mà kìa. Thôi. Thoát 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 đi. Vãi. Cái ông nghĩ cái lồn thì dừng ô tô ở đây ạ. Em hiểu. Hỏi thì cứ bảo là bị đâm ạ. Có địch mà. Bảo có địch từ trước rồi mà. Trước mặt có địch trước mặt bảo từ trước rồi gì ạ. Chết máu ta đen chơi cho đỡ tức đây đây bác Hùn đây 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 không phải lái xe đần độn mãi luôn lái kiểu đéo mà đâm vào người nhau ấy xe người văng văng đít xe vào đít mẹ. Mẹ tao đổi sang quả đầu xù da đen cười giật quần trắng à đây 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 vào kia nhá. Anh Toàn ơi tại bọn em đang sửa team ấy thằng Hiệp lên này quân. Đi à, đi gặp bao bá mắt à? Không biết. Ôi, trong anh chiến không? Thế của anh Toàn mà. Cái gì của anh Toàn? Trà sữa.
Kéo xuống đây, lại đi. Vẫn khao khát xuống đấy à? Lại, mẹ tao kéo chấp nhận cái trận thua như thế. Tại tao vùng vũ quá chưa? What the fuck? Tao chưa làm gì cái tội cả nhá. Xe nó dừng lại rồi mày hăng xuống. Thì mẹ chưa dừng lại. Dừng lại rồi. Dừng lại rồi, nó bị dê, nhảy nó bị dê phát. Xe máy mà. Cho dừng lại hẳn ấy, thì xuống. Mẹ sao mày chết đâu, mày ngu đấy. Liên quan đen thôi, đỏ quên mẹ đấy. Không, ngu thôi, khôn quên mẹ đi. Thôi để ông ngu ấy, đi mẹ. Thôi đi mẹ, đứa thích rồi, cứu. Sợ em. Ngoài không ai, không ai, không ai. Em có đi đâu, ngoài có đi đâu. Ta có một tị, một thằng thôi. Ờ, chỗ con anh thôi hả? Không, con anh, clear hết. Không, mẹ gãy chân ạ. Có một team Baita Lipoca. Ồ, một team Lipoca kìa. Ở đây chống hết đấy à, lúc chẳng hạn. Nhà như cái đầu buổi. Con chửi đi. Network lag detected. Vãi lồn, có mỗi cái con phớ á. À, ba lon nữa. Đúng. Ra xuống thì gãy con mẹ chân không phải ở đơ. Dễ kiếm xe anh em vào trong nhà mày lút đi. Tại đấy, chỗ đưa gần chỗ mày nhiều xe mà. Em đưa anh đi. Em cứ đừng hơi có sao ra đâu. Out ra đi xong vào lại. K98 này. Mẹ. Đây này, đây có con buggy rồi. Chiến trường của người chơi không xác định ạ, what the fuck. Đéo thoát được luôn. Ô, con trôn đen. Cũng đéo thoát được ạ, đéo hiểu. No, bleed. Thoát bleed. Ôn con trôn đen không được à? Được rồi, được rồi, được rồi. Chạy đây đi bác Hun đi. Trong này có súng không hả Kim? Em đi dưới tầng 1 là em sẽ có đủ một bộ đồ phòng thân. Anh nhặt hết đi, em đang chả, em đang đơ mà. Anh đủ một bộ đồ rồi, anh đang để lại cho em một bộ đồ nữa. Uầy bo nó vôi à, tí ra đây lấy thuyền, đi tha hồ mà sang Novo chơi luôn. Bonovo. Vòng bay chéo mà nó vào Novo hết rồi. Thì anh em bay ra. Có 4 thằng Novo, em thấy 4-5 thằng ở Novo thôi. 4 thằng. Em xuống đáy quân sự ấy. Continue. Đâu. Đến. Tơ. Buggy à, chỉ Buggy à. Ok. Con trên mái luôn. Em chạy xuống mái mà, em còn gãy chân nữa. Bắt đầu lại gãy chân phát nữa kìa xin. Sao đó? Tụt kìa, Kim bắn ấy. Vừa thế tiên máu nháy một cái, đi mẹ lại mất tiếp. Kim đấm á. Lồn gì? Anh đấm em một gì á, cho kể. Anh đấm em cái lồn gì, điên à? Tự nhiên bóng mất thế luôn là được. Không có lồn đâu, địt mẹ đừng có trêu em mà. Đang đéo vào được. Nó vẫn là okay. Địt mẹ từ nãy giờ em bị ngã cái chân thôi mà. Anh đấm bằng lồn đi. Đi vào thẳng cầu, cổng ấy. Anh vứt đồ dưới chân em á. Chân em á, làm lồn có gì. Anh vứt máu với cả nước ở dưới chân em á. À đây rồi. Rồi đứng đây đấy. Xong rồi đi yeah. Tầng 1 ấy là nhặt được đủ bộ đồ ấy. Tầng, tất cả tầng đều loot hết rồi đúng không? Đéo có ba lô đủ. Em hết được 36 rồi. Thấp hơn cả nhà em. Yeah, yeah, yeah. Cái có gì ấy? Ba lô. UMP ở đây đấy. Mà đang cầm UMP rồi. Ai, con kia. Mẹ. Cái gì ấy? Dacia này ngon. Con lợn nhựa này. Con này xong đi ra cái cổng của anh lấy con Dacia nhá. AK ở đây này, bên đấy có AK này. Đó lấy đạn đây. Đây là có AK. AK hộ đi.
Cầm cả AK hộ nó luôn. Đây đang cầm K98 rồi. Fine the hole. Một bộ đồ sao đéo có súng ở kim. Có mỗi hai khẩu anh đang cầm cả hai rồi, ra đây anh đưa cho. Đánh dấu nhà của AK nhá. Còn không? Mũ 2 này, anh có chỉ có mũ 2 không? Đủ hết mũ 2, ba lô 2, chắc 2 rồi. Đánh dấu chỗ AK anh, đấy. Anh để cạnh Dacia chắc quá. Dacia đấy. Ngồi đấy. Đi ra ngoài này, này, đi hướng này này, ra hướng cái cửa ấy. Thôi đi hướng này rồi, xa vãi luôn. Anh lấy Asia anh ra chỗ khác đi. Em vào vào cái nhà em. Và lút AK đi. Xa vãi luôn, đi bộ 1 tỷ năm mới đến à? Lút kéo đi. Phải là ra đây. Mấy ông ra đây đi, ta trả vòng vào vòng không? Cứ lút đấy tí chả gì là có đồ. Sao lại ở chỗ anh đéo qua nhỉ? Ơ, có nhà mở cửa đấy, ai mở đấy? Tao mở. Mày biết nhà luôn đâu, mày bảo tao mở đấy. Tao nhìn map không biết chắc. SKS này, bác Hun này, SKS này. Ngon, đến đây. Tầng 2, tầng 2. Sao đéo đạn đấy Kim? Tầng 2 này. Trời. SKS có nhà đâu? Tôi đưa anh đạn sắp lọ đấy. Kia yeah, chơi có đạn năm không? Thêm ít. Có anh cầm năng lượng đạn năm bây giờ. À thôi không cần đâu. Em bắn đạn 7 rồi. Thôi, chúng nó có đủ đồ rồi mà. Lấy đưa xuống không chí? Hai ông kia lút nhà máy mà vẫn mở cửa đây ạ. Hai xuống mẹ đây mà lút này quân này. Đấy, em lút đây ạ. Có gì à bác Hun? Lút dọc đây à? À, đạn 7 không? Có đạn 7. Chào kìa. Đuôi súng này có à, đuôi súng à? Có em bảo có đuôi xuống lấy không ý. À không, anh cầm mỗi Skyler với K98 rồi. Còn ngắm to. Trên máy không chưa? Xong rồi, hết rồi. Còn ngắm to. Có, à, chảo này quân này, chảo trong phòng ấy nhá. Được. To chúng có bắn à. Cái tay cầm không? Có rồi. Kim nó có súng gì à? Dưới dưới này 3 laptop này. 3 AK nữa. 2 kit. Đây, có khẩu AK rồi. Đặt chưa? Tưởng chưa dùng vứt khẩu SS cho. Ơ đây có anh. Đạn. Đạn á. Thôi về luôn. Để bắn hết rồi mà. Đây để anh lấy bước ghi anh đèo từng thằng một ra nhá. Rồi ra à, thì bọn em có hai cái xe luôn mà. Ở đây ra cái AK đi. Có rồi nhặt đạn rồi. Có rồi gì? Bảo đi một lúc thì có. Lên Hun ơi, đi ra Hun ơi. Tam mày, đóng ra lấy thuyền, à? Ra lấy thuyền đi ra luôn. Đây, đuôi. Anh đang full đồ rồi. Đạn 7, em quyết đạn 5 cho này. Đây đạn 7 đấy, đạn 7 trong này nhiều lắm này. Flash hunter các thứ này, combo này, combat này. Đấy con bét xe tờ nữa kìa. Các thứ nhặt đi. Hai đây để lấy. Đây, lấy được không? Lấy không? Có. Lên đi. Đây. Đi đâu anh em? Xong ra bờ biển mà lấy. Xong ra bờ biển lấy thuyền. Làm gì? Đi sang bên ấy luôn, bay luôn. Bên Novo luôn. Bên Military luôn. Có trong vòng mà tí đi, em chưa có máu. À, em chưa có ngắm. Bạn đã. Ôi đều có thuyền ạ, à, vãi lồn. Qua cầu là mệt đấy. Đang đi tìm thuyền này. Đi dọc dọc ra ta chưa có ấy. Thử điểm khó, thì chuyện không khó. Ta một team ấy. Xe mày chí ơi. Hả? Mày đi em đi bao nhiêu bàn thờ á. Anh em có lấy xăng không? Để em lấy cho. Nhớ
Nhiều đạn quá rồi, nhiều đạn quá rồi. Ai lút chưa? Ai lấy thêm đạn đĩa các thứ không? Đạn 7. Đạn 5, đạn 7. Không, nó có bê sờ súng ám vậy anh Chí? Có rồi. Tài lấy không? Em 5 kit này. Anh 4 kit rồi. Em 4 kit rồi. Nhiều máu. Đạn 5 này. Ôi 300 viên đạn 5 rồi, đéo ai lấy. Vứt bớt đi. Mồ muốn xịn ạ. Không hiểu. Sao? Lại 16 nữa, không nhiều đạn quá, đéo nhận nữa. Ai lấy luôn lại AK này vãi luôn. Em 60 viên nữa chị ơi. Cho 60 viên nữa. Em bắn 2 số đạn 7. Đây, 60 viên nữa. Sao vậy? Con đi xe máy đấy. Thế thôi. Nó đóng ra biển lấy thuyền mà. Hay là bơi. Đi mình rồi đấy hiểu. Ơ, ngã. Đi ơi bác Hùn. Ờ, để tạt rồi đó. Kỹ đấy. Ai lấy máu? Nhiều máu á? Không. Ôi. Chí vừa phát hiện. Bọn ngắm xin ngắm rồi. Nãy vừa cho ăn vụt rồi. Xin ngắm kẻ. Kim vừa ngắm kẻ không Kim? Kim ơi. Hả? Mắc bán được không? Bán được. Bao nhiêu cái? 270 cái, 280. Kim. Cái đét đốt này. Ờ. Đét đốt này. Đây rồi, đây có ngắm ghẻ này, đây có ngắm ghẻ này. Mình vẫn trong bo này. Ờ, có rồi. Bo về Novo, cái gì? Ờ, lấy hết hai rồi, cho đây. Hả? Có thứ 2 chưa? Có rồi, có ngắm 2, ngắm 4 kia. Không có ngắm 4, ngắm biết gì đâu. Mẹ, nó lấy thuyền mất rồi. Đã định ra lấy thuyền. Ra lấy thuyền ở ấy đây, ra lấy thuyền ở Milimita đi. Tìm ấy. Đấy đáy dầm vụt hồng phát. Ông Waki đáy dầm xe ở chỗ cây. Có xe đang bắt hôn đi rồi. Thế mà đéo đón luôn. Đi ông đi kiểu gì? Xe máy. Xe máy mà. Có lấy đạn 5 đạn 7 gì nữa không hay thôi? À holo này. Đạn 7. Có holo rồi. Thiếu ngắm xịn thôi. Bây giờ có đạn 7. Rồi ngon, đéo thuyền. Flash hai đơ lấy không? Có. Hai đơ ngắm gì lấy? Không có, thứ hai đơn ngắm. Đang bắn SKS rẻ. Em Rider. À, phải là Rider à đi. Mẹ, tưởng cái gì. Ôi, ừ, trong này có người không? Anh em đi bơi hay làm gì ấy? Ra Mita trên một thuyền không? Không có. Nó vừa đi rồi. Thế giờ mình sang kiểu gì đây? Đi lên cầu bắn nhau không? Ơi. Hả? Yên cầu mẹ cả bao nhiêu chỗ bắn mình ấy, không phải ít đâu. Sợ. Dạ, ai mất hết thuyền này. Đi ra chỗ này may ta có. Ờ, chạy thẳng ở chấm xanh đi, mà lấy thuyền. Thiếu vì chỗ. Chị ơi, chị đây. Đi tìm thuyền đi, không có nó lại đi lấy mất đấy. Láo. Ai con đi phải đi 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 một cười vãi lên rồi. Ngọc hai đóng ăn cơm rồi. Đóng rồi kiếm thuyền không? Đi đi anh em phải đóng rồi trước kiếm thuyền. Đóng lên núi đóng qua là mặt hết đầu tấm mặt. Kiều ơi ở đây đấy để xem một kiếm thuyền đó. Giữa không phải là thành phố à? Anh ơi! Thay em anh ơi! Trên mái nhà ấy. Anh! Ở cái gì đây? Lá. Mái nhà nào? Mái nhà 285-300. Dừng xe đi bác Hun, dừng xe đi. Em sắp chết rồi, em yếu. Ăn máu đi, Lên xe luôn. Trên núi xuống rồi đây. Nói nhà anh em thủ luôn đi.
dễ ơi, ô tô thì mẹ. Đấy, lái dâm ở đâu đấy? Ở chỗ tố cái quạt đấy. Giỏi nhờ. Thánh nhâm trận chưa? Hả? Thuyền. Thuyền đâu? Sao? Ờ, có thuyền rồi. Cái gì? Sao làm gì, đừng ai đội bọn sang đấy. Vào đây, vào đây. Vào kia sang kìa. Vậy chưa làm gì, tí nó đi. Vào đây. Tự lấy thuyền đi. Có thuyền thôi, chị có chấp nhận. Em là bắn đóng thế. Đứa đuổi. Bắn sát mồm. Lấy... Trên này có combat spider này. Có rồi. Chạm vậy em lấy không? Dạ. Con mẹ nó bắn phát ở đầu mình luôn ạ, tí hẹo. Sợ vãi lồn mấy thanh niên. Tồn. Bắn nó toán trong Mita ra. Ờ, nó bắn từ Mita ra. Cái ảnh tích. Khuế hết cả đầu. Ờ, có cái thuyền kia kìa. Ừ, thì bảo có thuyền. Ô tô à, đi qua này sấy nổ xe à. Ô tô bị bắn kìa, ô tô bị bắn. Chết hả? Đằng sau ô tô nữa. Hướng. Đổ rồi. Mẹ. Đổ chết luôn mà, léo con. Đằng sau cũng đổ rồi. Nó vẫn còn đội đấy, nó đi 2 xe mà. Điều lĩnh nhỉ. Xem ở đây có chó kẻ gì. Ơ, có cả hả chí? Ờ. Ngắm mấy đấy? Ngắm 2. Thế thôi. Càng 2, thả được bắn hơn. Ta lại gặp với chí. Vãi lùi vẫn là ngắm 2. Nó có cao. Là ngắm 2. Có. Thế chí. Đưa em ngắm 2 đây, em đưa ngắm 4 này. Em vừa nhặt được này. Ok. Kimi. Vẫn là đen lại không anh em? 2 đâu. 2 cơ. Em chờ ngắm 4 rồi. Jeep. Bao nhiêu thuyền đi ạ? Lấy băng đạn đen không? Nhanh lên nữa thằng này. Ừ. Mẹ. Đéo đưa nữa. Thằng này rảnh vãi luôn. Đi. Bảo ngắm 2 đâu xong rồi bố mày đứng một lúc. Đây. Đây. Mày có bị ngào chó không? Hello, băng đạn đen này. Trong kia bên kia vẫn còn. Đi, ra lấy thuyền, phắn luôn đi. Bên kia vẫn còn. Phắn luôn á. Phắn luôn đi, không có tí. Ờ, ra lấy thuyền phắn luôn đi, tí nữa thì mẹ đông lắm ấy. Yeah, được. Phắn luôn đi, tí nữa chúng nó ép ra, chúng nó lấy nhiều. Nó tranh chấp nhau lại mệt đấy. Ôi đây, ra anh đưa ngắm 8 rồi. Ngắm 8 thì ngắm 4 rồi. Lên, đổi cai kia. Vãi lồn lại đổi. Đưa ngắm 4 nhá. Đấy, trong lại cho SS có luôn. À. Vãi lồn, cho thêm đạn đi. Em còn 50 viên nữa, cho thêm đạn được. Lên đi. Xác mấy em kia nhiều đạn 7 lắm. Ra lấy đi. Mấy nghìn viên luôn. Mấy nghìn viên ạ. À? Thật. Đấy, AK này. Mấy nghìn luôn. Em lấy 30 viên thôi. Được rồi, em dựng xe này. Nhìn ghê nó ra lấy thuyền tớ. Đi phi xuống thuyền bên kia mà. Đấy. Đi mẹ, phi thẳng hướng luôn. Đi mẹ. Cho, à thôi. 58 đi lấy sao. Ơ, phi làm gì ấy, cẩn thận đi mẹ. Lại mắc cạn à? Ờ, lại mắc cạn bố mẹ. Vứt cái gì đấy? Ờ, đi mẹ chết rồi. Thả bao lên, đi kia. Ờ, có thuyền nữa rồi. Tao xe. Trên vách núi ở chỗ nó vô này, chắc là mấy team lên rồi đấy. Đây này, lên hẳn đây này. Được không? Chỗ lên được không ấy? Đây, lên được. Đây. Ờ, đoạn này lên được. Đoạn này sợ chấm xanh cái biển ấy. Lên được ấy. Tôi vẫn sợ tìm này thôi. Ờ, sợ đái vào mồm thôi. Sợ đái sách khóc. Thế là lên đây là đỡ bị đái nhất. Mình phải lên đây đùi vào đái thôi, nhớ biết đường nào mà chạy. Điều nào ấy. Lô. Đấy, chấm xanh chấm vàng đi. Hai cái chấm xanh đi. Trời ơi, mỗi chỗ đấy lên chứ rồi vào đây đái cho bổ. Tao có 8 cái first aid, 9 bình energy này. Có lấy không? Có. Có ai lấy không? Có, lấy nữa. Em lấy nữa. Quên đây, đéo nhặt cái mũ rồi. Mẹ. Mũ 2 đây. Lên bên đây hay như nào? Thôi đừng lên đây, chống á. Thẳng đấy. Thằng kia có bọn vào trước là em chết.
công nhà thôi. Đây là cái khu nhà này, cái khu nhà về chấm xanh là xe nước biển ấy. Xe nước biển, xe nước biển. Xe nước biển được, xe làm thành được. Đây là nổi lên này. Đây, chỗ lên là đây. Đây. À đây không phải lên đâu. Trước mặt đây này, trước mặt đây này thẳng đây này. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Đây. Đây bên cạnh này. Con đây, lấy đồ á. Đây, lên bộ đó. Đây. Tám à. Trước rồi. Bên kia à, không còn nữa. Đầy máu không? Ai đây, máu đây, lên đổ lều lên bên này này. Có ai đầy máu không? Không. Nhiều ơi. Bên nào? Đây. Có địch không? Đúng không? Đây này, cục bên này, có cái cục bên này. Lên ở bên kia cơ, chỗ thẳng kéo là bên kia cơ mà. Thằng băng hôn biết lên thì chỉ đấy. Đây không biết lên được. Đây còn lên nữa, đây này, đúng không? Đây lên thấy lồn được. Không, chạy lên rồi, chỗ bên kia đây này, bơi đi, bơi sang bên kia. Còn mấy cỏ, có cỏ. Á, chỗ lên được. Lên ngon luôn. Lên được mà, đấy thì mẹ. Ơ kìa, nhảy đi. Nhảy. Ôi no. Ôi bò ở đây rồi, bò nhà này rồi. Địt mẹ vào nhà không? Không nhà gì? Bỏ mày đồ tích đi, bỏ hết mày đồ tích đi. Ờ tắt hết tích đi. Từ từ nhá để ngắm nhà. Check lại đấy á. Ôi nhà này nguy hiểm vãi lều. Nhà có đích cố ấy. Anh em ở mẹ ngoài này thôi. Ờ ở đây vẫn ngon mà. Cả hai nhà nó bắn cho kê hết đi đấy. Cái đợt nhìn đằng sau thuyền nó đến đấy. Vẫn có thuyền mà. Ra mẹ đây này, ra mẹ hẳn đoạn này này. Ôi lồ, cửa đá đẹp hơn. Bịt mẹ mày. Sao đấy? Kẹt ra. Ông kia cố đi vào nữa. Vaki đang đi với cái Vaki. Bên này có đá đẹp hơn này, nhìn ra đằng sau mà xem. Rồi, bắn được bên này rồi, bên này cũng đéo bắn được, bên này cũng có chỗ nấp mà. Bắn cặp 22 đấy. Ờ, đây một người thôi. Cặp sao đấy? Bên này nhiều chỗ rộng không? Bên này có rộng không? Rộng vãi luôn. Đúng rộng. Rộng vãi luôn, có cả mỏm đồi để đứng cơ. Đéo bị trượt. Đéo bị trượt, đúng rồi. Cẩn thận cái đá trước mặt thôi, mà cái mỏm đá trước mặt thôi. Đi ta lại kẹt chỗ quất rồi. Đừng để đến tục hết mà. Ờ đây cho ai được này. Cho ai được đấy. Ờ em... trên đồi chưa? Ờ 330. Có nhìn thấy anh ấy sao ấy? Không, chưa, giờ, thấy rồi. Một thằng thôi. Thấy trên đồi rồi. Một thằng. Trong nhà đéo động tĩnh gì nhỉ? Ờ anh nghi ở nhà này còn đéo ai ấy. Sao đéo ai rồi? Nghĩa boy trên đồi đấy, anh em phải chạy. Chưa thấy có thấy thuyền nào ở đây đâu. Nào lấy nước không? Thằng Vác Hùn. Ý, cho một Peculer đi. Nhớ có Peculer, có 2 Peculer. Đúng rồi, lúc ấy chia đồ bị bấm vào nút chuyển xin. Thảo nào. Anh gì đéo người ý. Ờ, thuyền đồ vẫn đang chạy kìa, chó ghẻ ai. Đéo nó chạy xuống kìa. Bu-ba, nó chạy lên, Bu-ba, ghê vãi. Chạy nhanh vãi, như kiểu uống nước tăng lực rồi ấy. Chạy như chó. Ui, chỗ này nằm kiểu gì ấy? Nhìn được xuyên tường ạ. Chạy ở trên tường à? Ơ, nhìn được xuyên tường à? Ơ nhìn xuyên tường. Thế này nó đứng im này, bắn đâu? Ờ, chết hướng 285-300. Đây, thằng Suki. 285-300 đâu vãi lều. Rồi. Chết luôn. Xe đến đây rồi. Bao thằng nữa, còn thằng nữa rồi. Xe đến nhà này này. Có người bắn. Đi bắn. Chưa đôi bắn, vào nhà tích này. Xe đến nhà này. Quay đâu, vào nhà đi. Chưa đôi đáy đâu. Nhà này có một thằng rồi. Vào trước đi. Ăn máu. Đồi đá ở đâu mình ấy. Mà chơi đó ăn máu, mà chơi đi vào. Đây, ở đây, chỗ anh ơi, sao cái bục này đấy. Ta cứu em. Chết luôn rồi. Hay.
Cái đồ này có đấy rồi. 14 thằng, 14 thằng thôi. Từ từ thôi. 4 thằng, còn 10 thằng nữa. Đi con mẹ mày, hướng bên phải, hướng bên phải bắn em. Cái đồi. Cái đồi mà ba, mấy thằng trên đồi mà. Đấy, chỉ một thằng đây này, một thằng đây này. Anh em phải lên rồi. Chút rồi. Quân này, quân em có check pass chưa? Em có hết rồi, em có đủ hết rồi. Trong 1 này. Trong 1 rồi nhá. Đây, anh em vừa bỏ được rồi. Rồi. Đánh rồi. Đi. Sao ấy? Bà nó ra cứu, bắt nó ra cứu, cây 315. Một phát vào đầu luôn, SS này. 3 là cây 315. Bên phải bắn à? Cây 315 nhá. Lên Chí đang điêu ấy. Một thằng mất mũ rồi. Đợt định em lên. Đi. 3 là chiếc 285. À lấy chiếc 3 đâu. Cũng cây 345 chứ. Ôi đằng sau cũng có tim. Bên 285 có địch. 285 có địch. Trong mặt có người ấy. Dưới bên phải 345. Thấy rồi. 3 thằng ấy, 3 thằng. 250 kìa. À 240, 255 kìa. Phê đấy nhở. Bắn Đức cứ xa đi, phải xa sớm không vào đâu. Bên trái một team, bên phải một team. Đi lên bên trái, clear này. Chúng ta này, gần này. Clear bên phải hay hơn, clear bên phải hay hơn. Clear bên này nè. Kim. Phải được luôn nha Chí à. Kìa trước mặt anh này, trước mặt anh này. Ăn trượt à? 5. 2. Tưởng chết rồi ạ. Một chết. Còn hai nữa. Chạy bo. Vừa chạy bán. Em thấy rồi, Đúng cái trước mặt tao. Thấy rồi. Chết luôn. Chết rồi, ok. Chết rồi. 300. 2 thằng, 300. 3-1. 2. Có gì em có sao bắn không bắn em? Địt ngay mà. Xứng hướng S, hướng S, hướng S. Kìa. Cứu được. Đây này. Nè. Trên đồi hướng 285. Bên phải có người nhá. À bên trái có người, bên trái. Kẹp thế, mẹ khó thế. Ê, một thằng lẻo ấy. Nó chạy qua ngược qua Bắc Hun mà Bắc Hun không nhìn ạ. Có nhìn đối em đang bắn thì bị anh chơi đồ bắn chết. Hướng thằng lẻ sau chết chưa? Chưa. Thằng lẻ sau anh bắn rút rồi. Kìa, chết đồi kìa, cẩn thận kìa, Kim. Ê, đéo nhìn được thằng trên đồi luôn ý. Ca. Mẹ mày trên đồi bắn em, bắn lồn. Khó quá. Trời ơi, đẹp quá. Đồi đẹp quá. Mình em lên khó. Em đã định vào nhạo sinh thì có thằng nó. Em nó ao thằng ở dưới rồi. Đấy. Ủa cứu được em lên chứ. Cẩn thận sau lưng. Sau lưng chết chưa? Cái nhạo sinh kia đẹp kìa, mà nhạo sinh được kìa. Không cứu được đâu. Nhạo vệ sinh đấy nhạo mà. 13 giây không cứu đâu, cứu sao không máu kịp đâu, chết đấy. Nhạo sinh không có. Khi cứ bò thẳng vào vòng mẹ luôn kìa. Bò thẳng vào vòng mấy kìa. Trên đồi chắc là bị vùng mấy cây để bắn được đâu. Lui bên trái một đội em bắn Nova 1. Ui vãi lều. Bảo sao mình thấy nãy nó bắn đấy, thằng lẻ vẫn chưa chết. Thằng lẻ đằng sau đúng không? Ở xe đúng không? Chưa chết. Thằng lẻ là sau anh bắn gục nó rồi mà. Gục hay là Nova? À Nova hay chết. No out. Bắn chết luôn mà, thấy một bắn chết một thằng vừa nãy mà. Team khác rồi. Khác rồi, dead rồi. Bò xấu quá. Đi. Toàn Nova để giết được nó. Cay vãi. Ê nhở, toàn mấy trận toàn kiểu nó định đứng sẵn con mẹ ở đấy rồi. Bò xấu nữa. Trời ơi, hả? Ừ, bắn tiếp đi quân ơi. Bắn nước vào rồi mà. Cái cứ quát ghê ấy. Quát chó. Hay lột thua. Đấy vừa vụt nó rồi. Đấy cầm mắc áo anh cho nó 3 cái vào một người luôn. Chó gì đấy? Hả? Nuôi con gì ấy? Bút đồ. Mẹ Lê Chí ơi, bây giờ anh đánh nó, kiếp sau anh sẽ là con chó và nó sẽ là chủ của anh. Đánh anh thì mẹ gấp đôi luôn. Đấy là một quả báo. Quả báo thường đến muộn nên mọi người đời không biết. Thường đến muộn, đến tận kiếp sau. Hả? Còn nó ở đây đâu?
Quân ăn gì chưa? Quân em đói chưa Quân? Chưa anh ơi. Đè vãi mẹ. Anh trong ao thằng trên đồi mà, một thằng ở dưới rồi. Đây cảm giác xuống chỗ này đen quá Quân ạ, hay là xuống đây để đi chặn cầu. Xuống rau dưa đây này, cho anh em mình hay xuống ấy. Ôi xuống mẹ đây. Xuống đây, xuống đây. Hai người một khu. Hai người một khu. Anh em may đang chấm vàng bên này, còn cho Kim với cả Tim bên chấm đỏ. Chấm đỏ giàu hơn mà. Sao không sang chấm đỏ mà lút 4 thằng luôn. Đây để em với Quân sang chấm đỏ cho. Nhìn em rô hốc. Cứ để tao xử lấy xe cẩn thận. Vứt dù luôn sao cả đâu phát chết luôn thì mà thua thao trường học hai thằng chung cư hai thằng chỗ em đéo xe không có xe rốt dốc hai team không có xe bên này không có xe bên này không có xe đâu rốt dốc của hai team nữa bên này có xe không nó em đi bổ nhau. Đấy. Gì? Gì ấy? Ôi ông chỉ. Hả? Cái gì? Sao? Không, mũi. Có rồi. Không có. Tầng 2 có mũi. Cara có xe không Quân? 5 nữa. Có. Không có. Đây có UAS này, đây có UAS này. Thầy ơi. Vòng bo kìa, nhìn vòng kìa. Vòng bo xuống dưới á. Phải lề. Bạn chơi nhau. Anh bo, em bo, đi. Bo xuống dưới thế còn dễ đi hơn là vừa lại. Không phải chỗ đấy là chỗ núi cao ấy, khó bắn quả sư. Đáy vào đầu. Ui. Chí. Yeah, đừng bỏ em. Hàng kia lút xong chưa để qua đón. Qua đi là xong. Áo từ từ đi, mà ấn đi chứ. Anh thấy mày bị lag chứ phải do anh không? Ơ, cái này là hồ lô này rồi. Anh em đi cướp đi, chán quá. Sao rốt bắn nhau nó không trên này anh em chặn cầu nhờ. Chặn cầu kìa, làm gì chặn cầu. Sao rốt bắn nhau không? Rốt của hai team ấy. Đéo có súng, đéo có mũ. UOP. Lên, let's go, thôi anh em đi lút dạo ra lấy thuyền bắn phắn sang bên kia trước. Lút dạo ở chỗ nào? Đây này, lút mấy cái nhà rắc rưởi ở đây này. Chết chết con mẹ bọn nó dốc đi có phải hơn không? Cái gì lút không? Đéo có súng. Đi. Đi. Đây rồi, em có đi mẹ ra mặt đấy. Đi. Đéo không ấy. Mẹ ra mày. Ông nào không có súng to không? Có, anh. Em vứt anh sỏi gần nhá. Bắn vector có bắn lại chưa? Chưa. Đây tôi cho này. Này, hai đồ này. Đồ gì súng này. Chưa. Bọn đồ rock đang xuống kìa. Ở trên kho vừa chạy xuống một thằng vừa thấy. Chạy bên phải ấy.
chạy đoạn này chưa lút này, đoạn này chưa lút này. Tôi nghe tiếng giảm thanh gần ấy, chụp 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 ấy. Tính thả bên kia rồi. Thứ hai này, thứ hai này. Ôi. Anh chọn thứ hai vào đây lấy. Tấm 2 này... Đấy. Kim thấy. 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 Thấy chưa? Thấy. Tận 7 không nhặt. Chúng bắn nhau này, chúng bắn nhau này, đang trên đồi chỗ lên kho này. Hai thằng ở máy xanh nhà kho máy xanh ấy. Tích đấy. Tích tích, yêu cầu tích. Hai thằng ở trên nhà đấy, hai thằng ở dưới anh công lên. Em ép sang được rồi ấy. Có giảm thanh, giảm thanh ở trong cái nhà lồn nào ấy. Giảm thanh gần, anh gần đúng không? Đoán được bạn, kìa. Đấy, đấy, anh nhìn rồi, 240, 240. Đấy, 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 bọn đấy công nhau à. 240 này. Sang W rồi. Từ nhá. Còn đang loot. Đây này, 255 này, đúng chỗ nhà xanh anh thích luôn. Đấy, chạy đến đồi này, bắn nó. Ở trên game, một thằng trên đồi. Rồi rồi rồi, từ bình tóm, bình tóm trên đồi một thằng này. Anh em đứng im, anh em đứng im. Đây, 333. Đứng ngoài dưới nhà, bắt luôn một thằng, đứng im này. Cứu em cái. Mẹ cứu kiểu gì? Trên này có một thằng, nhà trên nhà không có một thằng. Chạy đi nhìn nhau, chạy đi, xin đi, cẩn thận xin đi. Mẹ mày. Hai em ơi. Ở đấy có một thằng nữa đấy xin. Ơ, quanh quanh nhà trắng nữa. Ui, con thầy đó chết ạ. Lô thế. Cứu, cứu. Ta đâu xin ạ. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. AK sẵn thanh. Em bạn thấy nó đéo chết ạ, chịu rồi. Thằng chết rồi đâu rồi. Còn hai thằng nó sướng rồi. Địt mẹ. Tiếm lỗi vãi lồn. Trong nhà em, trong cái nhà của em ấy nó yếu rồi. AK ẩm thanh, 1. Ê, ở bên ngoài một thằng nữa này. Trong nhà đấy 1 kìa. Các hôn nhìn thấy rồi kìa. Thế. Đang loot cái lồn kìa, bạn chết mẹ ở đây. Trời ơi. Kìa nó chạy ra ngoài, nó chạy trước mặt. Thấy rồi. Chết. Xong luôn. Ăn tiếp em. Ăn tiếp luôn đó. Lui đi, lấy con kỳ qua. Ok. Nghèo như chó, mấy anh nghèo như chó. Ôi xe à? Bạn thế mà đéo chết ạ. Thua. Mẹ mày game lỗi. Đây là sang quân à? Đúng không? Sao em ấy? Trên hòm ai đó. Có đạn không? Cho gì đạn 5. 5 á, em chỉ có 100 viên thôi. Nghèo thế nhỉ? Có 100 viên thôi. Ừ đúng mà, bắn 2 băng là hết mẹ em. Anh có mỗi 30 viên. Đã lâu. Đại trí cho 28 viên còn lại cuối cùng này. Ta không đổi sang AK mà bắn. Làm gì có. Đây đấy. Tắc thằng lô này có à, đây ra đây, sao em chỉ không? Sao đây chỉ có một cái ba lô 1 chó ghẻ kìa. Ơ đi kìa. Ờ đúng rồi, mặt kìa. Nó có thể coi nhờ. Nhảy nó nhảy như kiều kìa. Sau nhà vệ sinh nhỏ. Chỉ nhảy qua đây là chết. Nhảy qua đây là chết là thật. Ơ, qua đây. Ơ, qua bán hộ đồ đồ đấy. Sao vừa tao ấy. Đi, tất cả đứng ghim, hai kia đứng ghim.
Ờ trong 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 nhà rồi. Viên đầu ấy, một viên đầu. Trong nhà nhỏ, trong nhà nhỏ, trong nhà nhỏ rồi. Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh. Còn nên không kim? Được kim. Còn nên không kim? Có. Để kim ném lên từ từ thôi chí. Ném lên vào. Ném chưa ạ? Em hiểu. Không phải nhờ. Đúng rồi, rồi. Trên luôn, trên luôn. Ờ, có gì không? Anh em tranh nhau vào lút. Có gì không? Có AK đi. Lút chạy chặt. Vừa vào đấy quản nết nữa thì thôi. Ba quản nết. Ê ra đây, ra đây. AK đây rồi. Đây đang tìm. Bong bong đây đây, ở hàng này, ở chỗ này rồi. Đó xe mỗi bắt đi thôi. Bong bong, bong bong, bong bong. Chạy về chỗ cũ lấy cái. Đây rồi, đây rồi, có rồi. Ok. Thấy chưa? Mua hai hỏng kìa. Thôi để ra bắt đi để có quát về. Mua hai hỏng kìa Paul. Hả? Mua hai mày hỏng. Ê tao còn 6 mày phớt hết à, ai lấy à? Có hai cái thôi. Đút xuống vào, đút xuống vào chạy vào nhanh. Chân. Chết đi, chết đi. Ôi, hai con ghi rồi, hai con ghi rồi. Luôn. Ăn đau, à. Bò chém rồi, à. Anh em ơi. Ôi đụ. Ê thằng đợi con này bắn phát đầu mình ạ, sợ thật. Thịt mẹ ba quả nết ném vào. Đúng ngon đấy. Mẹ quả nết mà chả chết đó chịu. Điêu quá. Bắn quẩy cũng khó, vững tương mà. Không, em bắn chúng, về máu vét vét máu luôn, đéo chết ạ. Đang rút khẩu sò gan ra là bắn cho em hai viên chết luôn. Kinh vỡ. Cái đội Bắc Y. Đưa xe bắn súng. Đưa xe bắn súng. Đưa xe bắn súng, đưa xe bắn súng. Kẻ ngu chó hãi rồi. Đưa xe bắn súng chứ. Đi mẹ. Chóng mặt hay đi. Kẻ leo núi đã rồi. Ui. Ôi. Chúng lồn đâu mà thích ui không? Thấy điêu không? Ngay mặt ạ. Nổ rồi. Ơi. Vãi lều tí heo. Hay quá. Em bạch hết. Đưa xe bắn súng. Ờ, có xe máy kìa hả? Anh em. Ô gì đó? Vãi lều. Ơ, anh hai kia dừng lại ấy. Xe máy đâu? Đấy, số Paku này đi qua rồi. Ơ, nó dừng kìa. À, đéo phải nó đi kìa. Chỗ Paku, ơ nó dừng kìa. Ở lại đi tiếp. Vào nhà trong môi, vào nhà đi. Đây rồi, hàng, mua thang thang. Rồi. Ơ, nó hai thằng luôn kìa. Cả thịt đá không? Ôi vãi lộn. Nó bắt đồ kìa. Thua. Hai. Hay đấy. Cả thịt đá kìa, nó mất cả thịt đá kìa. Ơ, nó có bộ đồ khỉ à? Không. À, nó phải bộ vàng, nó còn chết mẹ rồi. Tao. Có người. Nó đang tìm tao ấy. Tao đéo chết. Hay. Ôi vãi lộn ạ. Nó có cứu. Bà Hun đang đèo có xe vào đi. Hun đều có máu rồi bà Hun. Vãi lồn nhìn nó cất cái xe này đấy chí. Em cũng... Đâu? Mình đều có máu rồi bà Hun. Vãi lồn. Tư. Xe đâu rồi? Xe máy đâu rồi? Xe máy nó tao chết có mẹ ở dưới rồi. Mày ngáo à? Mình yếu à? Còn xe khác nữa đến ạ. Đi mẹ tao đi rồi. Mẹ ai vãi lồn. Đều xe máy rồi. Thằng này có một mình thôi. Thằng này ngáo, thằng này đéo biết ạ. Em đến cứu anh đây. Bò nhà. Nhân giả vậy. Ơ, nhìn có vẻ nó chạy ra ngoài vòng kìa. Nó đuổi theo thằng xe. Anh em. Thôi phải chết con mẹ rồi. Thôi. Cố làm gì. Ơ, phi thẳng ở đây nhanh kịp. Kịp. Phi thẳng mất rồi. Được phi vào người nhá. 3, 2, 1. Ủa, chết luôn. Mày chết con mẹ em đi. Ao. Đi con mẹ. Chết rồi, lòng ngã chết rồi. Đi mẹ cứu hai mẹ em đi. Tham, đéo ai bảo mày tham rồi. Tham nào. Dạ. Kim mà mở cửa ra đi mẹ nó đứng bắt cửa nó xây thẳng các ngoài á. Lại rồi. Tao bắn ựa mì luôn. Ờ, đứa con đấy, what the fuck.
Đây là một ngày tồi tệ. Biết rồi, biết ngay mà. Nhớ đi với em phát chết ngay. Sấp ngay. Buồn ngủ quá. Ô, cái thằng đi xe máy. Nó cũng quay lại rồi chưa mình. Vắt chết luôn à? Thấy ơi, hai vắt chết luôn. Hai thằng luôn. Nên đi anh em, tao hùn. Nó quay ra rồi chiêu em cơ. K98 giảm thanh các thứ đồ ngọt rồi. Hết ạ. Bãi lồn iPhone 7S 6.000 à 7.188 tệ. Là bao tiền Việt rồi? Quá. Là bao tiền Việt? Ừ, để đổi thử em nào. 7.188. $24,000. 857.000. Quá lùn ạ. Thịt mẹ ở bên đấy đã bán. Thầy có chuyện gì cả đến nào không Quân? Không biết, hình như không. Chỉ thầu quyết với cả ấy thôi. Chỉ thầu quyết với cả Im mồm. Anh em xuống bay không? Làm tí bay. Để em xuống tay. Làm tí bay vậy. Ơi! Đi! Bay được. À, đi về tí nữa đợi chị nốt rồi về. Xa quá. Kêu đi về về đái sao? Ô. Ôi đông ngay luôn. Đi đây. Xong rồi. Cái con lạc đi tech top. Chỗ này ít phải 30 thằng. Ui. Đi. Phải 30 thằng nhá. Không ai bị thằng đâu. Địt con mẹ đều có súng em ơi. Help me please. Chết con mẹ đi. Nó vào kìa, nó vào bom ạ. À đéo phải. Ôi chí. Cái chết đạn, đạn 7, chết đạn 7. Anh vứt rồi đấy, anh vứt rồi đấy. Rồi rồi rồi, ok. Tự nhiên mày chạy đây, mày block em gì. Đéo vào mày chốt như này rồi, vì em kéo lắc là nhà. Rồi. Bắn chết đây, bắn chết đây, bắn chết đây, anh hết đạn. Có thằng gần kìa. Bên trái, bên trái. Con đi. Thế lên về đây. Alo, đập, đập đi về. Con nó không lắc ở nhà. Không lắc ở nhà, lúc rồi nó chết luôn. Cái gì ạ? Vâng. Vâng, mình chỉ. Đấm, đấm, đấm. Ngồi xuống đấm, ngồi xuống đấm, ngồi xuống đấm. Còn thằng lưỡi. Bay vào hồn đúng không? Tạ đùa. Thứ hai cơ. 317 hả chị? Mẹ thi đâu chết nhỉ? Ui chết. Trái, 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 trái. Trái. Yêu cứu em. Ông chí ấy. Chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy lên. Giả tiền đi, chạy lên. Đâu vãi luôn. Đâu thấy người ạ. Ờ, xin, xin, xin. Single dog, abuse gì.
đạn rồi chị ơi. Quả vãi lồn. À đúng, sao lại quay lại. Bạn đặt TV vậy? Bạn đặt TV là cái gì? Là khoa chết rồi. Pro. Hết đạn rồi. Bọn bro á. Bọn lag thế. Ờ bọn này bắn pro. Quả mình đéo có súng. Kìa nó trong kia kìa. Thấy chưa? Đéo ơi, đéo có đạn. Hết đạn rồi. Nằm ở đâu ấy đấy, nằm ở đâu ấy đấy. Đây ngồi trong mấy cây này. Cái đéo đây để đây ngồi cây bên cạnh. Ngồi đây thì ra nó đâm thẳng mặt thôi. Đâm. Đáng luôn. Mặn mẹ lều ạ, đít mẹ xuống nhà được khẩu lực. Đại ca ơi. Này. Thoát đi, thoát đi, thoát đi. Thoát đi. Phải. Thoát đi. Thoát đi bao hùn. Nốt đá, nốt đá. Không, thoát đi. Thoát luôn. Thoát luôn gì. Kiếm chỗ năm đi, kiếm chỗ năm mẹ bác hùn. Kiếm chỗ năm đi, để nó ăn kin. Ngồi gốc cây kìa, bỏ áo đen đen ra là được. Đây rồi, đây rồi, đây đây. Bỏ đồ ra, bỏ đồ ra. Lộ cái rồi, cái điện thoại của anh đâu ấy hả? À, thế nào lót được cơ, nếu ở sau, em kiểu lót ở nhà chắc là RAM yếu quá. Anh cũng thế, anh thế, tự nhiên cứ giật giật giật. Anh có lót được nhà không? Em bị hoạt hình. Anh lót được nhà, lúc nãy xuống bắt đầu anh lại bị giật. Em bị hoạt hình luôn cơ. Bị đông quá hay sao ấy, đông quá, đông quá. RAM yếu. Đông quá, RAM anh 16GB giật. Kiểm tra RAM về gì nhỉ? XDIAG. Cần gì ấn vào My Computer chuột chuột phải vào xong kéo xuống dưới cùng Property. À xem bao nhiêu GB RAM á? Ờ. Ờ đúng rồi đấy. 8GB. 8GB thì loát đéo được nhà. Không vẫn đốt được mà, 8GB vẫn đốt được nhà ngon mà. Em đó được. Thấy em còn live stream nữa. Ngồi đâu. Bun, à nhầm, tao xin còn live stream nữa. À ừ, thế thì chịu rồi. Okay. Quân. Hả? Tờ team xong anh em đi ăn gì đi. Đó. Anh 42 rồi chị ơi, chúng xanh quá. Ông anh còn anh xuống 30. Tờ team xong ấy. Ờ. Ăn cái gì chia lại đến đâu. Ờ đúng rồi. Mẹ chạy động thấy người ạ. À. Mấy cái thằng cầm mẹ vừa 502 tao thấy macro rồi. Đéo phải vì cần phải nói nhiều. Quay nhìn em chạy không? Chí. Chạy đi đâu thấy người lều. Nãy có thằng nó chạy ở chỗ anh cơ, xong anh nhanh nhanh nó quay đúng lại chỗ mình đã ngồi trốn ở góc như con chó rồi. Để ăn thua. 18 thế cũng chứ, nốc được 3 thằng ấy. Mày anh giết được 2. Giết được 3. Nốc 4 chết 3. Vào chỗ nào mà bảo kê được ấy. Vào nhà thôi. Vì em đéo lót được. Ờ, thế ra trong dưa. Chắc là rau dưa chơi đua phải... hay hơn là rau dưa chơi đua rau dưa chơi đua best nhỉ. Ờ, rau dưa chơi đua best mới đó là nhà. Bây giờ chia đội đi, ông với bác Hùng một team ấy. Trong tí hai team gặp nhau bắn nhau luôn. Dạ dạ. Hay là anh em chơi chơi kiểu đua mà cùng bấm lúc. Team up để gọi team up. Ờ. Tải với đầu ấy. Cứ report trên mẹ đấy. Thôi anh đi rồi. Việt Nam bẩn lắm. Out đi, đi thì out đi, không à tí ông vào lại vẫn không chơi được với mình đâu. Exit rồi á, exit nhá. Rồi exit đi, exit đi, exit đi, exit đi. Mẹ trong này đít bựa lắm. Bữa đừng mưa á. Trong không nhìn thấy gì mà. Tưởng đi connect được. Ui. Không đi connect nhưng mà nó không hiện đâu. Ờ nó không hiện. Tràn RAM luôn. Kinh đã đồn ăn tiện chơi thằng da đen trong tờ. Ôi lại lên ta hạng 29 này đéo hiểu. Xuống 30 lại lên 29. Squad á hay là đùa? Đùa đùa. Và căng nhất này lên được bao nhiêu? Tháng này chưa chơi 24. Bao nhiêu? Ừ. Đi, Winred hả? Winred 28% mà. Em á? Windit 4 chấm. Windit 4 chấm. Em đang cố nghĩ Windit 6 chấm. Đua cơ, anh đang ở bên đua. Em có chơi đua mấy đâu. Chưa, từ lúc reset. Chưa được mấy trận đâu. Ôi ơi, bắn 2-30 game, à 29 game win mẹ 9 lần ạ. Pussy.
Ấy! Mẹ con này tao đánh cụ mày ờ. Mới 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 rồi à? Quân ơi. Hả? Tập mua tai nghe mới à? Tai nghe gì ấy? Thêm Zero. Điều. Ủa. Vợ sang vãi. Mua thật á? À? À kim. Mượn 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 của bên thỏ. Con đấy là game one mà. Giống của em hả? Game one. Game Hero ở game 1 là giống nhau mà. Mà game 1 nó không gập vào tai nghe. Với cả nó dùng nghe nhạc, không thuần vào chơi game luôn. Mà dùng một đấy là vừa nghe nhạc được, vừa chơi game được. Trông giống vãi. Là còn rẻ, ớt dĩ hết mà. Thì một cái là không bẻ rồi. Pick không bẻ được á? Không, không bẻ được tai nghe vào, vào như của em ấy. Thẳng tắp luôn thế. Ờ, nó thẳng tắp luôn. Tôi bẻ thì thế không thấy. Sao ạ? Mấy thằng streamer cứ cứ bảo bị đá map chửi cơ. Hai cái thằng ra đen béo này trái trái hát quá. Thì mẹ cho đá map chả sao. Tôi vui mà. Ờ, đã hiểu sao xong chửi 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 cơ. Phật. Ai? Tại đi fire luôn. Xuống đâu đây? Đây không? Tại đi fire à? Ok. Đã xuống pa. Nó vô lên, nó vô lên, nó vô lên. 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 Ôi sợ quân nó lag rồi lại chớ. Em ra mấy cái em ra mấy cái lán ở ngoài anh đâu. Anh kể em ra đây, anh kể em ra đây. Còn tôi ra ngoài bìa ngoài đấy nhá. Gì thế? Còn ba team ở trên này. Tại sao không phải con mẹ dài đi. Ủa. Ủi đồng thế. Một team nó vào đây. Có một team. Tạm biệt ta hết nhỉ? Tôi tính luôn là hai team, đéo được một. Thấy ai đâu? Lượn rồi, chúng nó lượn rồi. Đéo ai mà, clear. Ở đây này, có trên đầu anh cái này, 1, 2 này, có. 3 này. Hai em kia từ đâu nhá? Gì anh? Có thấy chưa? 1, 2, 3 thằng, 4 thằng này. Cái cam này bằng thôi, em chơi được. Kệ mẹ. Tựa về nhà, về nhà đấy. Sao chắc là đủ 4 nhá? Hai thằng bên bên khu nhà bên trái mình luôn này, quân này. Tao cho em nhà, một thằng ở nhà kho này. Con đợi ấy, súng đâu rồi? Có súng rồi. Súng đây rồi, để nhà kho. Còn sao khu vụ kiện. Ôi hỏng à, dậy. Hỏng rồi. Sao khu vụ kiện này. Họ bắn em bây giờ ở đây rồi. Trong cả có hay là bên khu nhà? Cảng có một. Cá kho đây này, ngay cạnh tao này. Đánh lại cho kim phát đi. Cảng có một á. Kim nút trên cảng đây, em xuống dưới. Ở đâu, kia. Đâu, khu nhà có người. Lại xoắn răn nữa. Con này, ra đây, ra đây. Tôi anh con này. Xin lỗi anh ngã luôn. Có người à, có người à? Bỏ lỡ. 298 á. Em còn làm 4 rồi Kim ơi. Ném, ném đó. Ơ, đéo mất được. Có ít to không? Có ít to. Có ít to đi. Đã kho đi rồi. Đúng má. Có ít 4, có ít 4, có ít 4. Có ít 4 đi lên tháp, tháp ở trên kia đây, cái cục xanh xanh ấy. Từ từ. 5, 5. Có mỗi 10 viên thôi. Cái nóc container một thằng này, đây này, nhìn đây. Hướng, hướng, hướng. W, đây chấm nhá. Đây khu container chấm xanh ấy, xanh. Đây, đạn đây rồi. Đây của SK, thằng còn nhặt với đạn rồi. Địt con mẹ. Chờ nó ra. Em dập ở biển này. Chỗ tao, chỗ tao. Đuổi ấy. Tân chỗ tao. Tuyệt thế à? 8 ấy. Đây rồi, đây rồi, đây kia rồi. Từ lên lên nóc rồi. Hay. Còn chết nó rồi nhá. Chết luôn hay là nóc rồi?
bắn nốc thôi, chết luôn rồi, anh giết luôn rồi. Chắc là bên khu nhà. Khu nhà có đội ấy. Xanh chấm xanh có hai thằng ấy, một hay hai thằng gì đấy. Không to đâu. Chấm xanh nhá, xanh nước biển á. Ừ. Tại vì nó từ nhà kho lúc sao mà. Tao cái gì ở ngoài để anh nhìn đó mọi người. Đây. Đấy rồi. Hướng 285 của thằng tao cơ. Đây chấm. 85. Xanh nước biển. Là thế. Chứ bảo thấy rồi. Thấy không? Nó chạy ăn khu nhà rồi, một thằng thôi. Nó ở cái nhà kho ngoài mà để đéo cửa ấy. Nhà kho nhỏ ở chân nó này. Không ai nơi rồi. Đây lại ra nhá. Một thằng này, Skyline. Cái gặp một bốn xịn. Từ rồi, đấy một thằng thôi. Mỗi thằng ấy mà kho ra, mà kia đi mất rồi à. Đội ở đâu ấy? Đội nó một thằng chết rồi đây. Hòm ở Vita. Đây là mẹ. Nhưng bên khu nhà có đội sao ấy? Có mà, đúng rồi. Có từ đầu khu rồi. Nhà có đội. Khu nhà có đội, khu nhà có đội. Mấy thằng bạn nó mà. Em thấy 3 thằng rồi. Cả mấy thằng mới ép từ bên kia sang là 3. Em phải tích đi quân ạ. Tích đi, được. Từ thôi đừng ép xong rồi. Nó cũng nấp đợi mình ấy. Thì mẹ anh rút lui. Anh xin giơ tay rút lui thôi. Ừ, trên mái nhà này eo đây. Cái nào? Có tao này. Đéo có, tao nhìn từ đấy, nó còn đéo lên. Có. Nó mới vừa cửa tầng 2, nó lút thôi. Tao nhìn thấy nó chỉ thấy thôi. Thế kỷ lấy thuyền đi, anh em trong vòng mà kệ thôi. Thuyền mà. Chỉ chiều tí. Anh chưa loot được cái gì cơ thì mẹ. Loot đấy, em nhìn nó, em đứng trên cao em nhìn rồi. Mới nhìn thấy mỗi một team rồi đúng không? Ờ, kim đứng em sang kim. Anh nhìn 4 thằng xuống đây mà. Đứng em sang kim. Chết, đéo em kim. Anh em sang làm gì hâm à? Đấy, tao ngoài biển nhá, tao có M16 tao ép rồi nhá. Em sau biển đó, em sau cái đồi ấy, đấy cái đây, đồi. Sau, đây này, em sau cái này này. Đừng cái đồi trước mặt mày ấy, đấy. Đấy, một thằng đây này. Đấy, Skyline thằng này thằng khác. Nó em sang khu container này. Cái này em mình luôn ạ, bản thật. Cái container em chỗ nào? Tích bên, vào, bên trái mày, dô hốc rồi, à, bác hôn này, thấy không? Bên trái mày hướng mấy cái nhà nhỏ nhỏ ấy. Nó ở nhỏ nhỏ ấy á? Sau tường. Tầm hướng S, thường S của mày, ở dưới ngay dưới. Khuất nhà rồi. Khuất nhà ở đấy, nó chạy xuống mày bên trái ngay dưới. Thế. Từ rồi. Nó vào này. Từ. Nó vào gara trước mặt tao rồi. Tao bắn cho nó, à thôi từ. Vừa bắn nó nắp ấy. Một thằng ở trên, nó cũng lên đâu được. Nó lên trời rồi. Đâu vậy, giết luôn đi. Đưa. Nó công nào? Nó công hướng W. Công này ở đâu ở công này, chấm xanh. Ờ đúng rồi, nó xuống rồi, nó xuống rồi. Bọn lại có 2 thằng rồi. Có 2 thằng thôi nhá, cẩn thận nhá. Ờ 14 đây. Nó ở trong mấy công thôi. Từ ôi nó chưa ra đâu, con chó ở nấp ấy. Thấy rồi. Chạy bên trái, chạy công bên trái. Chuyển mẹ thằng này bạn. Ơ, ba thằng, ui. Còn thằng bên này nữa này. Đánh dấu rồi. Đợi dấu áp. Nhà to rồi. Một thằng nhà to nữa, 3 thằng nhá. Còn 2 thằng. Đại à mày. Nhìn thấy em luôn rồi. Ơ, ở đây, chỗ anh một thằng này. Chết rồi. Tỉnh quá, nhà to đánh dấu bên phải, Park Hun. Thì mẹ đéo có scope.
Nhà to có nóc, nhà to có nóc. Nó có nóc ấy, nhà cái nhà to đùng. Biết rồi, thấy rồi, thấy rồi. Đấy, chứ bảo trên nóc đấy. Thằng ở dưới công viên nó gần. Có chó tỉnh thật. Đấy nhá. Làm gì? Nốt trận nghỉ đi con ơi. Cái gì? Cái gì cơ? Trận nghỉ ấy. À. Nó còn chắc vào nhà to đùng ấy, không phải nhà có ban công tầng 2 đâu. Rồi, nhà này thì... Ờ, đúng không? Đúng rồi, nhà sau này. Kìa, thẳng mặt kìa. Bên trái kìa. 150 kìa. Đây, nóng bò này, có đợi nóng bò này. Kìa. Tường kìa, thấy ạ. Mày thấy thằng ở tường kìa. Ơ, tao bắt hút lag à? Hút lag ấy. Ở mấy cái tường dưới ở mấy cái ngách tường ở dưới có bao hút đây. Nó ba thằng. Có 8. Kìa đứng hành lang kìa. Mấy thằng ở dưới mấy cái bức tường gần chỗ đó nữa. Mẹ chồng ngọ đéo thèm đi mình, đéo đi được. Ờ, mệt à. Còn 30 viên đạn xanh với 10 viên sóc lọ. Best. Đây để ép nhà không? Lộn vẫn có một thằng lẻ ở ngoài. Một thằng ở tường kìa, công viên kìa. Thôi. Nó lên công, chi công. Bên trái chí. Đây á? Ờ, bên trái hẳn đấy. Đấy, nó tiến thiên công cho kẻ xuống này, xuống dưới này, chỗ xe hỏng này. Bên trái, à bên phải, trước mặt, bên phải. Đấy, trước mặt luôn. Đó, sao cái chí? Đấy rồi. Trời ơi. Má, bay quả vậy. Trời ơi, chí. Zip. Không phải à? Chôm xác trí mà lúc ấy nó nhìn thấy mày rồi đấy. Thằng mắt kém thật. Trời ơi. Chết bây giờ. Thằng này nhìn chết chắc. Hứa. Bắn thế thao. Chị đang nằm im thở. Câu bên cạnh đấy, cái câu này này. Câu này có cửa. Chị đang... Trong câu bên phải, à bên trái, xem đây. Chị đang nằm im thở khẽ. Ơ, trước mặt. Rồi, hai thằng nó lùa. Nhảy mẹ xuống bờ tường mà bắn. Bắn hùn ạ. Một thằng ở bờ dao. Đấy, bờ dao, ngay bên phải, bờ dao. Bờ dao thứ hai, ngay bên phải, đấy, thứ hai. Rồi. Làm gì đấy thì có, đó. Cái bờ dao... Rồi. Đấy đúng cái đấy rồi. Mẹ. Tiểu ơi. Cứ bảo con là chỉ có. Mẹ đất cả người. Mẹ chị... đeo ăn. Fuck. Chưa ăn. Vỡ ơi xuống ấy. Dạ. Yeah. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel.